Nhuận Tường ở trong bảo tạc chậm rãi đi ra, lúc trước còn là hình dạng dần dần sắp chết, hiện tại liếc nhìn lại, khí thế bốc lên, cơ hồ là dáng dấp đỉnh phong. Linh nhũ vạn năm quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trên mặt Nhuận Tường hiện lên một mảnh hồng nhuận, khen. Tuy rằng thương thế của ta chỉ tốt lên được 1/3, nhưng đã hoàn toàn chuyển biến rồi, kế tiếp sẽ không cần lãng phí linh nhũ, tự ta điều tức là ổn. Gương mặt của Nghiễm Dịch co quắp một chút, cả kinh kêu lên. Mới tốt 1/3, là ai đem biểu ca đánh thành trọng thương như thế? Hừ, trong đầu Nhuận Tường hiện lên dáng dấp của Lý Vân Tiêu, nặng nề hừ một tiếng, một thân sát khí. Nghiễm Dịch sửng sốt một chút, lập tức cười, nói. Nói vậy trong đó có ẩn tình khác, chỉ bất quá biểu ca ngay cả tụ mệnh thiên quan cũng không cần, vật kia chính là chí bảo cứu mạng a. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Mỗi một khối tụ mệnh thiên quan chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa năng lượng bên trong cũng chỉ đủ duy trì một tháng, nếu là nửa tháng sau còn không có người đến, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, thật đúng là nhờ có biểu đệ a. Nghiễm Dịch ngẩn ra, trên mặt cơ nhục mãnh liệt co quắp một chút, trong mắt tràn đầy vẻ ảo não, nhưng còn phải miễn cưỡng cười nói. Ha ha, đây đều là thiên ý, là biểu ca mạng lớn nha. Nhuận Tường cười lạnh một tiếng, mới nói. Thương thế trên người ta còn chưa khỏi hẳn, mà nơi đây cách Bắc Hải lại quá xa, ta dự định trước tiên bế quan tĩnh dưỡng, chờ triệt để khôi phục sau đó sẽ rời đi, vẫn làm phiền biểu đệ cung cấp một ít tài nguyên. Phải, phải. Nghiễm Dịch hướng phía Minh Bá ở một bên rất cung kính nói. Tộc trưởng, lập tức cung cấp cho vị biểu ca này của ta đại lượng cực phẩm nguyên tinh, hắn cần bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu. Dạ dạ. Minh Bá gật đầu giống như run rẩy, nào dám nói nửa chữ không. Một đám người rất nhanh về tới nơi thiên giã hà tộc chiếm giữ, Minh Bá lập tức phân phó tộc nhân đem tất cả cực phẩm nguyên tinh đều cung ứng đi ra, để cho Nhuận Tường điều tức khôi phục. Nhuận Tường lúc này mới hài lòng rời khỏi, ở trong phụ cận hải vực tìm một nơi kín đáo tu dưỡng. Nghiễm Dịch nhìn bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm tư bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy trăm tên sĩ kình chiến sĩ cũng không lên tiếng, chỉ là xâm nghiêm mà đứng, nhưng chỉ là cổ khí thế kia, để thiên giã hà tộc tộc nhân phủ phục trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lúc lâu sau, Nghiễm Dịch mới hồi phục tinh thần lại, hướng phía Minh Bá nói. Người trấn thủ gần biển, có từng thấy qua một nữ hài nhân loại, từ trong Đông Hải tiến nhập khu vực của nhân tộc. Minh Bá thân thể run rẩy, đau khổ suy tư, gương mặt hắn như ăn phải mướp đắng, tự lẩm bẩm. Cái này, cái này. Hải vực lớn như vậy, một nữ hài nơi nào sẽ chú ý đến, vấn đề này quả thực chính là vô nghĩa, nhưng hắn lại không dám phản bác, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống, vội vàng hô. Minh bố, người qua đây. Tên thiên giã hà tộc thanh niên nhân vóc người hơi dài vội vàng bò tới, không ngừng mà dập đầu, hắn nào từng thấy qua đại nhân vật như vậy, hai cái đùi đều là mềm nhũn. Minh Bá khiển trách, chớ vội dập đầu, nhanh chóng trả lời vấn đề của đại nhân. Nghiễm Dịch nhìn mà bực tức, lâm không chỉ một cái, một cảnh tượng lập tức xuất hiện ở trong nước, bên trong một tiểu cô nương đang ở trong biển nhìn như ngơ ngác đần độn từ từ bơi lội, trong đôi mắt một mảnh mê mang. Tựa hồ không có thần trí, mà ở quanh thân nữ hải còn có quang mang mơ hồ hiện lên. Có thấy qua tiểu cô nương này hay chưa? Nghiễm Dịch lần thứ hai hỏi một lần. Minh Bá và Minh Bố đều là ngẩng đầu lên nhìn qua, Minh Bố nói. Hồi bẩm đại nhân, ta mỗi ngày dò xét hải vực, vẫn chưa phát hiện qua tiểu cô nương này. Trên mặt Nghiễm Dịch lộ ra có chút vẻ thất vọng, nói. Được rồi, ta đã biết. Nhiệm vụ của ta lần này đến đây đó là muốn tìm nữ hài này quay về, căn cứ một ít đầu mối biểu hiện, cô bé này ngày hôm trước hẳn là vẫn còn ở bên trong thiên hải trấn, hiện tại lại đột nhiên mất đi liên hệ, khiến ta không cách nào lý giải nổi. Mất đi liên hệ. Minh Bá làm bộ đau khổ suy tư, bỗng nhiên hiểu ra nói. Có phải là bị người của nhân tộc giết đi hay không? Đám người của nhân tộc đó, ai nấy dã man như dã nhân, ăn tươi nuốt sống. Giết cô bé này cũng thập phần bình thường. Nghiễm Dịch day day huyệt thái dương, đưa mắt nhìn tựa như si ngốc, nói. Cô bé này cho dù chết, ta cũng có biện pháp cảm ứng được. Nàng hiện tại vô cùng có khả năng lâm vào trong một loại trận pháp cấm chế che đậy quanh thân, ta phải đem nàng tìm ra. Hải thiên trấn người của tộc các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, việc này trước hết giao cho các ngươi đi làm,
có thể không động binh là tốt nhất, nếu là nói không được, động thủ lần nữa cũng không trễ. Bản tọa cũng tiện bế quan mấy ngày, sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Nghiễm Dịch sau khi đạt được hai giọt long huyết, cũng không bình tĩnh nổi. Bọn họ Long Chi hậu duệ rất nhiều tồn tại thiên phú cực mạnh, vừa sanh ra chính là cửu thiên vũ đế chi cảnh cường giả, mà trong quá trình tu luyện ngoại trừ không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, cường hóa cảnh giới ra, còn cần không ngừng rèn luyện huyết mạch, để hướng về phía tổ tiên nghịch luyện trở lại, cũng chính là cách nói huyết mạch phản tổ. Nghiễm Dịch cũng là hạng người thiên phú kinh người, bản thân liền chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện, lại thêm hai giọt huyết dịch, có nắm chắc cực lớn đem một thân huyết mạch ngưng luyện đến trình độ khủng bố. Chúng ta đi nói chuyện. Minh Bá hai mắt choáng váng, kinh ngạc nói. Nghiễm Dịch nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ không hài lòng, nói. Nơi đây là thiên giã hà tộc các ngươi quen thuộc nhất, đối với nhân loại lý giải cũng có thể nhiều nhất, không phải các ngươi đi lẽ nào là ta đi. Nếu là nhân loại tham lam cần điều kiện, chỉ cần không phải quá phận liền đáp ứng bọn họ. Nói chung vô luận như thế nào, cô bé này ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn truyền đạt mệnh lệnh, sau đó Minh Bá nào dám không theo, liên tục xưng vâng. Nghiễm Dịch cũng bắt đầu bế quan rèn luyện huyết mạch, tìm kiếm tiểu cô nương cố nhiên trọng yếu, nhưng để thăng tu vi của mình càng là việc cấp bách, hắn có mấy trăm tên sỉ kình hộ vệ, ngược lại cũng không cần chọn chỗ ẩn núp. Lý Vân Tiêu sau khi từ trên biển trở về, mọi người vội hỏi ngọn nguồn sự tình, hắn tùy tiện từ chối vài câu, chỉ là đem chân tướng cùng với Cẩn Huyên kể lại một lần liền tiếp tục bế quan. Trong lòng Cẩn Huyên một loại âm thầm mừng rỡ, có loại cảm giác bí mật bị chia sẻ. Hai ngày kế tiếp, đều là bình an vô sự. Lý Vân Tiêu một mực lẳng lặng thôn phệ nguyên khí, một đường tu luyện qua, ngoại trừ nguyên khí không đủ, cũng không có gặp phải bất kỳ lo lắng nào. Nhưng trùng kích cửu thiên vũ đế lại bất đồng, cửa ải này cũng không phải là bản thân lĩnh ngộ võ đạo đủ là được, mà là cần phải câu thông thiên địa chi lực, để cho lực lượng hữu hạn của mình dung nhập vào bên trong vô hạn thiên địa quy tắc. Nhưng hắn lúc này cách vũ đế còn kém hai cái trình tự, chỉ là muốn bổ sung hai tầng thứ nguyên khí này, cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch, hơn nữa cực phẩm nguyên thạch hiệu quả nguyên đan, vẫn kém hơn rất nhiều. Ngày thứ ba, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện dị tượng. Rất nhiều các loại người của hải tộc hình thù kỳ quái đều từ đáy biển dâng lên, liếc nhìn lại, dĩ nhiên phô thiên cái địa nhìn không thấy ranh giới, sợ là có mấy vạn người, hoảng sợ kinh khủng. Nhóm lớn nhân tộc võ giả điên cuồng dũng mãnh vào hải thiên trấn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả đám đủ loại kinh khủng. Bên trong thành các thế lực lớn đã bị kinh động trước tiên, mấy đạo quang mang phóng lên cao, hướng về phía biển rộng nhìn lại, đều là hít một ngụm lãnh khí. Trong đó sắc mặt của Liêu Dương Băng khổ nhìn một cái, hải tộc chiến sĩ một mảnh đen xì, nếu là nhảy lên bờ, còn không đem hải thiên trấn bọn họ trực tiếp nuốt sống sao. Ngay khi hắn không biết làm sao, nội tâm dâng lên hốt hoảng, một giọng nói từ trên mặt biển xa xa truyền đến, nói. Ai là lãnh tụ nhân tộc đi ra nói chuyện? Lãnh tụ nhân tộc, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, đảm đương được xưng hô này, sợ rằng cũng chỉ có thánh vực. Nhưng lúc này hải thú chỉ nhất định là lãnh tụ của hải thiên trấn, thoáng cái ánh mắt mọi người đều nhìn về Liêu Dương Băng. Liêu Dương Băng mắng một câu, nói. Đoán chừng là người nào không có mắt đi săn giết người trọng yếu trong hải tộc. Trước đây cũng bình thường sẽ phát sinh chuyện xung đột cùng hải tộc, nhưng đều là náo loạn nhỏ, chưa từng thấy qua xung đột đại quy mô như vậy, đây quả thực là lưỡng quân giao chiến. Hiện tại người trong toàn thành đều nhìn Liêu Dương Băng, hắn chỉ có thể kiên trì bay đi. Tại nơi đường chân trời, phía trước mấy vạn hải tộc chiến sĩ, Minh Bá gương mặt ý khí phấn phát, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ở bên cạnh hắn còn có mấy tên cường giả tu vi đồng dạng đạt tới vũ tôn, hơn nữa tướng mạo quái dị, hiển nhiên là mấy chủng tộc khác tồn tại. Toàn thân tràn đầy áo giáp, trong mắt hải tộc cường giả bàng giải đầu vẫn là vẻ cực độ bất mãn, hừ nói. Bất quá là cùng nhân loại đàm phán mà thôi, phải dùng tới thanh thế khoa trương như vậy sao? Chẳng lẽ là thiên giã hà tộc các ngươi nội tâm khiếp đảm, tìm mọi người tới giữ thể diện? Trên mặt Minh Bá nổi lên tức giận, quát dẹp đường. Con cua đáng chết, ngươi dám phun kích ta. Ta chính là thống lĩnh vạn dặm hải vực, lần này cùng với nhân loại đàm phán chuyện liên quan trọng đại. Nếu là làm hỏng, ngươi làm sao ăn nói với Nghiễm Dịch đại nhân? Hừ, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chức vị đè người, bản thân lại không có nửa điểm bản lĩnh. Bàng giải đầu không phục châm chọc đứng lên, nói.
nếu không phải là vương cung chỉ định thống lĩnh, vạn dặm hải vực trong mấy vạn chiến sĩ, ai sẽ phục ngươi? Minh Bá thẹn quá thành giận, gầm hét lên. Ngươi dám nghi vấn uy tín của ta? Được, được nghi vấn ta, đó là nghi vấn quyền uy của vương cung, ta nhất định sẽ bẩm báo Nghiễm Dịch đại nhân. Bàng Giải Đầu vừa nghe sẽ bẩm báo Nghiễm Dịch, lập tức khuôn mặt đều đổi xanh, bày ra một nụ cười cực kỳ khó coi, ngượng ngùng nói. Minh Bá huynh, tiểu đệ nhất thời nói lỡ, Minh Bá huynh đại nhân có đại lượng, nghìn vạn lần chớ cùng tiểu đệ tính toán lẫn nhau. Hừm, Minh Bá nội tâm đắc ý một trận, liền quay đầu qua. Trên mặt của Bàng Giải Đầu chảy xuống mồ hôi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, lớn đến xét nhà diệt tộc, nhỏ đến không đến một phơi nắng. Hàng trước một gã cường giả đầu tam giác ngược nhịn không được mở miệng vội vàng nói. Minh Bá huynh, mọi người đều là hàng xóm nhiều năm, có chút hơi ma sát nội bộ giải quyết cũng là phải, không cần thiết đến tai vương tộc đi, ngươi ở gần biển cũng làm thống lĩnh hơn 100 năm rồi, mọi người nội tâm vẫn rất tôn kính ngươi. Huống hồ hiện tại liên thủ làm việc cho vương tộc, thực sự không nên xảy ra nội chiến, nếu là nhiệm vụ chưa xong, làm sao giao phó với vương tộc. Đúng đúng đúng. Rất tôn trọng ngươi, không thích hợp nội chiến. Bàng Giải Đầu cũng liền vội vàng phụ họa. Minh Bá hừ nói. Đã như vậy, thì chuyện này ta cũng liền tạm thời để một bên, nếu có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hắn cũng bất quá là nói mà thôi, dùng tới dọa người, loại chuyện lông gà vỏ tỏi này, hắn nào dám nói ở trước mặt Nghiễm Dịch, hơn nữa cũng thật sự sợ hãi làm trễ nãi chính sự. Mấy người đang nói, một khí tức to lớn truyền đến. Lập tức ép tới mọi người không ngốc đầu lên được, nội tâm một trận thất kinh. Vũ đế, dĩ nhiên là cửu thiên vũ đế. Bàng Giải Đầu một trận sợ hãi, nếu thật là vũ đế phủ xuống, bọn họ cho dù có mấy vạn chiến sĩ, cũng không đủ giết a. Minh Bá càng nội tâm sợ vỡ mật, cổ khí tức này, hắn lập tức đoán được, chính là người nọ mấy ngày trước ở trên mặt biển chém ra một đao, dẫn đến sản sinh vòng xoáy ngàn dặm. Đang lúc bọn hắn một trận sợ hãi, Liêu Dương Băng cũng là trong lòng sợ hãi, mặc dù không có cảm thụ được tồn tại cường đại dị thường nào đó, nhưng nhiều hải tộc chiến sĩ như vậy, một ngày câu thông không tốt, vô cùng có khả năng diễn biến thành lưỡng tộc đại chiến, trách nhiệm này hắn cũng không đảm đương nổi. Tại hạ chính là Hải Thiên Trấn thành chủ Liêu Dương Băng, không biết chư vị bằng hữu có gì chỉ giáo. Lại làm ra trận thế lớn như vậy. Liêu Dương Băng thần thức trong nháy mắt đảo qua mấy vạn hải tộc, cuối cùng rơi vào hàng trước nhất trên hơn 10 người, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có hơn 10 người đều là vũ tôn cường giả, còn lại cũng không đủ hắn coi trọng. Minh Bá mạnh mẽ chịu đựng nội tâm run rẩy, mở miệng nói. Chúng ta phụng mệnh lệnh của Đông Hải vương tộc Nghiễm Dịch đại nhân, đặc biệt tới tìm một nữ tử. Có chứng cứ biểu hiện nàng kia đã tiến nhập Hải Thiên Trấn, chỉ ít mấy ngày trước còn ở Hải Thiên Trấn, còn xin các ngươi mau chóng giao ra đây, để tránh khỏi phá hư lưỡng tộc hòa bình. Liêu Dương Băng sửng sốt, trận thế lớn như vậy nguyên lai là vì tìm người, hắn ngạc nhiên nói. Là nữ tử nào, có gì đặc thù? Minh Bá Lâm không đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo lục quang bắn ra, trên không trung ngưng ra hình dạng của một nữ hài, manh manh đát thật đáng yêu, nói. Chính là nàng, đây là người mà Đông Hải Vương cung ta phải tìm được, vô luận trốn đến chân trời góc biển cũng phải tìm đi ra, mong rằng ngươi thông minh phối hợp một chút, không nên gian dối không rõ. Liêu Dương Băng nội tâm dâng lên một tia lửa giận, bị một ít phú tôn gây sự quát tháo vẫn là lần đầu tiên, bất quá hắn cũng nể tình những hải tộc này đều là chỉ số thông minh thấp không có học thức, cũng sẽ không rảnh so đo, nói. Hải Thiên Trấn nữ hải tử như thế không có một vạn cũng có tám người, biển người mênh mông, làm sao tìm kiếm? Minh Bá cả giận nói. Biển người mênh mông, có thể lớn như Đông Hải ta sao? Ta khuyên ngươi không nên sản sinh mâu thuẫn tâm lý. Đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không ta sẽ đi tới bẩm báo trở Nghiễm Dịch đại nhân tự mình đến đây, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Liêu Dương Băng thầm nghĩ, bọn họ nói Nghiễm Dịch hẳn là người của Đông Hải Vương tộc, cô bé này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên sẽ dính dáng tới Đông Hải Vương tộc, nội tâm hắn vẫn còn có chút lo lắng, nói. Hai tộc chúng ta vẫn là hữu hảo hàng xóm, chứ có vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Ta đây liền trở về thành chiếu cáo xuống phía dưới. Cả thành tìm kiếm nữ hài này, ba ngày sau sẽ cấp cho chư vị một câu trả lời thuyết phục, nếu là không có kết quả, ta đây cũng liền không thể ra sức. Minh Bá liên tục gật đầu nói. Như vậy rất tốt nhưng tốt nhất là có kết quả,
bằng không vương tộc giận dữ, nhân loại các ngươi cũng không đảm đương nổi. Nói xong, mấy vạn người của hải tộc liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đều lui trở lại, dần dần chìm vào đáy biển, thoáng cái đã đi mất tung ảnh. Liêu Dương Băng thoáng cái nhíu mày lại, đây hoàn toàn là chuyện phiền toái vô duyên vô cớ, hơn nữa liên lụy cực lớn, hắn đang suy nghĩ có nên đưa tin tới cho Hồng Nguyệt Thành, để Hồng Nguyệt Thành đến xử lý hay không. Dù sao Hồng Nguyệt Thành là lãnh tụ đông vực, việc này liên quan đến lưỡng tộc, nếu không thể xử lý tốt, sinh ra chiến hỏa mà nói, trách nhiệm kia có thể to lắm. Gần nhất một lần hải tộc quy mô xâm chiếm, vẫn là hơn 10 năm trước phá quân Vũ Đế Cổ Phi Dương chọc ra đại họa, người trong tứ hải dắt tay nhau mà đến, trực tiếp xuất lĩnh đại quân bước thẳng Lam Tuyết Thánh Thành, ngay cả thánh vực cũng không dám ứng chiến. Mặc kệ đi, trước tiên tìm xem có thể tìm ra cô bé này không, nếu như tìm được rồi giao cho người của hải tộc là tốt nhất, tìm không được, tình thế chuyển biến xấu, lại đưa tin cho Hồng Nguyệt Thành cũng không chậm. Sau khi suy tư, Liêu Dương Băng lập tức hóa thành một đạo quang mang trở lại Hải Thiên Trấn. Ngay ngày thứ tư Lý Vân Tiêu bế quan, đột nhiên bên ngoài mật thất truyền đến tin tức ba động, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Bình thường lúc này, nếu là không có chuyện gấp, Cẩn Huyên sẽ tuyệt đối không quấy rầy hắn, hắn đưa tay vẫy một cái, tin tức lập tức truyền vào trong đầu. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy, từ trong mật thất đi ra ngoài, Cẩn Huyên lại là từ lâu ở bên ngoài chờ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vân Thiếu, ngươi xem cái này. Cẩn Huyên vừa nhìn thấy hắn, không nói hai lời đã đánh ra một đạo pháp quyết, không trung lập tức hiện ra hình ảnh của Tiểu Hồng, còn có phủ thành chủ ban phát bố cáo tìm người. Cẩn Huyên nói, ngay hôm qua, hải tộc hùng hổ mà đến, chính là vì tìm kiếm Tiểu Hồng. Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng không có phản ứng quá lớn, hắn đối với hải tộc lý giải so với người bình thường nhiều hơn, do đó cũng không có khủng hoảng về nhận biết, chỉ là tự lẩm bẩm. Nguyên lai nàng là đến từ Đông Hải, nhiều người tìm nàng như vậy tất nhiên đã biết nàng là vật gì. Cẩn Huyên sửng sốt một chút, nàng nghe không hiểu Lý Vân Tiêu đang nói cái gì, chỉ là vội vàng nói. Hiện tại như thế nào cho phải? Cả thành đều đang tìm Tiểu Hồng, nàng đã từng công khai ở trong cửa hàng làm hướng dẫn mua, ta sợ rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa. Vừa mới nói xong, Giang Thiên Dung liền vội vã chạy vào, nói. Hội trưởng đại nhân, Vân Tiêu công tử, Liêu Thành chủ và Lai Phong công tử dẫn theo nhóm lớn người đến. Chuyện Tiểu Hồng ở trong Tử Vân Thương hội đã không cách nào che giấu, dù sao người đã gặp qua nàng nhiều lắm. Mấy người rất nhanh đi đến đại sảnh, chỗ ngồi tân khách từ lâu đã ngồi đầy người, Liêu Dương Băng và một ít đại lão bên trong thành, còn có Bắc Minh Lai Phong tất cả đều ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Liêu Dương Băng trực tiếp khai môn kiến sơn nói rằng, Vân Tiêu công tử, Cẩn Huyên hội trưởng, mọi người tới vì mục đích gì nói vậy hai vị cũng đã biết, không cần ta nhiều lời nữa đi. Cẩn Huyên không nói, hơi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, nàng lúc này ám chỉ cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là hết thảy đều lấy Lý Vân Tiêu làm chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta đã biết, thế nhưng Tiểu Hồng ta không có biện pháp giao ra đây, bởi một ít nguyên nhân không cách nào nói rõ, cũng không giao ra được. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Bắc Minh Lai Phong cười lạnh nói. Ngươi nói không giao ra được liền không giao ra thật sao? Hai ngày sau người của hải tộc trở lại đòi người, nếu không chúng ta liền đem ngươi giao ra được rồi. Tất cả mọi người cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ hắn mặt không biểu tình, trái lại gật đầu nói. Như vậy rất tốt, ta cũng muốn tìm bọn họ hỏi thăm một việc. Cái này, Bắc Minh Lai Phong cũng sửng sốt một cái, Liêu Dương Băng và tất cả mọi người đều ngẩn ra, nghĩ không ra đối phương sảng khoái như vậy. Liêu Dương Băng ngữ trọng tâm trường nói. Vân Tiêu công tử, việc này quan hệ tới hòa bình của lưỡng tộc, mong rằng thận trọng cân nhắc. Giao ra Tiểu Hồng hóa giải can qua mới là chính đồ. Hắn vừa kết giao với một vị minh hữu như thế, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Yên tâm đi, ta sẽ cấp cho người trong hải tộc một cái công đạo. Nội tâm hắn lại là nghĩ đến, vừa rồi lấy hải tộc làm cửa khẩu đột phá, hỏi thăm việc của Tiểu Hồng và Nghê Thạch, về phần lưỡng tộc hòa bình gì đó, trời sập cũng có người khổng lồ chống đỡ, năm xưa hắn không phải đâm thủng trời rồi. Có thánh vực đi ra chìa vào. Liêu Dương Băng một chút nghẹn lời, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, bọn họ cũng không có gì đáng nói. Bắc Minh Lai Phong nói. Hai ngày này tất cả mọi người khổ cực chút, nhìn chằm chằm vào Tử Vân Thương hội,
nghìn vạn lần đừng để một số người chạy mất. Mọi người cũng đều có tâm tư như vậy, đều sau khi rời đi liền phái đại lượng cao thủ 12 canh giờ không gián đoạn theo dõi, trên truyền tống đảo trận pháp cũng tạm thời ngừng vận chuyển, để tránh khỏi đám người Lý Vân Tiêu đục nước béo cò chạy mất. Hai ngày sau, Lý Vân Tiêu đúng hẹn từ trong bế quan đi ra, một thân một mình hướng phía biển rộng bay đi. Phía sau bọn người Liêu Dương Băng và Bắc Minh Lai Phong rất xa nhìn thấy, thẳng đến thấy hắn cùng với mấy vạn tên hải tộc chiến sĩ bàn bạc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là người phương nào? Thành chủ Liêu Dương Băng đâu? Trên mặt Minh Bá hiện ra vẻ giận dữ, đối phương thành chủ dĩ nhiên lỡ hẹn, còn phái một gã vũ tôn thiếu niên đến trước, rõ ràng là không coi trọng bọn họ. Lý Vân Tiêu thần thức đảo qua, cũng không có cao thủ gì ở bên trong. Hơn nữa đám hải tộc chiến sĩ này tất cả cũng đều là một ít tôm tép, xem ra là mấy người chủng tộc sát nhập ở cùng một chỗ, hắn bật cười khanh khách. Liêu thành chủ đêm qua ngự nữ quá nhiều, thân thể mệt mỏi lợi hại, sợ là không có cách nào đi tới, vì vậy phái ta tới trước tiếp ứng chư vị đại nhân. Cái gì, hắn vẫn còn có tâm tư ngự nữ, chuyện chúng ta phân phó hắn có từng làm thỏa đáng. Minh Bá khí phẫn điền ưng cả giận nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Tự nhiên là làm xong rồi. Chính là bởi vì đã làm xong, Liêu thành chủ mới vui vẻ, lúc này mới ngự nữ không tiết chế, bây giờ còn nằm ở trên giường phủ thành chủ nghỉ ngơi chứ. Minh Bá đại hỉ, vội hỏi. Tiểu cô nương kia đâu? Lý Vân Tiêu Lâm không đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức hiện ra dáng dấp của Tiểu Hồng mấy ngày hôm trước, nói. Các ngươi muốn tìm chính là nàng. Đám người Minh Bá mạnh mẽ nhìn chằm chằm cảnh tượng hiện ra một hồi. Xác nhận không thể nghi ngờ, đại hỉ nói. Đúng đúng mau chóng đem nàng giao ra đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, đem bức ảnh phá mất, hỏi nói. Không biết chư vị đại nhân đòi cô bé này là vì sao? Có thể nói cho ta biết một chút. Minh Bá nào biết đâu rằng, sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Đây là cơ mật của Đông Hải ta, người nào có tư cách biết được, mau chóng giao ra đây. Lý Vân Tiêu hơi hơi trầm tư, xem ra mấy tên linh tôm tướng cua phỏng chừng cũng không biết chuyện của Tiểu Hồng và Nghê Thạch, hắn cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp nói. Cô bé này sợ là không có cách nào khác tới, nàng hiện tại đang ở trong một loại trạng thái chính ta cũng không biết, có thể gọi các ngươi rõ ràng hợp lý đến nói. Rõ ràng hợp lý, ta chính là công lý ở trong phiến hải vực vạn dặm này. Minh Bá mày rậm dương lên, quát dẹp đường. Có lời gì liền trực tiếp nới với ta, nghiễm dịch đại nhân của chúng ta nói, cô bé này sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nghiễm dịch, Lý Vân Tiêu lập tức biết, chứ nghiễm này chính là dòng họ của Đông Hải Vương tộc, xem ra giá Tiểu Hồng quả nhiên có chút trò, không làm được hay là từ Đông Hải Vương cung chạy đến, hắn ha hả cười nói. Để nghiễm dịch gì đó tới gặp ta đi, trò chuyện với đám lâu la các ngươi cũng không ra kết quả gì, chỉ lãng phí thời gian của ta thôi. Cái gì, nhân tộc lớn mật ti tiện, lại dám nói thiên giã hà tộc chúng ta cao quý chính là lâu la. Minh Bá tức giận cả người run lên, bàng giải đầu và tên đầu tam giác ngược cũng đều là giận tím mặt, tuy rằng bọn họ cùng với Minh Bá đều không đối đầu, ai nấy khí thế trên người dâng trào dựng lên, một lời không hợp sẽ đấu võ rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, thái cổ thiên mục chợt mở ra, một cổ tinh thần lực nghiêng ra, hướng tới hơn 10 tên vũ tôn cường giả bài danh trước 10. Tinh thần lực thượng, dĩ nhiên ẩn chứa Long Uy. Long Uy, là Long Uy. Minh Bá hoảng sợ thất thanh, cả người run rẩu một cái, cũng không để được tâm tư chống cự nữa, thoáng cái hơn 10 người đều là kinh sợ tại chỗ, cả đám người toát ra mồ hôi lạnh. Đây là uy áp trên đẳng cấp, đến từ linh hồn run rẩy. Yêu Long cũng là chân Long hậu duệ, tuy rằng so ra kém tứ hải vương tộc huyết mạch nồng nặc, nhưng Long Uy vưu ở, hơn nữa Lý Vân Tiêu tinh thần lực cường hóa. Giống như một máy khuếch đại, lập tức đem mấy vạn hải tộc người đều kinh sợ. Lý Vân Tiêu trong mắt lóe lên băng lãnh vẻ, lạnh giọng nói. Để cho nghiễm dịch tới gặp ta, ta ở trong hải thiên trấn này chờ hắn, nếu vẫn không đến, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy cô bé này được rồi, tên của ta gọi là Lý Vân Tiêu. Chúng nhân hải tộc đều là run rẩy một chút, tuy rằng Lý Vân Tiêu là thân thể nhân loại, nhưng giờ khắc này ở bọn họ xem ra. Thì có như một con yêu long đang nói chuyện, khiến mỗi người đều là nội tâm run sợ, thẳng đến nói xong, cổ uy áp khiến tài đều thối lui. Mấy người Minh Bá run rẩy sau một lúc, thấy Lý Vân Tiêu tái vô động tác,
lúc này mới đám sợ địa chìm vào đáy biển, điên cuồng đào đi trở về. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, liền bay trở về Hải Thiên Trấn, tất cả mọi người ở thành lâu trên quan vọng, thấy chúng hải tộc thối lui, đều là nội tâm hết sức kỳ quái. Liêu Dương Băng tiến lên nghênh nói. Vân Tiêu công tử, làm xong rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Làm xong rồi, không sao, mọi người tất cả giải tán đi. Tiểu cô nương kia đâu? Bọn họ từ bỏ. Liêu Dương Băng chỉ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Bỏ đi, ta cùng với bọn họ nói, tiểu cô nương kia đã không ở Hải Thiên Trấn, bọn họ cũng liền không có biện pháp, thức thời đi. Lý Vân Tiêu nói năng bậy bạ, nói lung tung nói. Hắn cũng chỉ có thể nói lung tung vừa thông suốt, nếu là ăn ngay nói thật nói, phạ những người trước mắt này đô hội tức chết lai. Bắc Minh Lai Phong cũng không tin mà nhíu mày, nói. Hải tộc người, há là dễ nói chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Người của hải tộc đơn thuần khả ái, thập phần thân mật háo khách, bọn họ ở biết nữ hài không ở Hải Thiên Trấn hậu, hoàn hữu hảo mời ta khứ uống trà ni. Bắc Minh Lai Phong. Ha ha, giải quyết rồi là tốt rồi. Liêu Dương Băng sợ hai người này lần thứ hai nháo động lên, vội vàng ngăn trọng tâm câu chuyện, cười nói. Vân Tiêu công tử tài cao gan lớn, đối mặt với dị tộc độc thân đi, không hề sợ hãi, khiến kẻ khác bội phục. Hải Thiên Trấn chư vị đại lão cũng đều phụ họa tán thán đứng lên, Hải Thiên Trấn thì những người này căn cơ sở tại, nếu là cân hải tộc xích mích, đây chính là đứng mũi chịu sào khó giữ được, sở dĩ bọn họ so với ai khác đều phải khẩn trương. Vân Tiêu cười nói. Đã không sao, chư vị tất cả giải tán đi. Mọi người khi nhìn đến hải tộc đích xác lui lại không một người, sau đó cũng không có hoài nghi, đều đi trở về, một hồi nguy cơ khẩn trương vạn phần, nghĩ không ra lại dễ dàng hóa giải được như vậy. Lý Vân Tiêu cũng trở về đến Tử Vân Thương Hội, bắt đầu tiếp tục bế xem ra. Mấy ngày sau, trên mặt biển đột nhiên gió nổi mây phun, nước biển 133 phóng lên cao, trên bầu trời mây đen đột nhiên tụ, không ngừng sấm chớp rền vang. Tựa hồ khác thường giống phát sinh, từng đạo kinh khủng khí tức theo sóng biển truyền đến, trực tiếp đập đến rồi thành trì dưới chân. Cô Linh Linh truyền tống đảo trong khoảnh khắc đã bị mai một, trên đảo cường giả vội vàng liên thủ kết xuất phòng ngự đại trận, mới đưa nước biển tạo ra, duy trì trên đảo người an toàn, nhưng này tọa đi thông thành trì cầu đã bị cọ rửa địa triệt để suy sụp sụp, con người không cách nào thông hành. Trên Hải Thiên Trấn cường giả cả đám hoảng sợ thất sắc, đều bay tới trên tường thành. Thiếu chút nữa con mắt nhìn về nơi xa. Chỉ thấy ở trong hải vực kia, chậm rãi mọc lên một đạo to lớn bọt nước, dường như hoa viên không trung, mặt trên dĩ nhiên ngồi ngay ngắn mấy đạo nhân ảnh, sau đó từng đạo thân ảnh từ trong biển rộng vọt lên, rậm rạp bay đầy bầu trời. Liêu Dương Băng trên đầu thành lập tức đau cả đầu, nhìn hải tộc hùng hùng hổ hổ kia, dị tượng nguyên một mảnh mây đen quay cuồng, sóng biển ngập trời, còn có khí tức cường giả truyền tới từ biển trời kia nữa đều khiến hắn bị chấn nhiếp. Chuyện gì xảy ra, Vân Tiêu công tử không phải đã đồng ý rồi sao? Các đại lão trấn Hải Thiên đều nhao nhao trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. Lần này tới cũng không phải binh tôm tướng cá gì cả, nguyên một đám bộ dáng hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc. Sắc mặt Liêu Dương Băng cũng tái nhợt, đột nhiên cao giọng quát. Người đến người phương nào? Đến có chuyện gì? Hắn cũng là cường giả võ đế tứ tinh đỉnh phong, vừa quát lên. Lập tức âm thanh chấn vạn dặm, khiến dị tượng trên không trấn Hải Thiên trực tiếp bị đánh tan, lập tức khiến người trong thành cảm thấy áp lực tan hết. Đóa bọt nước cực lớn kia vẫn đang không ngừng dâng lên cao, trên mặt biển hiện ra một đầu cự kình. Trên mặt nước đặt một cái bàn, Nhiễm Dịch đang nhàn nhã ăn các loại kỳ chân dị quả, khí tức trên người hắn hiện giờ đã hoàn toàn khác với mấy ngày trước, có một loại khí tức thô bạo ngầm khởi động trong người. Thanh âm Liêu Dương Băng chấn ra xa xa. Thần sắc trên mặt hắn ngưng tụ, cũng đã nhận ra đối phương tuyệt đối không phải người thường, ít nhất cũng là cường giả võ đế trung giai. Bọn người Minh Bá nơm nớp lo sợ đứng ở sau lưng Nhiễm Dịch, Minh Bá vội bước lên trước nói. Đại nhân, người này chính là thành chủ trấn Hải Thiên, lần trước ngự nữ quá nhiều bị thương thân thể, cho nên phái Lý Vân Tiêu kia tới, hiện giờ đoán chừng thân thể khôi phục, cho nên tự mình đến. Nhiễm Dịch nhướng mày, thân là cường giả võ đế trung giai. Sao có thể vì ngự nữ quá nhiều mà suy giảm tới thân thể được? Chẳng lẽ đối phương tu luyện bí pháp gì đó sao? Một gã nam tử tộc Sỉ Kình bên người thụ lệnh, quát lớn.
Vương tộc Đông Hải Nhiễm Dịch đại nhân ở đây, thành chủ Trấn Hải Thiên và Lý Vân Tiêu mau chóng đến đây yết kiến. Cái gì, Vương tộc Đông Hải? Mọi người trên đầu thành đều quá sợ hãi, nguyên một đám hoảng sợ lên. Bắc Minh Lai Phong cũng thầm nghĩ không tốt, nếu có đánh nhau, sợ rằng ngay cả mình cũng sẽ bị liên quan vào hiện giờ truyền tống đảo đã triệt để chìm xuống rồi, căn bản không có cơ hội rời đi. Liêu Dương Băng nào dám đi qua, cao giọng nói. Vương tộc Đông Hải, cũng không phải vương tộc nhân loại chúng ta, bằng gì yết kiến. Có việc gì cứ nói là được, nếu vô sự, kính xin chư vị mau chóng trở về, không nên ở chỗ này nhiễu loạn lĩnh vực nhân tộc ta. Tên người tộc Sỉ Kình kia phẫn nộ quát. Vô lễ, mau gọi Lý Vân Tiêu kia đi ra, nếu không mấy vạn chiến sĩ hải tộc ta trong khoảnh khắc sẽ tiêu diệt Trấn Hải Thiên ngươi ngay đấy. Theo một tiếng giống lên của hắn, mấy trăm chiến sĩ Sỉ Kình giữa đại dương nguyên một đám tản mát ra khí thức cường đại, vậy mà tất cả đều là cường giả cấp bậc võ tôn, còn có mấy vạn binh tôm tướng cá kia nữa, nguyên một đám cũng khua chiêng gõ trống, thanh thế rung trời. Sóng biển trở nên càng thêm mãnh liệt. Tất cả nhân loại trên đầu thành sắc mặt đều trắng bệch, không có chút máu. Sỉ Kình nhất tộc cũng là chủng tộc cường đại trời sinh, rất nhiều hậu bối thiên phú kinh người, vừa ra đời đã là võ tôn bát hoang cảnh, mặc dù là những tồn tại thiên phú cực kỳ thấp, nếu như sau khi trưởng thành vẫn không thể bước vào võ tôn cảnh thì sẽ bị trực tiếp khu trục ra khỏi chủng tộc, tự mình đi tìm đường sống. Cho nên Sỉ Kình nhất tộc chính là một trong các chủng tộc đắc lực nhất dưới trướng vương tộc Đông Hải. Mẹ nó, nhất định là tên Lý Vân Tiêu kia gây tai họa, ta biết ngay hắn không phải thứ gì tốt lành mà. Bắc Minh Lai Phong lập tức phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, Lý Vân Tiêu đâu rồi? Mau bảo hắn đi ra, hắn không phải từng đánh bại vương giả hải tộc sao? Nguy rồi, sao không thấy người đâu? Sẽ không phải đã chạy mất rồi đấy chứ? Thương hội Tử Vân, nhanh đi Thương hội Tử Vân tìm người. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu thành, mỉm cười nói. Không cần đi tìm, ta tới rồi. Lý Vân Tiêu ngươi gây họa, tự ngươi xem đi, xem ngươi xử lý thế nào. Bắc Minh Lai Phong vẻ mặt tái nhợt cả giận nói. Nếu dẫn phát hai tộc đại chiến, không chỉ toàn bộ Trấn Hải Thiên không cách nào may mắn thoát khỏi, mà ta còn muốn xem ngươi làm sao ăn nói với nhân loại đây. Lý Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, nói. Cái gì hai tộc đại chiến? Lần trước ta còn nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ à, lần này đoán chừng là tới mời ta đi uống trà thôi, ta lại đi uống vài chén vậy. Hắn lập tức hóa thành một đạo quang mang, lao về phía hải tộc kia. Lòng mọi người lúc này mới thoáng yên ổn lại, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu kia chung quy cũng không đến mức mang tính mạng của mình ra để nói đùa. Lý Vân Tiêu bay đến trên không kình ngư cực lớn kia, nhìn qua mọi người bên trong bọt nước, cảm thấy tức cười. Loại trận thế này của đối phương chỉ có thể hù dọa một ít người chưa từng tiếp xúc qua với hải tộc cao đẳng, đối với hắn thì trận thế này chẳng có gì đáng nói cả. Hắn trực tiếp bay thấp xuống bọt nước kia. Làm càn. Tên tộc Sỉ Kình kia mặt trầm xuống, trên nắm tay cực lớn hiện ra một tầng thủy quang, cẩn thận nhìn lại đúng là bị cơ hồ đến trạng thái cố hóa, hắn trực tiếp đánh đến, trên không trung phát ra một tiếng chiến minh cực lớn, uy áp cửu thiên võ đế tràn ngập. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lãnh kiếm băng xương lâm không chém ra, nhiệt độ giữa đại dương bỗng nhiên giảm xuống cực điểm, uy thế một quyền kia dưới sự ảnh hưởng của hàn khí uy lực bị giảm xuống, sau đó bị kiếm quang chém nứt, dư âm kiếm quang còn lại cũng bị đánh tan. Khai ra vạn đóa băng liên, tiêu tán trên không trung. Trên mặt cường giả tộc Sỉ Kình lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì thực lực Lý Vân Tiêu chỉ có võ tôn, sao có thể đỡ được một kích của hắn chứ? Ngay khi hắn khiếp sợ Lý Vân Tiêu đã dẫm phải lên đóa đóa băng liên, muốn bước vào trên bọt nước. Làm càn, đại hải vô lượng. Cường giả tộc Sỉ Kình hét lớn một tiếng, nửa người trên đột nhiên hóa lớn, chắp tay trước ngực, nguyên lực tản ra. Phảng phất như có một đầu tiểu kình ngư nhỏ đang du đãng ở bốn phía song trường, hắn hét lớn một tiếng đẩy ra ngoài. Lực lượng một lớp cường thế một lớp, như sóng biển xa xa đánh lên tường thành, sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Vân Tiêu một tay vẽ vòng trước người, đại bi mộ vân kính trực tiếp được tế ra, biến thành đường kính hơn 2 mét che trước người hắn. Phanh! Cực lực chấn lên mộ vân kính, chỉ có số ít xuyên thấu qua mặt kính áp bách lấy thân hình Lý Vân Tiêu. Nhưng chút lực lượng kia lại hoàn toàn không thể nào tạo thành tổn thương cho hắn được. Mà tuyệt đại bộ phận lực lượng thì đều bị phản chấn về. Phanh! Lại một tiếng nổ mạnh,
Tên cường giả tộc Sỉ Kình kia lập tức bị trưởng lực của mình đánh bay xa ra ngoài, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà lại bị thương. Đồng tư Nghiễm Dịch hơi co lại, lộ ra thần sắc giật mình nhìn chằm chằm vào bảo kính trong tay Lý Vân Tiêu. Hải tộc thiếu thuật luyện sư, huyền khí cửu giai ở trong nhân tộc cũng là tồn tại chân quý dị thường, ở trong hải tộc bọn hắn, ngoại trừ vương tộc tứ hải ra, trên căn bản không thể nào thấy được huyền khí cửu giai cả. Mà địa vị của thuật luyện sư ở hải tộc càng giống như thần linh vậy, được người người tôn kính. Cường giả tộc Sỉ Kình kia bị một chiêu đánh bại, kinh sợ nảy ra, liên tục gào thét xông lên muốn tái chiến. Dừng tay, Nghiễm Dịch khẽ quát, lập tức bảo hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu đạp vào bọt nước, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu không khách khí trực tiếp ngồi xuống trên ghế bên người Nghiễm Dịch. Tự mình rót lấy một chén rượu uống lấy, đồng thời cười nói. Đúng vậy, rượu ngon của vương tộc Đông Hải đã rất lâu không được uống rồi, vẫn hương thuần như vậy. À, nói vậy trước kia ngươi đã uống qua rồi sao? Nghiễm Dịch cao thấp đánh giá Lý Vân Tiêu, một chút cảm giác quen mắt cũng không có. Ha ha, nhờ vào phúc người khác thôi. Lý Vân Tiêu đổi chủ đề, nói thẳng. Tiểu Hồng hiện giờ đã là muội muội của ta rồi. Các người tìm nàng có chuyện gì? Sắc mặt Nghiễm Dịch trong nháy mắt đại biến, phong độ vương tử ưu nhã trong nháy mắt đều biến sạch, cả kinh nói. Cái gì, Hồng Thạch là muội muội của ngươi? Nói đùa gì vậy? Lý Vân Tiêu trong nội tâm chấn động, thì ra bản thể tiểu Hồng gọi là Hồng Thạch, xem ra cũng là một loại thạch tài rồi. Hồng Thạch, Nghê Thạch, cả hai dung hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ gọi là Nghê Hồng Thạch sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm suy đoán. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, chỉ riêng tên đã xứng như vậy, hơn nữa hiện giờ quả thật đã dung hợp lại với nhau rồi. Sắc mặt Nghiễm Dịch vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói. Hồng Thạch bây giờ đang ở đâu? Lập tức giao ra đây cho ta. Lý Vân Tiêu làm thủ thế, nói. An tâm một chút chớ vội, không biết Nghiễm Dịch huynh có từng nghe qua một thứ gọi là Nghê Thạch không? Nghê Thạch, Nghiễm Dịch nhíu mày, xem ra cũng không biết. Ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, nói. Nghê Thạch, Hồng Thạch, chẳng lẽ có quan hệ gì đó sao? Nghê Hồng Chi Thạch, Lý Vân Tiêu hơi có chút thất vọng, xem ra Nghiễm Dịch cũng không biết quan hệ trong đó, hắn hỏi. Hồng Thạch này đến cùng là thứ gì, Nghiễm Dịch huynh có thể giải thích nghi hoặc cho ta một chút được không? Nghiễm Dịch lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh nói. Ngươi không biết là ngươi đã hỏi quá nhiều sao? Dùng tu vi thực lực của ngươi. Có thể cùng ngồi với ta uống rượu, cũng đã là phúc khí tu luyện mấy đời rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy. Đã vậy thì xin cáo từ, rượu này mình ngươi uống đi. Hồng Thạch không giao, còn muốn đi. Chê cười. Khí thế trên người Nghiễm Dịch bùng lên, một cổ long uy lâm không áp tới, như là mây đen che đỉnh. Bọn người Minh Bá sau lưng sắc mặt trắng bệch, long uy này tuy rằng không phải nhắm vào bọn họ. Nhưng lại kinh hãi đến hai chân phát run. Mà ngay cả cường giả tộc Sỉ Kình ở bốn phía cũng đều lộ vẻ sợ hãi. Hương vị côn trùng, khó ngửi chết rồi. Lý Vân Tiêu dùng tay phẩy phẩy bên mũi, cười cười lâm không bước ra một bước, hóa thành hào quang bỏ chạy. Cái gì, hắn vậy mà không bị long uy trấn nhiếp xoa. Nghiễm Dịch ở dưới đáy biển đã quen dùng long uy trấn áp người hải tộc thoáng cái có chút không thích ứng được, vội vàng kêu lên. Ngăn hắn lại. Cường giả tộc Sỉ Kình ở bốn phía lập tức vọt tới, làm thành một bức tường thịt cực lớn, đồng thời mấy người nhao nhao ra tay, trưởng lực hùng hồn đánh ra, trong lúc nhất thời hơi nước sông lên trời, ngăn độn quang của Lý Vân Tiêu lại. Đặc biệt là tên cường giả tộc Sỉ Kình bị chính kình lực của mình đả thương lúc trước, hắn tựa hồ là một tiểu đầu mục, lập tức vọt tới, muốn báo lại mối thù lúc trước. Đại hạ ỷ vô lượng, mấy đạo công pháp võ kỹ giống nhau từ bốn phương tám hướng đánh tới. Võ kỹ và huyền khí của người hải tộc cực kỳ khan hiếm, nhưng mỗi một chủng tộc chung quy đều có một hai loại võ kỹ phù hợp với đặc thù chủng tộc mình. Giống như đại hải vô lượng của tộc Sỉ Kình, đại khai đại hợp, khiến đặc điểm trưởng lực hùng hồn của bọn chúng được phát huy vô cùng tinh tế, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa, đây là giữa đại dương sóng cả quay cuồng, đúng là hoàn cảnh có lợi nhất cho bọn hắn. Xa xa đám người trên tường thành trấn Hải Thiên Nguyên một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rốt cục đã đánh nhau rồi. Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng nói. Quả nhiên không đáng tin cậy, ta cũng đã sớm nói hắn không làm ra được chuyện gì tốt mà. Cẩn Huyên cả kinh nói.
Vân thiếu một người quá nguy hiểm, Liêu đại nhân, kính xin phái người tiếp ứng đi. Hừ, tiếp ứng, chính hắn muốn chết trách ai, chẳng lẽ còn muốn liên lụy chúng ta sao? Bắc Minh Lai Phong vẻ mặt lạnh như băng, nếu Lý Vân Tiêu cứ vậy vẫn lạc thì hắn cũng cực kỳ vui vẻ, hiện giờ duy nhất lo lắng chính là làm sao qua được một kiếp này, ngàn vạn không thể góp mình vào luôn được, hắn bắt đầu suy nghĩ cách làm sao có thể toàn thân thoát hiểm. Gương mặt Liêu Dương Băng cũng trở nên run rẩy, ý nguyện của hắn cũng không hề muốn cứu, nhưng Lý Vân Tiêu hiện giờ là đồng minh của hắn, tương lai là cường thủ đắc lực cùng nhau đối kháng Bắc Minh thế gia, hắn cũng không muốn đối phương cứ vậy tiêu đời. Chờ một chút xem sao, dù sao chúng ta cũng không biết tình huống. Liêu Dương Băng mặt không biểu tình mở miệng nói. Cẩn Huyên trong lòng lo lắng, nhưng chiến đấu ở xa xa tuyệt đối không phải nàng có thể nhúng tay được, đi cũng chỉ uống công, còn có thể liên lụy đối phương, nên chỉ có thể ở đây sốt ruột. Đám đại lão còn lại cũng không chịu ra tay, sắc mặt đều âm trầm quan sát. Cảm nhận được công kích từ bốn phương tám hướng vào tới, tuy rằng kín không kẽ hở, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không bối rối, đám này cũng chỉ là hải tộc cấp bậc võ tôn mà thôi, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn cả. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành lôi điện, ngàn vạn trưởng lực đan vào nhau chấn lên tiếng nổ lôi đình, lại không thể tổn thương đến cho hắn dù chỉ một chút. Thân hóa lôi đình, chiêu thức cơ hồ vô địch dưới võ đế. Đám đại kình ngư các ngươi, cả ngày đều lặn dưới đáy biển, nhất định chưa thử qua uy lực của thiên địa lôi đình a. Thân hình Lý Vân Tiêu chậm rãi bành trướng, trong mây đen quay cuồng trên bầu trời tựa hồ như bị hắn ảnh hưởng, lôi điện lập lòe càng thêm lợi hại, không ngừng đánh rơi xuống, vậy mà toàn bộ đều bị hắn hấp thu vào. Lôi đình vạn quân, thân thể bành trướng cơ hồ trong suốt kia bỗng nhiên nổ bung, hóa thành vạn đạo lôi đình đánh tới bốn phương tám hướng, như là thiên địa chi uy, lôi chi địa ngục mở ra tại nhân gian vậy. A a a, dưới tiếng sấm đinh tai nhức óc kia, tiếng kêu thảm thiết của vô số chiến sĩ hải tộc không dứt bên tai, từng đạo lôi long ầm ầm qua trên người những người này, thân hình cực lớn của đám người tộc Sỉ Kình bị sấm đánh khiến toàn thân đều run rẩy. Giận a! Tên kia tiểu thống lĩnh tộc Sỉ Kình kia giận dữ một tiếng, trong đôi mắt phun ra lửa, một chiêu đại hải vô lượng từ trên trời rơi xuống, mang theo cửu thiên đế khí giải khai lôi ngục, tụ lực lượng toàn thân vào trong một trường, muốn triệt để đánh gục Lý Vân Tiêu. Ở trung tâm lôi ngục, thân hình Lý Vân Tiêu chậm rãi hiển hiện, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo nguyên tố chi lực bắn ra, ngưng tụ ra phong hỏa luân cực lớn xoay tròn trước người, một ít chiến sĩ tộc Sỉ Kình ở gần đều lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, không ngừng run rẩy. Lôi và hỏa chi lực chính là khắc tinh của hải tộc, chỉ riêng tổn thương nguyên tố đã khiến bọn hắn khó có thể chống đỡ rồi. Phong chi vận luật, hỏa chi ý chí, phong hỏa lưu chuyển, tam thiên quang minh tiểu thế giới. Lý Vân Tiêu dùng trưởng lực khống chế, vận chuyển phong hỏa luân kia tới cực hạn, đột nhiên vỗ ra. Oanh! Đại hải vô lượng của tiểu thống lĩnh tộc Sỉ Kình lập tức bạo phát vô tung vô ảnh, nguyên tố chi lực cường đại cuốn tới, không chỉ có hắn, mà trên trăm tên chiến sĩ tộc Sỉ Kình ở chung quanh cũng đều bị cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Toàn bộ phong hỏa luân ầm ầm quay trên mặt biển, như liệt nhật chói chang, phá vỡ toàn bộ dị tượng lờ mờ trên bầu trời. Lý Vân Tiêu như thần linh lâm không đứng trong thế giới phong và hỏa, hai mắt lạnh lùng ngóng nhìn qua. Mà mấy vạn đại quân hải tộc kia dưới uy thế kia vậy mà sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, càng có đại lượng hải tộc đê giai bị dọa sợ hãi trực tiếp trốn vào dưới đáy biển. Xa xa trên đầu thành trấn Hải Thiên mọi người đều cực kỳ kinh hãi, tuy rằng cũng biết hắn là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, nhưng lúc chính thức thể hiện ra lực lượng vẫn khiến người cực kỳ rung động. Trong mắt Liêu Dương Băng cũng lộ dị sắc, thầm nghĩ đây nhất định chính là át chủ bài của Lý Vân Tiêu rồi, chỉ cần thực lực của hắn càng mạnh, đối kháng Bắc Minh thế gia lại càng có nắm chắc. Tiểu thống lĩnh tộc Sỉ Kình cả người đều bị đốt cháy đen, phun ra một ngụm lớn máu tươi bị đánh bay ra xa hơn 1.000 mét, nhưng tinh thần chiến sĩ hải tộc khiến hắn nhịn đau giống giận lại lao đến. Dừng tay! Nhiễm Dịch rốt cục không nhịn được nữa, trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh hãi. Khí tức khủng bố do phong hỏa chi lực phát ra khiến hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Lý Vân Tiêu lâm không khẽ vẫy, phong và hỏa đầy trời phi tốc co rút lại, bầu trời như liệt dương cũng chậm chậm hóa thành nắng ráo sáng sủa. Một lát sau, một đầu ngạc ngư xuất hiện dưới chân Lý Vân Tiêu. Ngạc ngư này bộ dáng đã hoàn toàn khác với lúc ở vực ngoại tinh không, ngạc ngư hiện giờ chỉ có một nửa thân thể trước kia, lại thêm vào phượng hoàng thần hỏa,
trên thân thể hiện giờ nhiều hơn rất nhiều hoa văn hỏa hồng sắc cổ quái, phần lưng còn dài ra vây lưng giống như hỏa diễm vậy. Nghiễm Dịch kinh hãi nhìn sinh vật kỳ dị này, chẳng biết tại sao chỉ thấy trong lòng ẩn ẩn có chút khủng hoảng, tựa hồ uy áp phát ra từ trên người thứ này còn trên cả long uy của hắn. Ngạc Ngư mở ra bốn chân trên không trung, bò lên, nhưng tốc độ lại cực nhanh, thoáng cái đã đi tới trước mặt Nghiễm Dịch. Nghiễm Dịch cũng ngồi không yên, đứng dậy liên tiếp lui về phía sau, cả kinh nói. Đây là sinh vật gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ là một đầu ngạc ngư ngu xuẩn mà bản thiếu gia nuôi thôi, đương nhiên, Nghiễm Dịch công tử thân là vương tộc Đông Hải, cao cao tại thượng, tự nhiên sẽ không nhận ra những sinh vật cấp thấp này rồi. Ngạc ngư. Nghiễm Dịch mở to tròng mắt, đây thật là một đầu ngạc ngư, tuy rằng trên người có hoa văn và vây lưng, nhưng hẳn là một loại biến chủng. Hắn ổn định lại tâm thần, lúc này mới nói. Ngươi tùy ý đả thương đông đảo chiến sĩ hải tộc ta, chẳng lẽ sẽ không sợ gây ra hai tộc đại chiến sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, khẽ nói. Cái gọi là hai tộc đại chiến chẳng qua chỉ là khiến võ giả tộc ta lịch lãm rèn luyện nhiều một chút thôi, sợ cái gì? Dù sao Đông Hải lớn như vậy, hải tộc cũng giết không hết, giết còn có thể tái sinh, có gì phải sợ chứ? Ngươi! Sắc mặt Nghiễm Dịch lập tức tái nhợt, gân xanh trên cánh tay kéo căng ra, sát khí quanh quẩn bốn phía, lạnh giọng nói. Một khi hai tộc khai chiến, đối với nhân loại các ngươi mà nói chính là tận thế, coi như là nơi các ngươi gọi là thánh vực cũng sẽ bị san bằng trong khoảnh khắc thôi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, san bằng thì san bằng, liên quan gì đến ta, ta cũng đã nhìn đám lão gia hỏa thánh vực kia không vừa mắt lâu rồi, làm phiền các ngươi đi san bằng đi. Không san bằng thì ngươi chính là tên hèn nhát. Nghiễm Dịch tức đến nhe răng trợn mắt, gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ muốn yêu hóa thành long. Hắn thân là hậu duệ vương tộc cao cao tại thượng, đã bao giờ phải chịu qua tức giận thế này. Nhưng nghĩ đến Hồng Thạch, nghĩ đến lực lượng kinh khủng lúc trước của người này, lý trí hắn vẫn chiến thắng cảm xúc, cả giận nói. Ta không đấu miệng lưỡi vô vị với ngươi nữa, mau giao Hồng Thạch ra đây thì ngươi có thể đi, chúng ta cũng trực tiếp lui binh về. Lý Vân Tiêu lộ vẻ trêu tức, khẽ nói. Các ngươi lùi binh hay không có liên quan gì đến ta? Không muốn lùi cũng đừng lui, ta đi trước, các ngươi cứ ở lại đó đây. Hắn dẫm lên ngạc ngư dưới chân muốn rời đi, trong miệng còn lầm bầm nói. Thật sự là một đám tú đậu, có bản lĩnh thì ở trên mặt biển vài năm đi. Ngươi, đáng chết a! Nghiễm Dịch triệt để giận điên lên, giận dữ hét. Chiến sĩ Sỉ Kình, triệu hoán mông lỏa. Tên tiểu thống lĩnh tộc Sỉ Kình toàn thân cháy đen kia cả kinh, vội vàng lĩnh mệnh, lúc này vài tên chiến sĩ tộc Sỉ Kình bị thương tương đội nhẹ nhau nhau tụ lại, tổng cộng 7 người làm thành một vòng tròn lớn, bắt đầu đánh ra các loại pháp quyết. Đám binh tôm tướng cá đã sớm tránh qua một bên, mấy vạn người hoảng sợ nhìn xem, không nổi lên chút tác dụng nào cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, rốt cục bắt đầu trở nên ngưng trọng. Mỗi hải tộc đều có đồ đằng của mình, những đồ đằng này cũng không phải tự tưởng tượng ra, mà là cường giả siêu cấp đã từng tồn tại hoặc là giờ đang tồn tại. Ví dụ như đồ đằng của vương tộc chính là chân long, mà đồ đằng chi thứ tử vương tộc tách ra, cũng chỉ có thể là thủy long. Đồ đằng tộc Sỉ Kình chính là thứ được gọi là mông lỏa kia, hiển nhiên chính là tồn tại cường đại hiện giờ vẫn còn sống trong biển rộng. Bản năng võ giả của Lý Vân Tiêu đã khiến hắn cảm thấy không ổn. Nếu thật sự bị triệu hoán ra thì sợ rằng cả trấn Hải Thiên đều sẽ tiêu đời rồi. Hắn tuy rằng biểu hiện không quan tâm, không để bất cứ chuyện gì trong lòng, nhưng sống chết của hàng trăm vạn người không thể làm như không thấy được. Ngươi nói triệu hoán thì triệu hoán sao? Coi ta không tồn tại à? Lý Vân Tiêu thi triển ra thuấn di, trực tiếp hiện thân trên không vòng tròn kia, ngạc ngư dưới chân lập tức hóa thành phong hỏa luân, phi tốc xoay tròn xuống dưới. Nghiễm Dịch kinh hãi. Hắn đã sớm chuẩn bị ra tay, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp thuấn di tới hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức bay ra một đạo lam sắc quang mang, đúng là một đầu hải điểu do nước ngưng tụ thành, bay lượn mà đi. Ọt 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 ọt, hải điểu kia không biết do thủy nguyên tố kỳ dị gì ngưng tụ thành, phi tốc biến lớn, tam thiên quang minh tiểu thế giới phong hỏa luân đánh lên hải điểu kia, vậy mà không thể xông tới được nữa, như thạch đầu rơi vào trong nước biển vậy, trực tiếp chìm nghỉm xuống. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ trên đời này còn có nguyên tố gì có thể áp chế được tổ hợp giữa Thái Cổ Cương Phong và Phượng Hoàng Thần Hỏa,
nhưng thế giới to lớn, há có thể dòm tận, vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Lý Vân Tiêu cũng không kinh hoàng, chỉ quyết trong tay biến đổi, quát. Tam thiên quang minh đại thế giới. Lực lượng phong hỏa luân chìm vào trong cơ thể hải điểu bỗng nhiên đề cao một cấp bậc, phạm vi xoay tròn không ngừng tăng lớn, trong nháy mắt đã phá vỡ hải điểu kia, đột nhiên hạ thấp xuống dưới. Ầm ầm. Thủy nguyên tố ngưng tụ hải điểu lập tức bị triệt để đè ép xuống. Nghiễm Dịch thấy mà quá sợ hãi, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, nhưng thời gian cho hắn cũng không nhiều nữa, hắn hóa ra tư thái bán long, trong tay nắm một cây xiên thép màu vàng đột nhiên đâm ra. Thủy kích tam thiên. Người hải tộc rất thiếu huyền khí, tam xoa kích càng là dấu hiệu của ba gia tứ hải cộng chủ, cho nên rất hay bị bắt trước, hơn nữa chế tạo tam xoa kích cũng rất đơn giản, thích hợp người hải tộc sử dụng. Nghiễm Dịch đâm một cái, bầu trời biến sắc, hơi nước bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, hình thành một đạo nước chảy cự đại, mang theo uy thế vô biên ầm ầm áp tới. Chiêu thủy kích tam thiên kia như trụ nước phun tới, phá tan đại phong hỏa luân, giống như núi lửa phun trào đánh tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, khí tức bạo phát ra trên người Nghiễm Dịch vậy mà có chút tương tự với Nhuận Tường, cũng là loại thiên tài có độ tinh khiết huyết mạch cực kỳ cao. Loại vương duệ hải tộc huyết mạch tinh khiết cực cao này, hắn cũng từng gặp qua ở Đông Hải, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác, hiện giờ chẳng qua chỉ mới tiếp xúc với hai vương duệ hải tộc, vậy mà đều là thiên tài như vậy. Là mình vận khí quá tốt, hay là sau mấy chục năm, trong tứ hải đã xảy ra biến hóa? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lực công kích của cột nước kia quá mạnh mẽ, nhưng sau khi tách ra đại phong hỏa luân tốc độ cũng chỉ hoãn lại, Lý Vân Tiêu Lâm không lắc mình một cái liền tránh né được. Nhưng chỉ chút thời gian ngắn ngủi như vậy đã đủ rồi, nghi thức triệu hoán của đám người tộc Sỉ Kình dưới sự bảo vệ của Nghiễm Dịch đã tiến hành gần xong. Mà trên mặt biển cũng bắt đầu từ từ trồi lên, phần lưng một đầu cự kình hiển lộ ra, chỗ bọt nước mà Nghiễm Dịch ngồi lúc trước chính là cột nước do nó phun ra, trên phần lưng nó được khắc vào các loại trận pháp rậm rạp chằng chịt, khiến người hoa cả mắt. Tiếp theo những chiến sĩ tộc Sỉ Kình kia cũng nhao nhao lâm không bay tới, thủ hộ ở bên người Nghiễm Dịch. Bọn hắn tuy rằng bị thương trình độ khác nhau, nhưng thể sống chết bảo vệ vương tộc chính là trách nhiệm và sứ mạng của bọn hắn. Mấy tên chiến sĩ phụ trách triệu hoán đã liên thủ xong, một đầu thông đạo đen kịt đang chậm rãi mở ra. Lý Vân Tiêu thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nghiễm Dịch, lập tức đình chỉ triệu hoán, nếu không ta sẽ hạ sát thủ đấy. Nghiễm Dịch chẳng biết tại sao nghe hắn nói vậy trong lòng liền phát lạnh, nhưng lúc này sao có thể vì một câu của hắn mà ngừng được. Lạnh lùng nói. Muốn ngừng cũng đơn giản, mau giao hồng thạch ra đây. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Cho ta 3 tháng để cân nhắc, sau đó sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục có được không? 3 tháng cân nhắc, nằm mơ. Nghiễm Dịch một ngụm từ chối, lạnh lùng nói. Đã không bàn được, vậy thì ta liền tự mình tới lấy rồi. Trong thông đạo dần dần mở ra dần truyền ra khí tức khủng bố, mang theo hương vị dã man và huyết tinh. Xem ra đồ đằng kia đã bắt đầu động rồi. Sát khí trong mắt Lý Vân Tiêu dần dần ngưng tụ, lạnh giọng nói. Đã như vậy thì tất cả đều là do ngươi tự tìm đấy. Hắn lăng không khẽ vẫy, 9 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, ở trên không trung kết thành một bộ kiếm đồ vận chuyển, không ngừng quay cuồng như mây đen, không ngừng có kiếm khí từ trong đó tràn ra. Lý Vân Tiêu Lâm không điểm tay, quát. Kiếm vân hóa vũ. Trong đóa kiếm chi ảnh vân kia nổ bắn ra vạn đạo cường quang, một hồi kiếm vũ khủng bố nhao nhao lao xuống, chảm thiên liệt địa. Tất cả hải tộc đều cực kỳ sợ hãi, kiếm vũ này không chỉ phạm vi bao trùm lớn, hơn nữa uy lực cũng kinh người, mỗi một kiếm đều ẩn hàm công kích của bát phương võ tôn cảnh, phảng phất như vô số cường giả võ tôn đồng loạt ra tay vậy. Đám lâu la hải tộc liên tục truyền ra tiếng kêu thảm thiết, dưới bát hoang cảnh toàn bộ đều bị chém sạch. Mặc dù là một ít người tộc Sỉ Kình bị thương cũng không thể ngăn cản nổi, lần nữa tăng thêm thương thế. Lý Vân Tiêu vì để tránh ảnh hưởng quá lớn, phạm vi kiếm vũ tận lực khống chế ở vùng lấy đại trận triệu hoán kia làm trung tâm, mấy vạn tôm binh tôm tướng lúc trước bị dọa sợ chạy ra xa nên thương vong nhỏ nhất. Lý Vân Tiêu, người thật sự dám giết chiến sĩ hải tộc ta sao, đáng chết a! Nghiễm Dịch giận dữ không thôi, cùng vài tên tộc Sỉ Kình thực lực cường đại chống lấy kiếm quang lao lên. Vây công lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Buồn cười, đàm phán không thành rồi, không phải liền tới chém giết sao? Hắn biến đổi chỉ quyết,
kiếm vân lập tức tan rã, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phi tốc trở lại trước người hắn, cấu trúc thành một bộ kiếm đồ, kiếm khí chi hải đột nhiên tản ra, hào quang bắn khắp, chiếu rọi xuống bên dưới. Kiếm đồ chi cửu thiên lãng nguyệt. Theo hắn quát nhẹ, một thanh kiếm thật lớn ngưng hình trên bầu trời, phi tốc chém xuống. Không gian như khóa sắc bị kéo ra, chiến sĩ tộc Sỉ Kình xông lên dưới kiếm hình lập tức nổ bung, hóa thành từng đoàn huyết nhục tiêu tán trên không trung. Nghiễm Dịch trong lòng hoảng hốt, dưới kiếm hình kia, hắn cũng không nhìn được có chút run rẩy, nếu không phải vừa ngưng luyện huyết mạch, sợ rằng cũng khó mà chịu nổi dưới kiếm khí kia. Tên thống lĩnh tộc Sỉ Kình kia đột nhiên bộc phát ra năng lượng cực lớn, giận dữ hét. Dám tổn thương Nghiễm Dịch đại nhân. Hắn cũng không có võ kỹ khác, vẫn là một chiêu đại hải vô lượng kia, lại phảng phất như dùng hết khí lực cả đời, ở sau lưng hiện ra một đạo dị tượng, trưởng lực nương theo nước biển kinh thiên nghịch không vọt lên, ngăn ở trước người Nghiễm Dịch. Rầm rầm rầm. Trong trưởng lực đại hải vô lượng kia, kiếm khí do cửu kiếm biến hóa bị chấn đến nguyên khí hỗn loạn, trưởng lực nổ bung. Phốc. Thống lĩnh tộc Sỉ Kình rốt cục bị phản chấn phun ra một búng máu. Rốt cuộc không cách nào ngăn cản kiếm hình kia nữa, nhưng trong lúc tuyệt vọng vẫn không lui về sau, rốt cuộc bị kiếm khi ép tới phấn thân toái cốt, ngay cả cặn bã cũng không còn. Dưới phòng ngự tường thịt của mọi người, Nghiễm Dịch tranh thủ được rất nhiều thời gian, trên tam xoa kích tách ra từng đạo hào quang, ngưng tụ thành một vòng bóng dáng màu sắc rực rỡ, như trường hồng quán nhật, ầm ầm đánh lên kiếm hình. Ầm ầm, cửu kiếm bị phá, nhưng bản thân Nghiễm Dịch cũng không chịu nổi. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hiện giờ trong lòng hắn đã hoảng sợ tới cực điểm, dưới một chiêu này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, phi tốc thối lui đến trên lưng cự kình kia, bắt đầu không ngừng đánh pháp quyết vào trong trận pháp phức tạp trên lưng cự kình, hơn nữa trong đôi mắt lộ ra vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cắn răng nói. Đáng chết, ngươi thật sự dám giết chiến sĩ hải tộc ta, thù này, không chết không ngớt rồi. Lý Vân Tiêu thu cửu kiếm lại. Lạnh giọng nói. Đàm phán không thành, không phải sẽ chém giết sao? Cái chết của những người này dường như nên tính lên đầu ngươi thì đúng hơn a. Thiên mục chỗ mi tâm Lý Vân Tiêu mở ra, giới thần bi bay ra, hắn đánh vài đạo pháp quyết vào trong đó, lập tức đại đại vực giới kéo dài ra, trọng lực cực lớn xuất hiện, toàn bộ không gian bị trọng lực cực lớn kia đè ép biến hình, sụp xuống theo giới thần bi. Mà giới thần bi hiện giờ cũng hóa thành một ngọn núi, đột nhiên đánh xuống. Bầu trời như một vòng vải trắng bị kéo chặt, rơi xuống trên lưng cự kình. Loại cự kình hải tộc này cũng giống như chiến hạm của nhân loại vậy, uy lực vô cùng lớn, một khi phát huy thì không thể nào đón đỡ. Khuyết điểm chính là thể tích quá lớn, rất khó di chuyển. Cho nên Lý Vân Tiêu trực tiếp ném ra khắc tinh của chiến hạm, trong lực cực lớn trên giới thần bi đè xuống, còn chưa chạm đến, chỉ không gian biến hình đã đè ép thân thể cực lớn của cự kình chìm xuống rồi. Nghiễm Dịch há to mồm, trong mắt cũng lồi ra, sức nặng cự kình này có bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm, nhưng có thể ép khiến nó trực tiếp chìm xuống, quả thực không thể tưởng tượng nổi, căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng chuyện không có khả năng đó lại bày ngay trước mắt, sau khi hắn ngốc trệ một lát cũng bất chấp kích phát trận pháp trên lưng cự kình nữa, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy, theo hắn thấy nếu bị giới thần bi kia thoáng đụng vào, đoán chừng phải tan xương ngay. Ầm ầm. Giới thần bi rốt cục đã rơi vào phần lưng cự kình, ép tới khiến cự kình kia phát ra tiếng kêu nặng nề, thân thể khổng lồ gạt ra nước biển chìm xuống dưới, trên toàn bộ biển sóng lớn ngập trời, dị tượng liền sinh. Xa xa đám người trên đầu thành trấn Hải Thiên thấy thế cũng một hồi tâm kinh đảm hàn, trong lòng cảm thấy sợ hãi, tất cả đều thầm nghĩ may mắn căn cơ võ đạo của hắn đã bị hủy, nếu không mặc kệ phát triển tiếp thì quả thật chính là đệ nhất thiên hạ tương lai rồi. Ngay khi sóng biển quay cuồng, thiên địa biến hóa, một cổ khí tức kinh khủng từ trong nước biển truyền đến, nương theo tiếng cuồng tiếu của Nghiễm Dịch. Ha ha, đi ra, mông lỏa đi ra, Lý Vân Tiêu, lần này xem ngươi còn gây sóng gió thế nào nữa. Trong thông đạo không gian đen kịt lúc trước, khí tức kinh khủng kia càng ngày càng nặng, một đôi mắt còn lớn hơn cả lồng đèn lóe ra hào quang huyết tinh, cái đầu cực lớn kia đã ngoi ra khỏi thông đạo. Mấy tên cường giả phụ trách triều hoán của tộc Sỉ Kình thân hình đều run lên. Trên trán sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng trong mắt đều mang theo vẻ vui mừng. Mông lỏa chính là đồ đằng của tộc Sỉ Kình, chỉ mới lộ ra cái đầu, khí tức kia đã trực tiếp tập trung vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy như vác trên lưng, cực kỳ kinh hãi, mông lỏa này hắn cũng đã gặp, chỉ là không biết đây là đồ đằng của tộc Sỉ Kình thôi.
hắn mắt hắn lập tức hóa thành huyết nguyệt, đồ án cổ quái ngưng tụ trong mắt, một cổ tinh thần dị lực trùng kích mà đi, nhìn thẳng vào mông lỏa. Con người đỏ bừng cực lớn như đèn lồng kia của mông lỏa đột nhiên ngưng tụ, trên đó ánh lại đồ án trận pháp trong mắt Lý Vân Tiêu, thân hình còn ẩn trong thông đạo đột nhiên run rẩy thoáng một phát, liền đình chỉ đi tới, huyết tinh chi khí trong ánh mắt bắt đầu chậm rãi tán đi. Ha ha, mông lỏa hung thú chính là chủng tộc Hải Dương viễn cổ, Xì Kinh nhất tộc chính là hậu duệ do nó diễn biến ra, thực lực có thể so với võ đế cao giao, người dám giết chiến sĩ hải tộc ta, kết cục sẽ phải trở thành đồ ăn của con thú này thôi. Nghiễm Dịch vẫn còn cười to không thôi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua thân ảnh to lớn kia. Ân, chuyện gì xảy ra? Mông lỏa đại nhân làm sao vậy? Đột nhiên một gã tộc Xì Kinh nhân cảm nhận được không đúng, giật mình hỏi. Một người khác cũng biến sắc, cả kinh nói. Không biết, sao lại dừng lại rồi? Người thứ ba vốn sắc mặt tái nhợt lần nữa trắng xanh thêm vài phần, thân thể cũng có chút không duy trì được nữa, lo lắng nói. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Nghiễm Dịch cũng tựa hồ phát hiện không đúng, vội vàng quay người hỏi. Chuyện gì xảy ra thế? Một gã tộc Xì Kinh lo lắng nói. Nghiễm Dịch đại nhân, mông lỏa đại nhân tựa hồ có chút không đúng, bất động trong thông đạo rồi. Trong lòng Nghiễm Dịch đột nhiên chấn động, vội bước lên trước xem xét, chỉ thấy thân hình mông lỏa đang dục dịch, nhưng cổ khí tức hung bạo dã tính trên người đã không còn nữa, tựa hồ tình huống không đúng lắm. Mà ngay lúc đó, chuyện khiến bọn hắn triệt để ngốc trệ đã xảy ra, mông lỏa sau một hồi bực bội vậy mà bắt đầu dần lui về thông đạo, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người, mà thông đạo kia cũng vì mấy người không chống đỡ nổi nữa nên đã khép lại. Phốc phốc, vài tên tộc Xì Kinh đều tiêu hao quá độ. Hơn nữa bị sự thật trước mắt đả kích, nguyên một đám không ngừng thổ huyết. Nghiễm Dịch cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, cả người đều phát mộng. Hai mắt Lý Vân Tiêu khép lại, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, đồng thuật tiêu hao tinh thần lực quá lớn, khiến hắn có chút đầu váng mắt hoa, sau một hồi mới hồi phục lại. May mà tất cả mọi người đều đã triệt để phát mộng, thoáng cái toàn bộ mặt biển vậy mà gió êm sóng lặng, không có bất kỳ tranh chấp nào cả. Được một hồi, Lý Vân Tiêu mới mở miệng trước nói. Nghiễm Dịch huynh, náo xong chưa? Còn muốn đánh tiếp không? Toàn thân Nghiễm Dịch run lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi giết chiến sĩ hải tộc Đông Hải ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, ngón tay khẽ điểm, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hiện trước người, tán phát ra đạo đạo khí uẩn ép tới. Cổ sát ý này xuyên thấu xương tủy, Nghiễm Dịch hoảng sợ cả kinh nói. Chậm đã, chỉ cần ngươi giao ra hồng thạch, tất cả có thể không truy xét nữa. Vừa nói xong, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu liền kết thành kiếm đồ, dần ngưng xuất ra kiếm hình. Lần này Nghiễm Dịch thật sự luống cuống rồi, hồng thạch kia cực kỳ trọng yếu, nếu có thể thì hắn cũng muốn không cần nữa, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nhưng thật sự hồng thạch không thể mất được, hắn vội hỏi. Nếu không cho ngươi thêm 3 tháng có được không? Kiếm đồ chỉ uy lúc này mới ngừng lại, tản ra lại thành 9 thanh trường kiếm, bị Lý Vân Tiêu thu vào trong cơ thể, lạnh lùng nói. Người đây không phải là muốn bị coi thường sao? Nghiễm Dịch tức đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không dám nói lời nào cả. Tất cả người hải tộc nguyên một đám cũng như bị vũ nhục lớn lao, hận không thể xông lên liều đến đồng quy vu tận. Lý Vân Tiêu nói. Trong vòng 3 tháng, các ngươi không được gây sóng gió gì nữa. Còn có. Ngươi hiểu biết hồng thạch này bao nhiêu, đều phải nói rõ cho ta biết. Sắc mặt Nghiễm Dịch đại biến, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của đối phương vẫn khuất phục, chịu đựng khuất nhục nói. Hồng thạch này chính là chí bảo Long Cung, nguyên do trong đó ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là phụ vương ta cực kỳ trọng thị. Cảm nhận được ánh mắt hết sức bất mãn và hàn ý của Lý Vân Tiêu, Nghiễm Dịch lại kiên trì nói. Lúc trước Đông Hải Long Cung có một lần biến đổi lớn. Khiến cả vương tộc đều đã tiến hành di chuyển, dường như chính là có quan hệ đến hồng thạch này. Nhiều hơn nữa thì ta không biết, cho dù ngươi giết ta cũng vậy thôi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, biết rõ khó hỏi thêm được gì nữa, nhân tiện nói. Trả hay không trả, 3 tháng sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục, ngươi cứ chậm rãi chờ tin tức của ta đi. Nói xong, từ trong đáy biển liền bay ra một đạo quang mang, đúng là giới thần bi. Nó đã ép kình ngư kia xuống không biết bao sâu dưới đáy biển rồi. Lý Vân Tiêu sau khi thu hồi giới thần bi liền trực tiếp lướt sóng mà đi,
chỉ để lại Nghiễm Dịch vẻ mặt âm trầm và oán hận. Rất nhanh, hải tộc liền thu thập đội ngũ, chìm vào đát ti biển. Mấy trăm chiến sĩ tộc Sỉ Kình mà Nghiễm Dịch mang đến cơ hồ tổn thất không còn, chỉ còn lại mấy chục thương binh. Ngược lại đám lính tôm tướng của cơ bản không tổn hại gì cả. Lý Vân Tiêu phá sóng mà đi, một lát sau liền về tới trên đâu tành trấn Hải Thiên. Tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ nhìn qua hắn, cũng không dám lên tiếng. Liêu Dương Băng dẫn đầu nói. Vân Thiếu, sao rồi? Lý Vân Tiêu cười nói. Chẳng lẽ chư vị không phát hiện, không phải đã giải quyết rồi sao? Mặt tất cả mọi người đều lộ hắc tuyến, đại chiến một hồi, cái này gọi là giải quyết sao? Bắc Minh Lai Phong hừ lạnh nói. Giải quyết, lúc trước ngươi cũng nói giải quyết, kết quả lại đến một đám mạnh hơn. Hiện giờ còn nói giải quyết, về sau không biết tình huống sẽ thế nào nữa. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói như vậy, Lai Phong công tử là chê ta giải quyết không triệt để sao? Vậy thì làm phiền lần sau Lai Phong công tử đi giải quyết đi. Bắc Minh Lai Phong nghiêng đầu đi, khẽ nói. Đây là chuyện của ngươi, có quan hệ gì đến ta sao? Thần sắc Lý Vân Tiêu phát lạnh, trên mặt mỉa mai nói. Ngươi cũng biết không quan hệ tới ngươi. Vậy ngươi lại nhảy cái giám à? Ngươi, không thể nói lý, thô bỉ a. Bắc Minh Lai Phong cực kỳ tức giận, nếu không phải kiêng kỵ thực lực đối phương thì hắn thật sự muốn ra tay giết người rồi. Liêu Dương Băng vẻ mặt hắc tuyến, vội hỏi. Đến cùng tình huống như thế nào, bọn hắn còn có thể đến nữa không? Trấn Hải Thiên này cũng không chịu được bọn hắn cứ lần lượt xâm phạm như thế đâu. Lý Vân Tiêu cười nói. Liêu Thành Chủ yên tâm. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, nhưng cũng không kém nhiều. Vương tộc Đông Hải đã đáp ứng ta trong vòng 3 tháng sẽ không đến nữa, 3 tháng sau ta sẽ triệt để giải quyết với bọn họ. 3 tháng, chỉ có thể bảo vệ 3 tháng. Phần đông đại lão Trấn Hải Thiên tim đều lần nữa vọt lên, kinh hoàng không thôi. Liêu Dương Băng cũng lộ vẻ âm trầm, khó coi nói. Bọn hắn chỉ muốn tiểu cô nương kia, Vân Thiếu giao nàng ra chẳng phải xong rồi sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tiếc hận thống khổ, thở dài. Các ngươi mấy ngày đã có ai thấy qua tiểu cô nương kia chưa? Ngày đó thương hội Lôi Phong nháo sự, tiểu cô nương kia bị một gã cường giả võ tôn cảnh một quyền đánh bay, ở đây có hơn 100 người trông thấy. Thử hỏi một tiểu nữ hài bình thường có thể chống được một quyền của võ tôn sao? Cái gì? Sắc mặt tất cả mọi người đều phát xanh, Liêu Dương Băng kinh ngạc nói. Cái này... Chẳng lẽ tiểu nữ hài kia đã chế? Đám hải tộc này không phải nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể sao, vậy thi thể đâu rồi? Lý Vân Tiêu trợn mắt liếc hắn một cái, nói. Một tiểu nữ hài bình thường mười mấy tuổi, bị một gã cường giả võ tôn đánh một quyền, người cảm thấy sẽ còn thi thể sao? Cái này, tất cả mọi người đều nhức đầu, chỉ cảm thấy choáng váng. Liêu Dương Băng bán tín bán nghi nói. Vậy ngươi làm sao thỏa đàm với người hải tộc hả? 3 tháng sau làm sao trả lời bọn hắn? Lý Vân Tiêu nói. Ta đáp ứng 3 tháng sau tìm một tiểu nữ hài không sai biệt lắm để bọn hắn về phục mệnh là được rồi. Cái này cũng được sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, nhưng tình huống cụ thể chỉ có một mình Lý Vân Tiêu biết rõ, hắn không nói cũng chẳng có cách nào cả. Ít nhất Liêu Dương Băng không tin, hắn cười khổ nói. Vân Tiêu lão đệ, Trấn Hải Thiên này là căn cơ của lão ca, người nhất định không thể sơ sót được. Lý Vân Tiêu cười nói. Lão ca yên tâm, 3 tháng sau nhất định giúp người xử lý ổn thỏa. Chuyện đã vậy, nói thêm nữa cũng không ý nghĩa gì, tất cả mọi người đều có tâm tư rời đi. Có chút đại lão cảm thấy chuyện không ổn, bắt đầu vào làm chuẩn bị chuyển một bộ phận tài sản ra ngoài để đảm bảo an toàn. Sau chuyện này, Lý Vân Tiêu lần nữa khởi động bế quan. Hắn không chút khách khí lại hỏi Liêu Dương Băng rất nhiều nguyên thạch cực phẩm, tên kia cũng đáp ứng rất thống khoái. Trên mặt biển cũng quả thật gió êm sóng lặng, Nghiễm Dịch thân là người vương tộc Đông Hải, lời nói đương nhiên đáng tin, về phần là trở về Hoàng Cung hay là tiếp tục lưu lại gần biển thì không ai biết cả. Người Bắc Minh thế ra sau đó không lâu liền đi thành Hồng Nguyệt, chờ đợi tiên cảnh mở ra. Liêu Dương Băng cũng có ý đi tiên cảnh, nhưng lại chờ đợi Lý Vân Tiêu xuất quan cùng đi. Rốt cục 10 ngày sau, Lý Vân Tiêu mới xuất quan, hấp thu nguyên khí kinh người, cũng chỉ vào tới võ tôn bát tinh trung cấp mà thôi, cách đỉnh phong vẫn còn một đoạn. Có tin tức của Linh Nhi không?
Lý Vân Tiêu dò hỏi. Cẩn Huyên lấy ra hai khối ngọc bài đưa tin, đưa cho Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiểu tự mình xem đi. Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, lập tức đọc lấy tin tức bên trong, lập tức sắc mặt biến hóa. Trong mắt Cẩn Huyên cũng lộ ra vẻ lo lắng, nói. Hai đạo tin tức này chỉ cách nhau hai ngày, Vân Thiếu có thấy vấn đề gì không? Hai ngày sao? Lý Vân Tiêu cầm ngọc bội trong tay niết nát bấy, sắc mặt âm trầm bất định. Hai ngọc bài kia đều là từ Tổng Bộ Thương hội Thiên Nguyên, trong đó một đạo nói cũng không có tin tức về Đinh Linh Nhi, mà một đạo khác lại là dùng giọng điệu của Đinh Linh Nhi, nói đã ở Tổng Bộ Thương hội Thiên Nguyên, tất cả mạnh khỏe, bảo Lý Vân Tiêu chớ lo lắng. Cẩn Huyên nói, mặc dù có chút cổ quái, nhưng quả thật đều là từ Thương hội Thiên Nguyên truyền đến, có thể phán đoán là Linh Nhi muội muội hiện giờ tất nhiên đang ở Tổng Bộ Thương hội Thiên Nguyên, chỉ là... Lý Vân Tiêu tiếp lời. Chỉ là Tổng Bộ Thương hội Thiên Nguyên tựa hồ có biến. Nếu ta không đoán sai thì Linh Nhi ở Thương hội đã bị thất thế rồi. Cái gì? Cẩn Huyên cả kinh, sợ hãi nói. Linh Nhi muội muội là hội trưởng Thương hội Thiên Nguyên, khống chế nhiều năm, căn cơ đã sâu. Làm sao có thể đột nhiên thất thế được? Là ai có năng lực lớn như vậy? Chẳng lẽ là Đinh Bằng cấu kết ngoại nhân sao? Phán đoán của Lý Vân Tiêu khiến nàng hoảng hốt không hiểu, không chỉ lo lắng thay tỉ muội của mình, hơn nữa một khi Thương hội Thiên Nguyên có biến, tiền đồ của Thương hội Tử Vân cũng rất đáng lo. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ, xem ra suy đoán đối với Thương hội Thiên Nguyên không sai, phía sau màn vẫn luôn là Đinh Sơn đang khống chế toàn cục. Nếu không ở nơi như Thương Minh, bên người Đinh Linh Nhi ngay cả một gã cường giả võ đế cũng không có, làm sao có thể chống nhiều năm như vậy cứ. Đinh Sơn à Đinh Sơn, nhiều năm như vậy một mực vẫn không hiển sơn lộ thủy, không thể tưởng được ngươi cũng có hùng tâm như thế. Ánh mắt Lý Vân Tiêu càng thêm lạnh lẽo, một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, dã tâm và năng lực của hắn tuyệt đối không tầm thường. Hắn nhìn Cẩn Huyên đang lo lắng, an ủi. Yên tâm đi. Linh Nhi tạm thời không có việc gì đâu, mà Thương hội Thiên Nguyên trong thời gian ngắn vẫn sẽ như cũ thôi. Cẩn Huyên vội hỏi. Sao lại vậy? Lý Vân Tiêu nói. Toàn bộ câu chuyện trong đó tạm thời không cách nào nói rõ ràng, tóm lại Linh Nhi có lẽ an toàn, chỉ là bị hạn chế tự do. Đợi thời cơ chín muồi, ta liền tiến đến Tổng bộ Thương hội Thiên Nguyên, tự mình điều tra rõ ràng. Lúc ở kiếp trước hắn cũng không hiểu rõ Đinh Sơn lắm. Nhưng nếu nói Vũ Văn Bác thật sự là Đinh Sơn giết chết, vậy thì dùng thực lực trước mắt của hắn, đi Thương hội Thiên Nguyên, cũng tuyệt không phải đối thủ của Đinh Sơn kia. Cẩn Huyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói. Vân Thiếu nói như vậy, ta liền giải sầu rồi. Nàng đối với Lý Vân Tiêu tựa hồ có một loại tin tưởng mù quáng, vô luận là trên thực lực hay là trong lời nói đều không có bất kỳ hoài nghi nào hoa cả. Lý Vân Tiêu nói. Đông vực tiên cảnh mở ra. Mặc dù không có bất kỳ yêu cầu nào với người tiến vào, nhưng bên trong hung hiểm rất lớn, dùng thực lực Cẩn Huyên, vẫn không nên đi vào. Trên mặt Cẩn Huyên hơi đỏ lên, khẽ cười nói. Cẩn Huyên vốn là thương nhân, tập được võ nghệ cũng chỉ vì bảo vệ mình, đông vực tiên cảnh kia ta tự nhiên sẽ không vào. Nàng nhưng trong lòng lại thất lạc, vốn nàng đã nói với Giang Thiên Dung, định cùng Lý Vân Tiêu đi thành Hồng Nguyệt đấy, hiện giờ trong lòng ê ẩm, miễn cưỡng cười nói. Hơn nữa tình hình kinh tế vừa vặn có một số việc phải xử lý, chỉ sợ không cách nào cùng Vân Thiếu đi thành Hồng Nguyệt rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không sao, quấy rầy Cẩn Huyên lâu như vậy, cũng nên cáo từ rồi. Một lát sau, hai đạo nhân ảnh bay ra khỏi trấn Hải Thiên, hướng tới truyền tống đảo mà đi. Đúng là Lý Vân Tiêu và Liêu Dương Băng, sau khi bước vào truyền tống đảo không bao lâu, trận pháp khởi động, hai người liền lao ra khỏi thành Hồng Nguyệt. Thành Hồng Nguyệt hiện giờ so với lần luận võ chọn rể lúc trước còn tấp nập hơn, vừa truyền tống tới, chợt nghe được tiếng gào thét của nhân viên thủ vệ. Đừng có đứng tại chỗ, mau đi vào trong đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, thanh âm này rất quen, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là đại phỉ tử Chu Kinh Nghĩa kia, không biết vì sao đã thay đổi một thân quần áo thị vệ thành Hồng Nguyệt rồi. Liêu Dương Băng thành thành thật thật nghe chỉ huy, bắt đầu đi từ từ theo đám người. Hắn tuy rằng là bá chủ trấn Hải Thiên, nhưng đến nơi này không ai nhận ra ngươi cả, một chỗ truyền tống nho nhỏ hắn đã cảm nhận được khí tức của mấy tên cường giả võ đế rồi. Chu Kinh Nghĩa nghiêm trang chỉ huy mọi người, thân hình mập mạp ở chỗ này lộ ra thập phần chen chúc. Ồ, ngươi là...
Chu Kinh Nghĩa rốt cục thấy được Lý Vân Tiêu, thịt mỡ trên mặt lập tức chen thành một khối, lộ ra thần sắc vô cùng kinh khủng, há to mồm muốn kêu to lên. Lý Vân Tiêu kịp thời vỗ lên bụng hắn một cái, một đạo kinh khí chấn tới, dũng mãnh tràn vào yết hầu, khiến hắn miệng ngậm lại. Đừng nói ra thân phận ta, nhiều người ở đây, ta không muốn trở thành tiêu điểm. Chu Kinh Nghĩa dốc sức liều mạng gật đầu, dùng tay khoa tay múa chân, dáng vẻ thập phần lo lắng. Một gã thị vệ bên cạnh tựa hồ thấy bên này có biến, lập tức đi tới, nói. Chu ca, chuyện gì xảy ra? Ta vừa thấy tiểu tử này đánh ngươi đúng không? Hắn sắc mặt trở nên hung ác nhìn hằm hằm lấy Lý Vân Tiêu, quát. Dám đánh người thành Hồng Nguyệt ta, ngươi chán sống sao? Sắc mặt Chu Kinh Nghĩa lập tức phát xanh, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn chặn tên thị vệ kia lại. Tên thị vệ kia kêu thầm nói. Chu ca không cần sợ, công tử nhị đại ở nơi nhỏ bé đến đây, loại thổ bá chi vương này, sơn kê ta đã thấy nhiều rồi, hôm nay còn ra tay đánh chết mấy tên, xem ra lại nhiều hơn một người nữa rồi. Hắn vung nắm đấm lên, muốn chộp tới Lý Vân Tiêu. Phanh! Chu Kinh Nghĩa thấy không cản được, trực tiếp đánh một quyền vào sau đầu hắn, khiến tên thị vệ kia té xuống đất, sau đó các loại quyền đấm cước đá một hồi, khí kẹt nơi cổ họng cũng đã tiêu mất. Cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Khục, Chu Kinh Nghĩa dùng sức ho khan một tiếng, phát hiện có thể nói chuyện, mới cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói. Tên này không có mắt, vậy dám ra tay với Vân ca, quả nhiên là muốn giáo huấn mà. Dầm dầm dầm, hắn lại đá thêm mấy cước nữa, quát. Vân ca cũng không nhận ra, cút sang một bên. Tên thị vệ kia không biết rõ tình hình huống, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong lòng thầm hô oan uổng, nhưng xem tình cảnh này nào vẫn không rõ đây là đại nhân vật, cũng sợ tới mức vội vàng té chạy. Đại phi, qua đây giúp ta phụ trách giữ gìn trật tự một chút, ta có chuyện quan trọng phải rời đi. Chu Kinh Nghĩa gọi tới một tên người hơi gầy, lúc này mới lôi kéo Lý Vân Tiêu một đường đi vào bên trong, vừa đi vừa cười nói. Không thể tưởng được người quen cũ của Chu Kinh Nghĩa ta dĩ nhiên lại là Vân Tiêu đại ca, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Phúc khí tu luyện từ kiếp trước, trên phần mộ tổ tiên tỏa ra khói xanh, ở trước mặt thần linh đau khổ cầu 500 năm. Tốt rồi, Lý Vân Tiêu lập tức đánh gãy những lời tâm bốc mã thí buồn nôn của hắn, nói. Ngươi sao lại biến thành thị vệ thành Hồng Nguyệt rồi? Xem ra còn được làm một tiểu đầu mục, làm ăn cũng không tệ a. Hắc hắc, Chu Kinh Nghĩa cười nịnh nọt. Còn không phải là nhờ Phúc Vân Tiêu đại ca sao? Người của chúng ta hiện giờ chuyển chính thành thị vệ thành Hồng Nguyệt rồi, tiểu tuyết tỷ tỷ biết rõ ta có quen biết với Vân Tiêu đại ca, cho nên liền để bà ta làm tiểu đầu mục. Thần khí hắn lộ ra bộ dạng như thật nói. Vân Tiêu đại ca ngươi không biết hiện giờ ta uy phong cỡ nào đâu, thị vệ thành Hồng Nguyệt cũng không phải dễ làm, cường giả đến từ khắp thiên hạ, vô luận tu vị gì, cho dù là cửu thiên võ đế, ta lớn tiếng khiển trách hắn, nhíu mày trợn mắt, cũng không ai dám nói nhiều một câu, ha ha. Đã ghiền a. Liêu Dương Băng ở bên nghe được âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này quả nhiên có quan hệ rất tốt với Thành Hồng Nguyệt, chỉ quen biết với hắn đã được chiếu cố, xem ra mình hạ tiền vốn trên người hắn là đúng rồi. Lý Vân Tiêu nghe được một hồi buồn cười, nói. Vậy Tuyết Cầu, không, Tiểu Tuyết tỷ tỷ hiện giờ đâu rồi? Trong mắt Chu Kinh Nghĩa dần bắn ra thần quang, nói. Vân Tiêu đại ca ngài không biết. Tiểu tuyết tỷ tỷ gần đây đột nhiên gầy đi nhiều, hơn nữa còn tìm ngươi khắp nơi nữa. Hắn đột nhiên lách người qua, nhẹ nói. Ta nghe các huynh đệ trong tổ chức nói là tiểu tuyết tỷ tỷ nhớ Vân Tiêu đại ca đến mức cơm nước không vào, bởi vậy nên mới từ từ gầy đi. Phốc, Lý Vân Tiêu phun ra một búng máu, trực tiếp nhổ vào mặt Chu Kinh Nghĩa. Chu Kinh Nghĩa một mực cười làm lành lấy, nói. Vân Tiêu đại ca theo ta cùng đi gặp tiểu tuyết tỷ tỷ đi. Nếu không đi thì tiểu tuyết tỷ tỷ sẽ nhớ ngươi đến mức thành cây gậy mất, các huynh đệ đều đau lòng a. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ ra, Khương Nhược Mai sắp xếp Chu Kinh Nghĩa trông coi truyền tống trận, chính là vì đầu tiên đạt được tin tức của mình. Nghĩ đến mình đã hứa hẹn với nàng, dù sao vẻ mập mạp của nàng cũng là do mình tạo thành, Lý Vân Tiêu lập tức đáp ứng nói. Ngươi bảo tiểu la lị mập kia đến đào hoa ổ đi, ta mặc dù có cách giúp nàng, nhưng lực lượng có hạn. Phải mượn nhờ lực từ cường giả khác mới được. Chu Kinh Nghĩa lập tức đại hỉ, một bộ như chút được gánh nặng, vui mừng chạy đi. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi,
liền cùng Liêu Dương Băng đi tới đảo Hoa Ổ. Ở thành Hồng Nguyệt hắn không dám động dùng Nguyệt Đồng, phải có cường giả như chữ Khả Nguyệt mới có thể yên tâm thi triển. Hắn tự kiềm chế thân phận, cùng Liêu Dương Băng trực tiếp lâm không phi hành, quả nhiên không ai ra tay ngăn trở, rất nhanh liền đi tới trên không đảo Hoa Ổ. Tuy rằng hoàn cảnh không có biến hóa, nhưng so với lần trước đã nhiều thêm một tia linh khí và sinh cơ, thiếu đi loại du du thanh tịnh điềm nhiên lánh đời lúc trước. Xem ra chữ Khả Nguyệt quả thật đã mở lòng, ngay cả hoàn cảnh cũng theo tâm tình thay đổi mà nổi lên biến hoa vi diệu. Đã đến rồi, vậy thì xuống đây đi. Thanh âm dễ nghe của chữ Khả Nguyệt truyền đến. Hai người vội vàng bay xuống phía dưới, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, phanh một tiếng, thân hình Liêu Dương Băng không biết bị thứ gì chặn lại, trực tiếp bắn ra ngoài, liên tục trao đảo trên không trung, trực tiếp chấn ra xa vài trăm thước. Trên mặt Liêu Dương Băng lấy làm kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi, đạo ánh sáng màu xanh vừa rồi tựa hồ là đối phương tiện tay bắn ra, mình dùng thực lực võ đế vê, tự nhiên không có chút lực chống cự, phảng phất như một con thuyền lá nhỏ ở trong cơn sóng dữ, chỉ có thể mặc kệ bài bố. Thành Hồng Nguyệt quả nhiên là một trong bảy đại thế lực lớn trong thiên hạ, tùy tiện một nữ tử liền lợi hại vậy rồi. Liêu Dương Băng dù sao cũng là lão hồ ly, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cung kính, cẩn thận đứng sừng sững trên trời cao, không dám tự tiện nhúc nhích. Lý Vân Tiêu nói, Khả Nguyệt đại nhân, vị bằng hữu kia là đồng bạn ta. Thanh âm chữ Khả Nguyệt truyền ra, nói, đào hoa ổ của ta không chào đón ngoại nhân, kể cả là đồng bạn của ngươi. Trừ phi có thể khiến ta thấy thuận mắt, điểm ấy hắn không có, vậy thì cứ đợi ở bên ngoài đi. Lý Vân Tiêu im lặng một hồi, đang muốn nói gì đó, Liêu Dương Băng vội vàng giành nói. Bảo địa của đại nhân, tại hạ không tiện quấy rầy, đợi ở bên ngoài là tốt rồi, Vân Thiếu, mình ngươi vào đi thôi. Lý Vân Tiêu thấy lão hồ ly này mặt đầy cung kính, không muốn lưu ấn tượng xấu cho vị cường giả đỉnh phong này, bởi vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Hóa thành một đạo quang mang bay vào trong lầu các kia. Một đám hương khí nhàn nhạt từ bên trong truyền ra, đúng là long tiên cao cấp nhất, người một hơi chẳng khác nào thu nạp mấy trăm khối nguyên thạch, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Lý Vân Tiêu cũng không có gì kiêng kỵ, trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Chữ Khả Nguyệt đang ngồi xếp bằng thổ nạp nguyên lực, tĩnh tâm tu luyện, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, kinh dị nói. Đúng vậy, thật không tệ. Tháng trước ngươi vừa mới đột phá võ tôn bát tinh, lúc này mới 20 ngày, cũng đã tỏa nhập võ tôn bát tinh trung giai, tốc độ tu luyện như vậy trên đời hiếm có a. Nàng có chút ngưng tụ, đột nhiên ếch cười nói. Là ta hồ đồ rồi, nếu không có thiên phú tuyệt thế này, ngươi cũng không có khả năng bằng độ tuổi này đã có được thành tựu kinh người như thế, Trấn Hải Thiên có thu hoạch không? Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm, nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà Đông Hải Nguyệt Minh Châu vẫn không có tin tức, nhưng lại đạt được một ít thứ không hiểu thấu. A, à, chữ Khả Nguyệt nổi lên hứng thú, nhìn Lý Vân Tiêu đang nhướng mày, không khỏi an ủi. Trong thiên hạ, ta còn không tin không tìm ra mấy hạt châu. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại có tâm tư khác, ngay cả Thành Hồng Nguyệt và Trấn Hải Thiên cũng không tìm thấy, có lẽ mình phải đi Nam Vực một chuyến. Đi tới trong động phủ đạt được truyền thừa thần thể tại Thiên Châu môn kia rồi. Trên vách tường trong động phủ kia khảm đầy Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng cấm chế và lực lượng trong đó tựa hồ khó có thể phá vỡ. Hơn nữa loại chuyện truyền thừa thần thể này quả thật không thể tưởng được. Vật lưu lại trên thành động kia, tuyệt đối là đại năng chi sĩ từ xa xưa tạo ra, nếu vì lấy châu mà bị phá hủy thì cũng quá mức đáng tiếc rồi. Nhưng mặc dù không cách nào phá vỡ thành động kia lấy châu, nếu có thể dẫn động hào quang lúc truyền thừa thần thể, có lẽ cũng có thể khắc chế phân thân ma chủ trong cơ thể. Chữ Khả Nguyệt không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cười hỏi. Ngươi nói đạt được thứ không hiểu thấu là cái gì? Hai tay Lý Vân Tiêu đánh ra vài đạo quyết ấn, thời gian dần qua mở ra một không gian trước người, hào quang nhu hòa từ trong đó lộ ra, một khối thạch đầu cực lớn dần hiện ra, phát ra các loại quang mang. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Nghệ thạch so với trước kia lại xảy ra biến hóa rồi. Trong mắt chữ Khả Nguyệt lộ ra kinh hãi, sợ hãi nói. Đây là, nghệ thạch. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin được, không chỉ có hình thể, mà khí tức của nó cũng hoàn toàn khác với trong trí nhớ của nàng. Ngươi làm sao lại biến nó thành thế này rồi? Sau một lúc, chữ Khả Nguyệt rốt cục đã tiếp nhận sự thật thứ trước mắt chính là nghệ thạch,
ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nói lại chuyện đã xảy ra một lần, nói. Hiện giờ tiểu nữ hài trong nghê thạch này sống hay chết cũng không biết, chỉ có thể mặc nó tự nó biến hóa thôi. Chữ Khả Nguyệt sau khi nghe xong ngốc trệ nửa ngày, cũng lâm vào trầm tư, cuối cùng nói. Như ngươi nói, tiểu hồng kia có lẽ chính là hồng thạch biến thành rồi, giữa nghê thạch hồng thạch chắc hẳn có liên quan thật lớn, muốn biết rõ ràng quan hệ trong đó, có lẽ phải đi vương cung Đông Hải mới được. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Không thể, vương cung Đông Hải tuyệt đối cường địa hơn thành Hồng Nguyệt nhiều, hung hiểm dị thường. Chữ Khả Nguyệt nhìn chằm chằm vào nghê thạch biến hóa bất định trên không trung, ngưng giọng nói. Nhưng đây là con đường duy nhất rồi. Khối nghê thạch này lúc trước đã đưa đến rất nhiều cường giả đến phân tích, cũng không ai hay biết cả. Nàng lo lắng nói. Nghe Nhiễm Dịch kia nói như vậy, hồng thạch thậm chí đã tạo thành tai nạn năm đó cho vương cung Đông Hải, tất nhiên là tồn tại cùng cấp bậc với nghê thạch, hiện giờ hai thứ này hợp nhất, càng khiến nàng cực kỳ bất an. Nghê thạch không ngừng biến hình trên không trung, tựa hồ sau khi thu nạp tiểu hồng đã bắt đầu xảy ra biến hóa, loại cảm giác yêu dị kia đồng thời sinh ra trong lòng hai người. Cảm thấy cực kỳ bất an. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Tạm thời không nên đi vương cung Đông Hải, nghê thạch hồng thạch nếu đã cùng xuất hiện vào lúc này, có lẽ là an bài trong tối tăm, kế tiếp nhất định sẽ còn manh mối khác. Chữ Khả Nguyệt sửng sốt một chút, hắn đột nhiên cảm thấy nói chuyện với Lý Vân Tiêu tuyệt đối không giống như tiểu sinh hậu bối, trong ngữ khí và tư thái của đối phương cũng không có loại tôn kính đối với trưởng bối, hoàn toàn như cùng thế hệ nói chuyện. Hơn nữa bộ dạng kia cũng hoàn toàn không có vẻ non nớt xứng đáng với tuổi trẻ, mà là một bộ lạnh nhạt đã trải qua tang thương. Trong mắt nàng hiện lên vẻ hồ nghi, mặc dù một gã thiếu niên có nghịch thiên thế nào, vẻ trí tuệ để lộ ra trong mắt cũng không có khả năng sẽ nhiễm lên dấu vết lắng đọng tuế nguyệt được. Lý Vân Tiêu không phát hiện ra vẻ ngờ vực của chữ Khả Nguyệt, phối hợp nói. Nghê thạch này vẫn tạm thời để ta bảo quản thì an toàn hơn. Chữ Khả Nguyệt lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đã có cách nghĩ, vậy thì cứ như ngươi nói, tạm giữ chỗ ngươi đi. Nếu có biến hóa khác, nhớ rõ nên nói cho ta biết trước tiên đấy. Ân. Lý Vân Tiêu lên tiếng, liền thu nghê thạch kia vào, thần sắc hắn khẽ động, tựa hồ cảm thấy gì đó, hai mắt có chút nhíu một cái, nói. Khả Nguyệt đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Chữ Khả Nguyệt trong lòng cả kinh, sinh ra lòng hoảng sợ, mình chẳng qua chỉ hơi có ngờ vực vô căn cứ. Vậy mà cũng bị hắn đã nhận ra, điều này sao có thể? Nàng kiềm chế khiếp sợ trong lòng, khẽ cười nói. Một ít tâm tư mà thôi, không quan hệ nhiều. Địa lão thiên hoang sắp mở ra, hiện giờ thành Hồng Nguyệt tụ tập cường giả thiên hạ, không ít môn phái lánh đời cũng có người xuất thế mà đến, mà ngay cả thánh vực và hóa thần hải, cũng phái cao thủ đến đây, quả nhiên là náo nhiệt khó gặp. Giờ ở phía bắc thành Hồng Nguyệt có dọn ra một mảnh đất lớn, tạm thời xây dựng phường thị. Người có thể đến đó dạo chơi một phen xem sao. Lý Vân Tiêu cười nói. Phường thị, ha ha, ta vẫn thích nguyên đan của Khả Nguyệt đại nhân, còn thừa không đến 10 ngày, để ta ở lại chỗ Khả Nguyệt đại nhân hảo hảo tu luyện một phen đi. Lý Vân Tiêu một thân bảo bối kinh người quả thật chướng mắt cái gọi là phường thị kia, nếu như không phải đấu giá hội đỉnh tiêm trên đại lục, hắn căn bản sẽ không động tâm. Ha ha, thiên phú của ngươi cao như thế, đáng ban thưởng. Chữ Khả Nguyệt cười cười, sau đó liền ném ra một túi đựng đồ, bên trong có 3 vạn miếng nguyên đan. Lý Vân Tiêu vui mừng quá đỗi, 3 vạn miếng nguyên đan này đủ cho hắn tu luyện trong 10 ngày rồi. Nhưng đó lại là tài nguyên tu luyện mà chữ Khả Nguyệt tính cho 1 năm, nếu để nàng biết rõ tiểu tử này có thể dùng hết trong 10 ngày, sợ rằng thành Hồng Nguyệt cũng không nuôi nổi hắn rồi. Còn có thứ này cũng đưa cho ngươi đi, ta nghiên cứu cả buổi cũng chỉ có thể phỏng đoán là vật dẫn truyền thừa công pháp nào đó. Nhưng các loại biện pháp đều thử qua rồi, cũng không cách nào mở ra tin tức trong đó được. Chữ Khả Nguyệt ném ra một vật ra, hóa thành một đạo quang mang vào tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiếp lấy xem xét, lập tức quá đỗi vui mừng, liên tục kêu lên. Đa tạ Khả Nguyệt đại nhân. Chữ Khả Nguyệt cười khổ nói. Ta tặng ngươi 3 vạn nguyên đan cũng không thấy ngươi hưng phấn như vậy. Bất quá ta vẫn muốn cảnh báo ngươi một câu, tham thì thâm. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu. Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm dễ nghe như chuông bạc, như chim hoàng oanh minh thúy, khiến toàn thân người thoải mái nói không nên lời. Khương Nhược Mai bái kiến Khả Nguyệt cô cô. Chữ Khả Nguyệt sửng sốt một chút,
trông thấy ánh mắt cười khổ kia của Lý Vân Tiêu, lập tức hiểu rõ nói. Vào đi. Cảm ơn cô. Khương Nhược Mai trong thanh âm tràn đầy vui sướng, nho nhã lễ độ, không dám có nửa phần lãnh đạm. Rất nhanh, một cổ mùi hương đậm đặc lan tới, tràn đầy khí tức son phấn, trên mặt chữ Khả Nguyệt có chút lộ ra vẻ không hài lòng. Bái kiến Khả Nguyệt cô. Khương Nhược Mai tuy rằng hình thể vẫn cực béo, nhưng so với mập thành một đống thịt cũng đã tốt hơn nhiều, nàng dịu dàng cười cười, nói với Lý Vân Tiêu. Không thể tưởng được người thay Nhược Mai trị liệu lại là người đánh bại vương giả hải tộc, danh chấn tứ phương, Lý Vân Tiêu đại ca. Nàng mặt như hoa đào, trên mặt tràn đầy vẻ vũ mị nói không hết, chỉ có điều phối hợp với tư thái kia của nàng thật sự khiến người cảm thấy rất buồn nôn. Đại ca không dám nhận, người vẫn nên gọi ta là Lý Vân Tiêu đi. Lý Vân Tiêu tránh không kịp, hắn cũng không muốn có một người muội muội như vậy. Khương Nhược Mai hơi giận dữ nói. Vân Tiêu đại ca không phải là ghét ta đây chứ? Nếu không phải thì ta xem ngươi là đại ca ta rồi, đại ca đại ca đại ca đại ca. Nàng liên tiếp kêu hơn 10 câu, trên trán Lý Vân Tiêu chảy đầy mồ hôi. Chữ Khả Nguyệt thấy rất thú vị, sắc mặt vốn không thích cũng lộ ra dáng cười, nói. Nhược Mai kỳ thật cũng thật đáng yêu đấy, Vân Tiêu ngươi đồng ý đi. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Việc này ta còn chưa chuẩn bị tâm lý, để nói sau đi. Việc cấp bách chính là chữa thương cho Nhược Mai. Hắn nghiêm mặt nói. Tuy rằng ta có thủ đoạn, nhưng thực lực xa xa không đủ, phải cần Khả Nguyệt đại nhân giúp ta giúp một tay. Chữ Khả Nguyệt lòng dạ biết rõ, lạnh nhạt cười nói. Như ngươi mong muốn. Hai tay nàng kết xuất trước người một cái ấn ký, hiện ra một cái phù văn bay ra khỏi lòng bàn tay, càng lúc càng lớn, trực tiếp nhảy vào trên không lầu các, hóa thành một đạo hào quang nhu hòa khuếch tán ra. Cả lầu các liền triệt để cắt đứt quan hệ với ngoại giới, bất luận thần trí gì cũng không thể nhìn được vào trong đó. Trong phủ thành chủ, Khương Sở Nhiên đang dừng ở một mảnh kính quang, bỗng nhiên lộ vẻ cười khổ, tất cả hình ảnh trong kính quang đều đã biến mất. Hừ, chữ Khả Nguyệt này ta thấy có vấn đề lớn. Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc phát lạnh, lạnh lùng nói. Cái gì mà mượn lực nàng trị liệu, ta xem là mượn nhờ lực nàng lừa dối mới đúng. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu kia thật sự có quan hệ với Nguyệt Đồng, hoặc là có quan hệ với Cổ Phi Dương sao? Năm đó quan hệ giữa Cổ Phi Dương và ma nữ này vô cùng tốt, trợ giúp Lý Vân Tiêu như vậy cũng hiểu được. Khương Sở Nhiên nói, chuyện này không có chứng cớ, quyết không thể nói lung tung, huống hồ hiện giờ Lý Vân Tiêu đang giúp chúng ta, ít nhất có lợi với chúng ta, về phần những thứ khác, về sau có thể chậm rãi điều tra. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng nói, nếu không phải vì Nhược Mai thì giờ ta đã triệt để làm rõ ràng với Lý Vân Tiêu kia rồi, ngàn vạn đừng để ta biết hắn và Cổ Phi Dương có quan hệ, nếu không chuyện sẽ lớn lắm. Khương Sở Nhiên nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu liền cùng Liêu Dương Băng xuất hiện ở trong phường thị thành Bắc. Khương Nhược Mai sau khi bị chữ Khả Nguyệt làm cho bất tỉnh, hắn thi triển Nguyệt Đồng tiếp xúc với toàn bộ chú ấn trên người nàng, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhất thời bán hội cũng không có chỗ để đi, các loại quán rượu đã sớm đầy người, rơi vào đường cùng liền nghĩ tới phường thị kia, vì vậy thương nghị với Liêu Dương Băng, hai người liền dắt tay nhau mà đi. Tuy là phường thị, nhưng quy mô thành Bắc vẫn rất lớn, chia thành các khu vực lớn đẳng cấp rõ ràng, nguyên một đám cửa hàng lớn nhỏ không đều bày đầy bốn phía, người tính bằng đơn vị hàng nghìn ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Trong phường thị mặc dù không được thành Hồng Nguyệt thủ hộ, nhưng trong hư không phía trên, Lý Vân Tiêu liền cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức cường đại. Thậm chí có cả địa hoàng kim đan. Liêu Dương Băng đột nhiên cả kinh, đi vào trong cửa hàng bên cạnh, phía trước nó bày ra một đạo hư ảnh màn nước, trên đó dùng văn tự bắt mắt ghi lấy thương phẩm chủ yếu bên trong. Địa hoàng kim đan chính là vật cửu giai, có thể cố bản bồi nguyên cho cường giả võ đế, vạn kim khó cầu. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy kinh ngạc. Địa hoàng kim đan này nếu xuất hiện tại đấu giá hội cỡ lớn cũng xem như là bảo vật áp trục rồi, khó trách chữ Khả Nguyệt lại đề nghị hắn đến dạo chơi, xem ra quy cách phường thị này tuyệt đối không tầm thường a. Hai người đi thẳng vào, Liêu Dương Băng mở miệng hỏi. Lão bản, chỗ các người có bán địa hoàng kim đan sao? Trưởng quỹ kia đang cầm một cuốn đan thư cẩn thận đọc qua, quay đầu lại liếc nhìn bọn hắn, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Liêu Dương Băng, nói. Võ đế tứ tinh đỉnh phong. Không tệ, không tệ. Liêu Dương Băng lại càng hoảng sợ,
đối phương vậy mà liếc mắt đã nhận ra tu vị mình, mà mình lại không cách nào nhìn thấu đối phương, chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương hơn xa mình, chẳng lẽ là võ đế cao giai? Lòng hắn có ưu tư, vội hỏi. Ta hỏi có bán địa hoàng kim đan không, ngươi xem tu vị ta làm gì? Trưởng quỹ kia thu hồi đan thư cười nói. Bởi vì địa hoàng kim đan này của ta chỉ bán điều kiện, không bán nguyên thạch. Liêu Dương Băng hiếu kỳ nói. Điều kiện gì? Trưởng quầy nhìn Lý Vân Tiêu, cho rằng là hạ nhân hoặc là đồ đệ của Liêu Dương Băng gì đó, cũng không thèm để ý, nhân tiện nói. Đổi lấy điều kiện ngươi ra tay một lần. Hắn giải thích nói. Lần này địa lão thiên hoang mở ra, ta muốn bắt một đầu yêu thú cửu giai, dùng ta lực lượng của ta tuy rằng cũng không xê xích gì nhiều, nhưng vì đảm bảo đạt được mục đích nên mời nhiều người vẫn tốt hơn. Yêu thú cửu giai. Sắc mặt Liêu Dương Băng lập tức thay đổi, liên tục lắc đầu nói. Địa hoàng kim đan này tuy rằng chân quý, nhưng còn không đáng để ta lấy mạng đi đổi. Trưởng quỹ kia cười nói. Ai nói cần ngươi lấy mạng đổi, ta đã mời vài tên cường giả, bọn hắn đều nguyện ý thử một lần. Liêu Dương Băng trầm tư, hắn kẹt ở võ đế tứ tinh đỉnh phong cực lâu rồi, nếu có địa hoàng kim đan phụ trợ thì rất có khả năng đột phá được cổ trai. Mà mục đích mình đi địa lão thiên hoang lần này cũng là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá. Hắn do dự một hồi, nhân tiện nói. Nhưng ta có một điều kiện tiên quyết, đó chính nếu gặp phải lực lượng khó có thể chống cự, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không mạo hiểm. Ha ha, đó là đương nhiên. Trưởng quầy cười ha hả, nói. Ta cần bằng hữu xuất thủ tương trợ, mà không phải muốn tánh mạng bằng hữu, có người gia nhập thì có thể nắm chắc thêm không ít rồi. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, một cái hộp do xương cốt màu trắng tạo hình xuất hiện trong tay, đưa qua. Liêu Dương Băng sửng sốt một chút, nói. Giờ đưa luôn sao? Theo hắn nghĩ, hẳn là sau khi chuyện thành công mới có thù lao mới đúng. Hắn nhận lấy hộp bạch cốt kia, mở ra xem xét, một quả kim đan chói mắt lập lòe trong đó, hắn trong lúc đại hỉ liền vội vàng thu vào. Trưởng quỹ kia nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lại lấy ra một thứ hình vuông nói. Còn đây là trận bàn đặc thù, sau khi tiến vào địa lão thiên hoang điểm rơi đều là tùy cơ, ngược lại có thể dựa vào thứ này để liên hệ nhau. Liêu Dương Băng cầm trận bàn kia, có chút không biết làm sao, chỉ nói chuyện một lúc, đối phương lại thật sự đưa ra kim đan rồi. Hơn nữa trưởng quỹ kia sau khi làm xong tất cả lại cầm lấy đan thư, tiếp tục đọc lấy, không hề nhìn lấy hai người nữa. Liêu Dương Băng đứng ở đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Vẫn là Lý Vân Tiêu nói một câu đi thôi, hai người lúc này mới bước ra cửa hàng, tiếp tục đi dạo. Liêu Dương Băng một đường không được tự nhiên, chung quy vẫn cảm thấy gì đó, lấy ra địa hoàng kim đan kia cẩn thận nhìn qua mấy lần. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần nhìn nữa, đó thật là địa hoàng kim đan. Liêu Dương Băng cười khổ nói. Ngươi cảm thấy cái này đáng tin cậy sao? Chẳng lẽ hắn không lo lắng ta chạy sao? Chạy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy người có thể tùy ý xuất ra địa hoàng kim đan tặng người sẽ lo lắng ngươi chạy sao? Ta khuyên ngươi vẫn đừng nên dạo phố nữa, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn vào địa hoàng kim đan, tranh thủ đột phá đến võ đế ngũ tinh thì hơn. Như vậy chuyến đi địa lão thiên hoang tỷ lệ bảo mạng sẽ cao hơn nhiều. Sắc mặt Liêu Dương Băng đại biến, nói. Ngươi lại ý nói hành vi săn giết yêu thú cửu giai lần này rất nguy hiểm sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Thực lực người nọ ta cũng nhìn không thấu, nhưng người gọi đi không chỉ có một, có thể cam lòng lấy ra nhiều địa hoàng kim đan như vậy. Yêu thú mà hắn tính toán nhất định không đơn giản, cũng không chỉ là yêu thú cửu giai sơ cấp, ít nhất cũng là trung cấp, thậm chí là cao cấp. Liêu Dương Băng nghe xong, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, xoay người nói. Kim đan này ta trả lại cho hắn đi. Trả lại. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta thấy không thể nào đâu, ngươi nhận nhiệm vụ của bọn hắn, muốn rời khỏi sẽ khó đấy. Liêu Dương Băng không tin nói. Mua bán trong thiên hạ này đều tự do, há lại có ý ép buộc. Hắn quay đầu trở về, nhưng rất nhanh liền đầy bụi đất trở về, mặt tràn đầy vẻ sầu lo. Ha ha, sao hả? Lý Vân Tiêu nháy mắt cười nói. Liêu Dương Băng xanh mặt nói. Muốn hủy bỏ nhiệm vụ, ngoại trừ trả lại địa hoàng kim đan ra. Còn phải bồi thường một khỏa khác. Ha ha. Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Ta đã đoán trước rồi.
Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức chán nản, điều chỉnh tốt tâm tính trùng kích võ đế ngũ tinh, đây mới là chính đạo. Liêu Dương Băng nghiêm mặt nói. Đúng vậy, Vân Thiếu nói rất có lý, nếu có thể trùng kích ngũ đế ngũ tinh, cho dù giúp bọn hắn bác một mạng cũng đáng. Sau khi biết không thể trả lại, Liêu Dương Băng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, hắn lúc này không chần chờ nữa, lập tức cáo biệt với Lý Vân Tiêu, tìm kiếm nơi để đột phá. Thành Hồng Nguyệt tuy rằng kín người, nhưng đây chính là nơi linh khí hội tụ hiếm có trong thiên hạ, cũng là nơi rất tốt để đột phá. Lý Vân Tiêu sau khi Liêu Dương Băng rời đi liền đi dạo một mình, trong phường thị này quả thật cũng có không ít thứ, hắn cũng không nhịn được xuất thủ mấy lần, mua lấy một ít tài liệu. Ở trung tâm toàn bộ phường thị là một đại điện tạm thời dựng lên, cũng là chợ giao dịch quy cách cao nhất, hơn nữa quy định tất cả dưới võ tôn không thể đi vào được. Đại điện bị một tầng cấm chế bao phủ, không có tu vị bát hoang cảnh căn bản không thể đột phá vào. Lý Vân Tiêu bước vào trong đó, phát hiện bên trong thập phần rộng rãi, cũng do các cửa hàng lớn nhỏ cấu thành, nhưng tất cả đều phân bổ ở hai bên, trên màn nước cự đại ở trung ương không ngừng lập lòe các loại tin tức. Phía dưới có một đám người đang đứng nhìn xem. Ánh mắt Lý Vân Tiêu khẽ quét qua màn nước kia, đột nhiên đồng tử co lại, mấy chữ nhỏ rõ ràng trực tiếp khắc sâu vào tầm mắt hắn. Bạo nguyên quả. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, bạo nguyên quả này cực kỳ hữu dụng cho việc tu luyện của hắn. Hắn căn cứ ghi chú sau bạo nguyên quả lập tức tìm được cửa hàng đối ứng, bên trong cũng có không ít người đang cố vấn và giao dịch. Thần thức hắn khẽ quét qua, nhân tiện nói. Trưởng quầy. Chỗ các ngươi có bạo nguyên của sao? Câu hỏi của hắn khiến mọi người chú ý, đều nhao nhao quay đầu, có chút kinh ngạc đánh giá Lý Vân Tiêu. Ân, đại nhân ngài muốn mua bạo nguyên quả sao? Tiểu nhị cũng sửng sốt, vội vàng nói. Ta đi thông chi trưởng quầy. Hắn thả ra sinh ý trong tay, lập tức đi ra phía sau. Đột nhiên một giọng nói từ đằng sau cửa hàng truyền ra, không chút khách khí nói. Bạo nguyên quả không phải võ tôn mua nổi. Cút đi. Mọi người trong cửa hàng có chút ngây ngốc, những tiểu nhị kia rất hòa thiện, không thể tưởng được chủ nhân bên trong lại thô bạo như vậy. Bọn hắn đa số cũng là cường giả võ tôn, ở bất cứ nơi nào cũng là tồn tại trụ cột, nhưng ở trong sảnh giao dịch này lại khắp nơi bị người xem thường, trong lòng nguyên một đám cực kỳ đắng chát. Lý Vân Tiêu cũng không tức giận, Hoàng Chiêu Trung bay ra, nhẹ nhàng gõ một cái, một đạo khí uẩn phong cách cổ xưa chấn khai, ông ông lọt vào tai. Ân, huyền khí cửu giai. Sau cửu hàng chuyện đến một tiếng kinh nghi, sau đó nói. Xem ra có chút thân gia, vào đi. Đám võ tôn trong điện nguyên một đám cũng kinh hãi không thôi, bát hoang cảnh đã có huyền khí cửu giai, đây tuyệt đối là đại thổ hào, hơn nữa nhìn bộ dáng huyền khí kia còn là một kiện nhạc khí, huyền khí cổ quái như vậy lại càng hy hữu. Lý Vân Tiêu trong ánh mắt hâm mộ của mọi người đi đến sau cửa tiệm, không gian bên trong cũng không lớn. Chỉ có một lão giả đang nhắm mắt thổ nạp, sau khi thấy Lý Vân Tiêu đi vào mới mở mắt ra, nói. Ngươi muốn bạo nguyên quả. Đúng vậy. Lý Vân Tiêu đáp lại, cũng không hỏi bán thế nào, chờ đợi đối phương mở miệng. Lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nói ra ba điều kiện, nếu ngươi có thể thỏa mãn một cái, liền có thể cầm lấy. Thứ nhất, ta muốn một kiện chiến ý tính phòng ngự cửu giai trung cấp. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ khinh thường, mỉa mai nói. Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Bạo nguyên quả đổi chiến y cửu giai trung cấp. Sao ngươi không nói là đổi nặc á chi chu luôn đi? Trên mặt lão giả kia ửng đỏ, biết rõ giá mình nói quá cao, có chút thẹn quá hóa giận nói. Đồ là của ta, ta muốn bán giá bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, ngươi có thể lựa chọn không mua mà. Bạo nguyên quả kia trong cửu giai cũng là tài liệu cực kỳ khó được. Tác dụng của nó chính là khiến nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên tăng trưởng gấp mấy lần, khủng bố dị thường. Nhưng tuyệt đại đa số võ giả cũng không dám phục dụng loại vật này, mặc dù là cửu thiên võ đế, dù là lúc suy yếu đến cực điểm, phục dụng vào cũng có khả năng lập tức khôi phục nguyên lực, hơn nữa trực tiếp bạo thể mà vong, cho nên quả này phần lớn dùng để chế tác đan dược khôi phục, hơn nữa một quả có thể luyện chế ra rất nhiều loại đan dược này, coi như chân quý dị thường. Nhưng so với chiến ý cửu giai trung cấp vẫn kém một trời một vực. Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc, nói. Vậy điều kiện thứ hai là gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Điều kiện thứ hai đơn giản, chỉ cần có đủ nguyên đan là có thể đổi, lấy ra 200 vạn nguyên đan là được rồi.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức âm trầm xuống, nói. Nếu ta có một quả bạo nguyên quả, ngươi sẽ dùng 200 vạn nguyên đan mua sao? Ha ha, đương nhiên không, bởi vì ta không cần bạo nguyên quả, mà ngươi cần. Lão giả nói từng chữ. Không thể thỏa mãn điều kiện của ta, vậy thì cút đi đừng ở đây lải nhải, chậm trễ lão phu tu luyện. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút xác suất thành công nếu ra tay cướp đoạt, nếu ở dã ngoại hoang vu, dù đoạt cũng có nắm chắc 100% có thể thành công trở ra, nhưng nơi này. Hay là thôi đi. Hắn thở dài, nói. Không phải còn một điều kiện sao? Đối phương nói rất đúng, đồ là của người khác muốn bán thế nào thì bán thế nấy, cho dù thật sự muốn bán giá nặc á chi chu, mình cũng không có cách nào. Điều kiện cuối ngươi cũng không cần nghe, cút đi. Lão giả vẻ mặt khinh thường, giống như nhìn một tên nghèo kiết xác, không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Nói ra đi, để ta sau khi nghe xong hết hy vọng cũng tốt. Lão giả dương mắt nhìn hắn một chút, hừ lạnh nói. Công pháp, áo phu tu luyện cần một loại binh khí hết sức kỳ lạ, các loại tài liệu đều đã tìm đủ rồi, hiện giờ thiếu một gã thuật luyện sư cửu giai cường đại giúp ta luyện chế. Nếu ngươi có thể tìm một gã thuật luyện sư cửu giai, hơn nữa giúp ta luyện chế thành công, như vậy bạo nguyên quả này ngươi cũng có thể cầm lấy. À, binh khí ngươi cần có luyện phương đồ không? Lý Vân Tiêu bất động thần sắc nói. Lão giả cười lạnh nói. Đừng nói với ta là ngươi có thể tìm được thuật luyện sư cửu giai giúp ta đấy, hơn nữa ta chỉ có một phần nguyên liệu, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Những nguyên liệu này cực kỳ khó tìm, một khi thất bại thì, ngươi phải bồi ta một phần. Lý Vân Tiêu hận không thể xông lên đánh chết hắn, bình thường cầu thuật luyện sư hỗ trợ luyện chế, còn cần ra đại lượng thù lao, hơn nữa thất bại cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thuật luyện sư sẽ không bồi thường tài liệu, cũng không có khả năng trả lại thù lao. Còn nữa, luyện chế vật cửu giai, coi như là thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong cũng không dám nói tỷ lệ thành công của mình là 100%, người còn lại càng thấp hơn, những thuật luyện sư vừa bước vào cửu giai, sợ rằng xác suất thành công không đến 30%. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên ngón giữa, hung hăng khinh bỉ thoáng một phát, cười lạnh nói. Bạo nguyên quả của ngươi giữ lại bạo cúc của mình đi. Hắn không để ý tới nữa, quay người liền muốn rời đi. Lão giả kia ngược lại sửng sốt một chút, vội hỏi. Chậm đã, ngươi thật sự biết thuật luyện sư cửu giai sao? Thực lực như thế nào? Lý Vân Tiêu xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Muốn luyện chế thì lấy luyện phương ra ta nhìn xem, ta có thể nói cho ngươi biết một cái xác suất thành công chính xác, nếu như luyện chế thất bại, bạo nguyên quả có thể trả lại cho ngươi, bồi thường tài liệu thì không bàn nữa. Lão giả hơi trầm ngâm, luyện chế thất bại chịu trả lại thù lao đã là nhượng bộ thật lớn rồi, đoán chừng không có thuật luyện sư nào chấp nhận thế cả, hắn trầm tư một hồi, nói. Ngươi xem luyện phương trước đã nói sau. Hắn lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới. Lý Vân Tiêu cầm qua đặt ở trán, thần thức lập tức quét vào, xem rõ ràng tin tức bên trong. Huyền khí này quả thật bộ dạng cổ quái, trước lớn sau nhỏ, chính giữa lại lồi lên. Có chút giống một đầu hải ngư cổ quái hẹp dài, hơn nữa công năng cũng hết sức kỳ lạ, là ngũ hành kiêm toàn, ngũ hành kiêm khắc. Cách luyện chế thập phần rắc rối, ghi chép dài đến mấy ngàn cái. Lý Vân Tiêu sau khi xem xong trầm tư một hồi, nói. Huyền khí này có thể công có thể thủ, tính cân đối vô cùng tốt, lại tái sinh làm trận khí, thuộc về huyền khí cửu giai công năng cực kỳ toàn diện, mỗi dạng đặc điểm đều không có gì nổi bật, nhưng thắng ở tính đa dạng. Huyền khí như vậy rất ít người chọn, chắc hẳn công pháp của ngươi có thể kết hợp cực kỳ hoàn mỹ với nó a. Lão giả trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên có nhãn lực, chẳng lẽ ngươi cũng là thuật luyện sư sao? Thái độ của hắn lập tức liền chuyển biến lớn, bình thường mua bạo nguyên quả cũng chỉ có thuật luyện sư, huống chi Lý Vân Tiêu nhìn qua luyện phương liền có thể nhìn ra được nhiều như vậy, nhất định là thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Hắn thấy Lý Vân Tiêu không trả lời. Càng thêm cẩn thận hỏi. Không biết sư thừa tiểu huynh đệ là người phương nào? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Những cái này ngươi không cần quản, nếu huyền khí cổ quái này là do ta phụ trách thì xác suất luyện chế thành công chừng 30%, có muốn thử một lần hay không thì tự ngươi quyết định không? 30%? Lão giả sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư, cũng không biết suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi.
hắn tin tưởng trừ phi đi hóa thần hải hoặc là thánh vực, nếu không rất ít nơi có thể vượt qua xác suất thành công này. Trong lòng lão giả cũng bắt đầu xoắn xít, thật sự hắn đã bái phỏng qua không ít thuật luyện sư cửu giai, xác suất thành công đưa ra cao nhất cũng chỉ có 35%, hơn nữa thù lao cực cao, luyện hư cũng sẽ không bồi. Bên phía Lý Vân Tiêu ít nhất đã đáp ứng luyện chế thất bại có thể không cần thù lao. Tiểu huynh đệ, xác suất thành công không thể cao hơn một chút nữa sao? Lão giả đắng chát hỏi, tuy rằng hắn là cường giả võ đế, nhưng ở trước mặt thuật luyện sư cũng chỉ là một đại khổ bức mong muốn được giúp đỡ thôi. Lý Vân Tiêu nói, đưa tài liệu của ngươi cho ta xem thử. Lão giả vội vàng lấy ra một cái túi, hai tay đẩy tới, nói. Những thứ này là toàn bộ tài liệu ta tìm được, tuyệt đại đa số chân phẩm cơ hồ đều đã tuyệt tích rồi. Hai mắt hắn nhắm lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, để ngừa đối phương chạy mất. Lý Vân Tiêu lơ đễnh, sau khi nhận lấy cẩn thận kiểm tra một lần, cau mày nói. Bên trong không ít tài liệu trọng yếu đều bị tổn hại nhất định, ví dụ như nam đầu tuyết thạch này, trong luyện phương yêu cầu là 10 cân tinh thạch, chỗ ngươi chỉ có 9 cân rưỡi, hơn nữa còn pha tạp nữa, những cái này đều là chí mạng, tỷ lệ 30% còn phải giảm xuống. Cuối cùng kiểm tra xong, Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Nắm chắc có lẽ chỉ chừng 23% thôi. Lão giả nghe được tâm cũng nguội lạnh, liếm lấy bờ môi khô khốc, nói. 23%, nói như vậy cơ hồ nhất định thất bại rồi. Sư tôn ngươi đến cùng có được không thế? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi có thể mang chồng tài liệu này đi hóa thần hải tìm lỗ không tử, hoặc là thánh vực tìm thiên chiếu tử. Nếu như hai lão già này nói tỷ lệ thành công của bọn hắn có thể đạt tới 80%, ta liền chém đầu cho ngươi làm ghế ngồi. Lão già cả kinh kêu lên. 80%, đó đã rất cao a, ngươi chỉ có thể cho ta 23%, khác nhau một trời một vực. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạo nói. Hai lão già này vào mấy chục năm trước cũng đã là thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong rồi, bây giờ cách thuật thần thập giai sợ rằng cũng chỉ có một bước ngắn. Tỷ lệ thành công của bọn hắn là gấp 4 lần ta, nhưng ngươi cho dù có lấy ra 40 miếng bạo nguyên quả cũng đừng mong thỉnh động bọn hắn ra tay. Hơn nữa bọn hắn một khi luyện chế thất bại, cũng không có khả năng bồi ngươi một khối nguyên thạch. Hắn nhìn lão giả trầm tư không nói, lạnh lùng nói. Giá bao nhiêu mời người đó, luyện chế cho ngươi thứ này, một quả bạo nguyên quả ta đã thua lỗ, huống chi còn đáp ứng ngươi thất bại sẽ trả lại thù lao. Lão giả vẻ mặt xấu hổ, khổ sở nói. Tiểu huynh đệ nói ta cũng rõ ràng, nhưng xác suất 23%, lão hủ thật sự không muốn thử a. Những tài liệu này tốn hao rất nhiều công sức của ta, rất khó lại tìm được một phần nữa. Lý Vân Tiêu sau khi trầm tư một lúc, nói. Nếu là ngươi có thể bổ toàn bộ chủ tài, lại tìm thêm vài vật phụ trợ, ta có thể tăng xác suất thành công lên đến 40%, giới hạn trong thực lực sư tôn ta, không thể tăng thêm được nữa rồi. 40%. Trong mắt lão giả toát ra một đạo tinh mang, đây là xác suất thành công cao nhất mà hắn nghe được rồi, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ xin phân phó. Lý Vân Tiêu tay giơ lên, trực tiếp lâm không viết ra mấy chục chữ, tất cả đều là tên tài liệu và nhu cầu phẩm chất, những chữ này lộ ra màu vàng, ngưng tụ trên không trung không tiêu tan. Lão giả vội vàng nhìn qua, đều nhớ trong đầu. Lý Vân Tiêu nói, bạo nguyên quả này có thể đưa cho ta trước không? Cái này, lão giả bắt đầu khó xử, cười làm lành vài tiếng, hiển nhiên là không chịu. Lý Vân Tiêu tiện tay điểm một cái, lãnh kiếm băng xương đột nhiên ra khỏi vỏ, long cong một tiếng cắm trên mặt đất, nói. Chuôi kiếm này làm thế chấp. Đồng tử lão giả co rút lại, sợ hãi nói. Lại là huyền khí cửu giai. Hơn nữa dùng nhãn lực lão giả cũng nhìn ra đây tuyệt đối không phải là huyền khí cửu giai bình thường, hàn ý trên đó khiến hắn cũng có chút kinh hãi. Hắn không khỏi đánh giá Lý Vân Tiêu thêm vài lần. Trong lòng đã xác định người này nhất định là đệ tử một vị đại thuật luyện sư, nếu không không có khả năng quen thuộc luyện phương cửu giai như thế, thân còn mang hai kiện huyền khí cửu giai. Lão giả sau khi hơi trầm ngâm, quyết đoán nói. Thật là khó được tiểu huynh đệ cố tình như thế, người bằng hữu như người ta nhất định kết rồi. Hắn lấy ra một hộp ngọc nhỏ đẩy tới, nếu có được tình bạn của một gã đại thuật luyện sư, có đưa nhiều bạo nguyên quả hơn nữa cũng đáng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ vui mừng, trái cây trong hộp bề ngoài cực xấu, đúng là bạo nguyên quả không thể nghi ngờ, hắn thu vào, nói.
quả này là ta dùng huyền khí để thế chấp, đến lúc đó cũng là thù lao giúp ngươi luyện chế huyền khí, mọi người theo như nhu cầu, không thiếu nợ gì nhau, bằng hữu gì đó cũng không bàn nữa, ta không có hứng thú. Lão giả sửng sốt một chút, trong lòng đầy cười khổ, càng thêm tin tưởng thân phận đệ tử đại thuật luyện sư của Lý Vân Tiêu, bởi vì chỉ có những thuật luyện sư tự xưng là cao cao tại thượng kia, mới có thể không thèm để ý tới tình bạn mà võ đế chủ động đưa đến. Lý Vân Tiêu đưa tới một cái ngọc bội, nói. Đợi ngươi thu thập tốt tài liệu liền bóp ngọc bội này, ta có thể cảm giác được tọa độ của ngươi, kịp thời tới ngay. Chuôi bảo kiếm của ta để cho ngươi làm thế thấp, nếu có gì sơ suất sẽ không yên đâu. Yên tâm đi, kiếm này ở chỗ ta sẽ cực kỳ an toàn, ta đi thu thập những vật này, tiểu huynh đệ ngươi chờ ta. Lão giả cam đoan, cẩn thận từng ly từng tí thu bảo kiếm vào trong, uy lực của lãnh kiếm băng xương tựa hồ còn trên cả huyền khí mà hắn muốn luyện chế, nhưng đáng tiếc lại không hợp với mình. Lão giả sau khi phân phó tiểu nhị, hủy bỏ tư liệu về bão nguyên quả trên màn nước trong đại sảnh, đồng thời phái ra nhân thủ đi bốn phía thu thập tài liệu mà Lý Vân Tiêu viết. Lý Vân Tiêu sau khi đạt được bão nguyên quả trong lòng cũng cực kỳ thỏa mãn, cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo nữa, định cũng giống như Liêu Dương Băng tìm một chỗ để bế quan. Về phần huyền khí lão giả cần, chỉ cần đủ hết tài liệu, ở trong giới thần bi hắn và viên cao hàn liên thủ, nắm chắc sẽ rất lớn. Lúc đang muốn rời giao dịch đại điện, đột nhiên một thân thể khôi ngô ngăn đón trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Người chính là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt người trước mắt lộ ra vẻ nhạo báng, hai mắt lại không có chút thần thái, giống như mặt cá chết vậy, hắn cau mày nói. Chuyện gì? Khặc khặc, quả nhiên. Nam tử kia cười thập phần cứng ngắc, vẻ quái dị trên gương mặt khiến người có chút không rét mà run, lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi là tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta không phục. Lý Vân Tiêu im lặng nói. Ngươi có phục hay không liên quan gì tới ta? Tránh ra, mắt cá chết. Nam tử cũng không tức giận, cười càng thêm âm trầm, nói. Khặc 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 khặc, ta không phục, dĩ nhiên là muốn tìm ngươi tỉ thí rồi. Nơi này là đại sảnh giao dịch, cấm động thủ, nhưng ở tầng trên lại cố ý dựng ra một không gian thi đấu để cho võ giả không nhịn được phát tiết các loại cừu hận. Ngươi có dám theo ta đi lên đánh một trận không? Không dám. Lý Vân Tiêu trực tiếp cự tuyệt nói. Thực lực của ta rất kém, đám cao thủ các ngươi đừng khi dễ ta nữa, kính xin tránh ra, mẹ ta gọi về nhà ăn cơm rồi. Đối với loại khiêu khích nhàm chán này, hắn cũng không hề có hứng thú, vừa mới đạt được bão nguyên quả, hắn đang hào hứng bừng bừng chỉ muốn trở về phục dụng. Bọn hèn nhát. Nam tử khinh miệt mắng. Quả nhiên là có tiếng không có miếng, ta đã nói mà, nơi như Nam vực có thể sinh ra chim gì tốt chứ. Hắn phối hợp mắng vài câu, thấy Lý Vân Tiêu không có biểu lộ gì cả, tựa hồ vẫn đang đợi hắn nhường đường, lập tức có loại cảm giác tự giác mất mặt, bất giác sinh ra một cổ lửa giận, khẽ nói. Sợ chết cũng không sao, chỉ cần ngươi nằm sấp trườn quanh đại sảnh giao dịch ba vòng, hơn nữa một bước đều phải học tiếng chó sủa một cái, ta liền thả ngươi đi qua. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vô ót, thầm nghĩ lại là một tên muốn chết. Nam tử kia lạnh hừ lạnh nói. Như thế nào hả, không muốn cúi đầu, trả lời ta đi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nói. Trưởng bối nhà ngươi có ở đây không? Nam tử sửng sốt một chút, nói. Có ý gì? Lý Vân Tiêu nói. Ta sợ đánh chết ngươi, ca ca ngươi lại đi ra, đánh chết ca ca ngươi, phụ thân của ngươi lại đi ra, đánh chết phụ thân của ngươi. Gia gia của ngươi lại đi ra, như vậy sẽ không dứt được. Nếu như trưởng bối nhà ngươi ở đây thì ta không dám đánh ngươi nữa. Nếu như ngươi chỉ có một người, vậy thì đánh chết cũng không sao. Làm càn. Nam tử bạo giận lên, quát lớn. Có giỏi thì cùng ta tỉ thí, ký giấy sinh tử. Hắn lần này hét lớn, lập tức rước lấy không ít ánh mắt, mọi người ở ngoài giao dịch thấy có cãi vã đều cực kỳ mừng rỡ nhìn xem. Không gian thi đấu được thiết lập ở lầu 2 đại sảnh giao dịch, tuy rằng ở tầng 2, nhưng lại một không gian vô hạn độc lập, trừ phi đánh vỡ cấm chế, phá vỡ không gian, nếu không tất cả công kích bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Ngay trong một phòng khách quý ở tầng thứ 2, vài thân ảnh đang đi xuyên qua vách tường thủy tinh đơn hương, nhìn qua xung đột giữa Lý Vân Tiêu và nam tử khôi ngô ở bên dưới. Trong đó một gã nam tử diện mạo thanh tú, đầu lại đầy tóc bạc rũ trên vai. Thần sắc một mảnh lạnh nhạt, im im lặng lặng nhìn qua bên dưới. Phong Hoa,
ngươi cảm thấy Lý Vân Tiêu này thế nào? Bên người một gã lão giả áo vàng, dáng người thấp bé, hơi có chút mập mạp, vẻ mặt cười nhạt nhìn qua nam tử tóc bạc này. Trong mắt nam tử tóc bạc xẹt qua một tia tinh mang, chậm rãi mở miệng nói. Không biết, lão giả cười ha ha nói. Ngươi vẫn luôn cẩn thận như thế à, Lý Vân Tiêu này chẳng qua chỉ là võ tôn bát tinh thôi, nào giống như truyền thuyết chứ, cũng không biết hắn có thể kiên trì mấy chiêu trong tay Phong Tuấn nữa. Mấy chiêu? Một nam tử áo bào bạc bên người mỉm cười, nói khẽ. Thế ra lánh đời các ngươi vẫn coi trời bằng vung như vậy à, tiểu tử này là Khương Thành Chủ chính miệng nói là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, chẳng lẽ ánh mắt Khương Thành Chủ các ngươi cũng không tin sao? Ha ha, Khương Sở Nhiên, người bảy đại thế lực lớn mỗi người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thực lực cũng chỉ bình thường, lại tự cho mình cực cao. Chắc là tiêu chuẩn của Lý Vân Tiêu này vượt ra khỏi đệ tử trẻ tuổi Thành Hồng Nguyệt bọn hắn, bởi vậy mới phong làm nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề, cười chết người rồi, ha ha. Mục Hoàng không chút kiêng nể cười ha hả, trong mắt lộ vẻ mỉa mai không chút che giấu, nói. Thiên tài như vậy, trong đám thế gia lánh đời chúng ta, thật sự quá nhiều a. Nam tử áo bào bạc cũng không cãi lại, đứng chắp tay, khẽ cười nói. Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc xem Lý Vân Tiêu và Mục Phong Tuấn, ai thắng ai thua. Hừ, chẳng lẽ thiên vận trưởng lão muốn áp Phong Tuấn thắng? Mục Hoàng vẻ mặt giễu cợt. Ung Thiên Vận cười to không thôi, nói. Ta đương nhiên áp Lý Vân Tiêu rồi. À, vậy không biết tiền đặt cược là gì? Mục Hoàng cười lạnh nói. Giữa ta và ngươi, cũng không thể lấy ra mấy trăm nguyên thạch được à. Hắn đối với Mục Phong Tuấn cực kỳ có lòng tin. Ung Thiên Vận nhìn hắn một cái, nói. Tiền đặt cược tùy cho các ngươi mở, chỉ cần ta cá được thì đều được. Sắc mặt Mục Hoàng biến hóa, hồ nghi nói. Lời ấy là thật sao? Chẳng lẽ Thiên Vận trưởng lão từng thấy qua thực lực chân thật của Lý Vân Tiêu rồi sao? Ung Thiên Vận lắc đầu, nói. Không có, nhưng nghe qua danh tiếng người này, không thể tưởng được vậy mà quật khởi nhanh như vậy. Ta sở dĩ dám đánh bạc, là vì ta tin tưởng ánh mắt Khương Sở Nhiên. Mục Hoàng trầm ngâm một hồi, không khỏi nhìn Lý Vân Tiêu thêm vài lần, nếu nói Lý Vân Tiêu có thể thắng Mục Phong Tuấn hắn không tin, nhưng một khi liên quan đến tiền đặt cược, thì không thể không thận trọng được. Ung Thiên Vận cười rộ lên, nói. Trong số vật phẩm mà lần này quý phái giao dịch với Hóa Thần Hải ta có một loại tài liệu cửu cấp hồn nha, ta muốn 10 cân. 10 cân hồn nha. Mục Hoàng lại càng hoảng sợ, sắc mặt cũng thay đổi, nói. 10 cân nhiều quá, nhiều nhất 5 lượng thôi. Mục Phong Hoa một mực yên lặng không lên tiếng cũng đổi sắc, có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Ung Thiên Vận. Ung Thiên Vận cười nói. Ngươi và ta, coi như là tồn tại đỉnh cấp trên đại lục rồi, tiền đặt cược nếu không được 10 cân hồn nha, ngươi lại không biết xấu hổ lấy ra sao. Mục Hoàng hừ một tiếng, nói. Hồn nha Mục gia ta hàng năm thu được cũng chỉ có 1-2 lượng, xuất ra 10 cân để đánh cuộc, vạn nhất thua ta tất nhiên sẽ bị gia chủ một trượng đánh chết. Ung Thiên Vận khẽ cười nói. Nói cho cùng, vẫn là Hoàng trưởng lão không có tự tin a. Mục Hoàng phất tay ngắt lời nói. Không cần kích ta, nếu Phong Hoa ra chàng, ta liền dám đánh bạc 10 cân hồn nha với ngươi, tuy rằng ta đã cho rằng Phong Tuấn cũng có thể thắng, nhưng dù sao phong hiểm vẫn phải có, ta có thể đánh bạc 1 cân hồn nha. Ung Thiên Vận thoáng trầm ngâm, đáp. Tốt, vậy liền 1 cân. Mục Hoàng lạnh lùng nói. Bên ta ra 1 cân hồn nha, vậy Thiên Vận trưởng lão nên ra tiền đặt cược thế nào đây? Ung Thiên Vận mỉm cười nói. Ta sẽ hào phóng một chút. 5 lượng thiên chiếu khuyết kim. Thiên chiếu khuyết kim. Mục Hoàng trong lòng cả kinh, lộ ra vẻ mừng như điên ra, tựa hồ sợ đối phương đổi ý vậy, lập tức cười to nói. Ha ha, Thiên Vận trưởng lão quả nhiên sảng khoái, Hóa Thần Hải quả nhiên tài đại khí thô a. Hắn lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng, Mục gia thiếu hụt chính là loại tài liệu chân phẩm tuyệt thế này, 5 lượng thiên chiếu khuyết kim, đủ để tạo ra một thanh huyết khí cửu giai thượng phẩm rồi. Hơn nữa dùng vào huyền khí sẵn có để thăng cấp, cũng có thể gia tăng uy lực cực lớn, giá trị còn hơn xa 1 cân hồn nha. Mục Phong Hoa so sánh với Mục Hoàng thì tỉnh táo hơn nhiều, bình tĩnh nói. Thiên Vận trưởng lão ra giá lớn như vậy, hiển nhiên là cực kỳ tin tưởng vào phần thắng của Lý Vân Tiêu. Ha ha! Ung Thiên Vận lạnh nhạt cười nói.
Kỳ thật ta cũng rất tò mò, tu vị võ tôn làm sao có thể khắc chế cửu thiên đế khí được. Nhưng Khương Sở Nhiên ta hiểu rất rõ, là người làm việc phi thường ổn trọng cẩn thận, chưa bao giờ nói lung tung, cũng chưa bao giờ làm việc loạn. Thành Hồng Nguyệt những năm gần đây kinh doanh bất ôn bất hỏa, ổn trọng có tiến, cho nên chuyện hắn nói, ta là thập phần tin tưởng. Mục Phong Hoa nhẹ gật đầu, nói. Bát hoang cảnh võ tôn muốn ứng đối cửu thiên đế khí cũng không phải không có cách, nhưng Phong Tuấn cũng không phải cường giả bình thường a. Mỏi mắt mong chờ. Ung Thiên Vận cười nhạt một tiếng, trong mắt lại lóe ra tinh mang, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lý Vân Tiêu căn bản không biết mình đã trở thành công cụ kiếm tiền của người Khơ Cá, nếu biết thì nhất định sẽ xảo trá một phen. Giờ hắn đã đi theo Mục Phong Tuấn đến lầu 2 đại sảnh giao dịch, vậy mà có không ít người ở đó. Ở chính giữa là một trận pháp to lớn, trên đó treo một cái màn nước, bên trong chiếu hai võ giả đang chém giết, chiêu chiêu ngoan lệ, tựa hồ có thâm cừu đại hận, hơn nữa tất cả mọi người đều cười cười nói, xem cực kỳ vui vẻ. Hai đạo nhân ảnh trong màn nước đều có tu vị võ tôn đỉnh cao, hai người đứng trong một phương không gian độc lập đen kịt. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua trận pháp kia, trong lòng lập tức sáng tỏ, bắt đầu lưu ý đến tranh đấu giữa hai người. Dường như đã đánh đến khâu cuối, hai người đều cạn kiệt nguyên lực, trên người lộ ra vết máu loang lỗ. Một nam tử bạch y bên trái quét kiếm ra, một đoàn kiếm khí xoắn suýt thành đoàn như tơ tằm, ngân bạch chói mắt. Đánh một trận sinh tử, hôm nay phải có người chết. Hừ, phải chết cũng là ngươi, ta đã dừng ở võ tôn đỉnh phong lâu hơn ngươi 20 năm, lĩnh ngộ đối với quy tắc mạnh hơn xa ngươi. Nam tử thanh y ở bên phải ra sức giơ trường kiếm lên. Trên thân kiếm tuôn ra một đoàn nguyên lực, cả người hóa thành mũi tên, giống như bay đánh úp về phía nam tử bạch y. Dùng thân hóa kiếm, kiếm khí như hồng. Phanh! Hai kiếm đụng vào nhau, bắn ra một đoàn nguyên khí chân lực, như vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, thoáng cái cuốn lấy cả hai người vào trong. Phốc! Phốc! Hai người từng người phun ra một búng máu, bị đánh bay ra. Nhưng trên người nam tử thanh y nam tử có chiến giáp. Nhưng nó cũng phanh một tiếng nứt vỡ mất, sắc mặt nam tử thanh y trở nên cực kỳ khó coi, trong đôi mắt phun ra lửa giận. Ha, ha ha, chiến giáp ngươi vẫn lấy làm tự hào đã không còn nữa, ta xem ngươi còn đấu với ta thế nào đây. Nam tử bạch y lần nữa phun ra một ngụm nguyên khí, kiếm khí một phân thành hai, lộ ra âm dương luân chuyển, hóa thành một đạo thái cực chi quang, lâm không chém xuống. Phanh, trong mắt nam tử thanh y hiện lên một tia yêu dị. Một tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên quang mang bạch sắc, một kiện chiến giáp màu trắng đột nhiên hóa thành thật thể mà ra, ngăn trước kiếm mang kia. Phanh! Chiến giáp đã bị rung mạnh, trực tiếp lui về trong cơ thể nam tử thanh y, hắn không cách nào thừa nhận tất cả lực lượng, phun ra một búng máu tươi, nhưng trên mặt lại lộ ra dữ tợn. Cái gì? Chiến giáp của ngươi? Nam tử bạch y lập tức trừng lớn mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ha ha ha, ai nói cho ngươi biết lão tử chỉ có một kiện chiến giáp hả? Mười mấy năm qua, ngươi cho rằng thời gian của ta đều sống trên lưng chó sao? Đi chết đi! Trên mặt nam tử thanh y lộ ra vẻ băng lãnh, một đạo kiếm IS bén nhọn đến cực điểm bắn đến, trực tiếp phá vỡ lồng ngực nam tử bạch y, trường kiếm xuyên qua giữa trái tim, ánh mắt nam tử bạch y lộ ra vẻ tuyệt vọng, dần mất đi sắc thái. Phanh! Nam tử thanh y rót nguyên lực vào trong kiếm. Không chút lưu tình trực tiếp chấn ra, khiến thân thể nam tử bạch y bị tạc nát bấy tại chỗ. Sau đó hắn bắt lấy chuôi bảo kiếm đã trở nên vô chủ của đối phương, thu vào. Mặc dù chỉ là huyền khí bát giai, nhưng đối với những võ giả này mà nói, cũng là một tài phú lớn lao, không phải ai cũng có thể so với Lý Vân Tiêu được. Hô, thắng, rốt cục phân ra thắng bại rồi, ta xem cũng mỏi cổ rồi. Trọn vẹn đánh đến 5 canh giờ a. Thực lực hai người này kém rất ít. Ân, nếu không phải của ai nam tử thanh y nhiều hơn, sợ rằng chết là hắn rồi. Ha ha, dưới tình huống thực lực tương đương, liều không phải là của cải sao. Rất nhanh, màn nước ở trung ương biến mất, trên trận pháp hội tụ ra một đạo quang mang, cánh cổng ánh sáng dần dần hiện ra, nam tử thanh y chiến thắng từ trong đó đi ra, trong mắt tràn đầy may mắn và vui sướng sống sót sau tai nạn. Một gã lão giả đi tới. Lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn, nói. Ngươi thắng, viên thuốc này là của ngươi. Ha ha, thật tốt quá. Nam tử thanh y giao phó đủ tiền, một bà túm lấy đan dược kia, liền gạt đám người ra, bỏ chạy ra ngoài,
hiển nhiên là không muốn dừng lại quá lâu. Tốt rồi, đánh xong, tất cả giải tán đi. Một gã lão đầu ngồi trong góc thì thầm nói. Nếu còn muốn đánh thì đến chỗ ta báo danh đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quét qua, trên người lão nhân kia một cổ lực lượng nhàn nhạt bắn thần thức hắn ra, hiển nhiên là một cao thủ. Ta muốn chiến. Mục Phong Tuấn lớn tiếng quát, lập tức khiến tất cả mọi người đang muốn tiến lên đều dừng bước. Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, híp mắt nói. Hắc hắc, tiểu tử thực lực không tầm thường a, người muốn chiến ai? Là ai không có mắt như vậy chọc vào ngươi? Mục Phong Tuấn lạnh lùng khẽ hừ, thò tay chỉ tới Lý Vân Tiêu ở sau lưng, nói. Chính là hắn, ghi giấy sinh tử. Ân. Lão đầu nhìn ra sau lưng Mục Phong Tuấn, muốn nhìn một chút người không có mắt kia là ai, vừa hay nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, sau khi trầm tư một lúc đột nhiên a một tiếng, giật mình nói. Ngươi là Lý Vân Tiêu? Cái gì, Lý Vân Tiêu? Người trong cả sảnh đường đều kinh hãi hoảng sợ nhìn qua, nguyên một đám lộ ra khiếp sợ và thần sắc hưng phấn, thiếu niên kia muốn khiêu chiến dĩ nhiên là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân danh Dương Thiên Hạ sao? Đồng thời, trong lòng mọi người đều có một dấu chấm hỏi lớn, tiểu tử này khiêu chiến Lý Vân Tiêu, đây không phải muốn chết sao? Mục Phong Tuấn lại không cho là vậy, Dương Dương đắc ý nói. Không sai, ta muốn chiến chính là tên lừa đảo lừa đời lấy tiếng, hữu danh vô thực này, cái gì mà nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân chứ, hôm nay ta liền muốn ở trước mặt mọi người vạch mặt hắn. Tất cả mọi người mặt hiện hắc tuyến, đặc biệt là trong đó có không ít người còn tận mắt thấy qua Lý Vân Tiêu chiến đấu. Đều không nhịn được cười ha ha. Ha ha, mao đầu tiểu tử ở đâu xuất hiện, còn ký giấy sinh tử, người không biết không sợ a? Ai, đầu năm nay, hơi có chút thực lực liền tự cho là đệ nhất thiên hạ, nhân tâm bất cổ a. Đợi lát nữa hy vọng đừng bị dọa cho té đái mới tốt, ha ha. Xem một chút đi, đã dám khiêu chiến Lý Vân Tiêu, như vậy chung quy cũng sẽ có chút thực lực, nói không chừng có thể trèo chống được một chiêu nửa thức cũng nên. Đậu bức mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Các loại thanh âm trào phúng và giễu cợt nổi lên bốn phía, khiến sắc mặt Mục Phong Tuấn đại biến, giận dữ hét. Tất cả im miệng cho ta, người gọi là đệ nhất nhân trong mắt các ngươi, đợi lát nữa ta liền mang theo đầu lâu của hắn, cho các ngươi cười cho đủ. Lão đầu phụ trách đăng ký cũng cười đến không khép miệng, vội hỏi. Đúng vậy, đừng nghe bọn họ nói bậy. Tranh thủ thời gian giao nguyên thạch ký giấy sinh tử đấu võ đi, ta vẫn rất coi trọng ngươi đấy, giáo huấn tên gọi là đệ nhất nhân này đi. Mục Phong Tuấn nghe vào tai cảm thấy không biết tư vị gì, trên mặt phủ một tầng băng xương, lạnh lùng nói. Đợi lát nữa ta sẽ khiến tất cả các ngươi câm miệng. Hắn giao đủ nguyên thạch, lập tức ký lấy tên mình lên giấy sinh tử. Lý Vân Tiêu nhìn khế ước kia, cũng ký tên vào. Lão đầu nhìn một chút. Liền thu hồi khế ước, chỉ vào truyền tống trận trong sân, cười tủm tỉm nói. Vào đi thôi, nó sẽ tự động truyền tống các ngươi đến không gian chiến đấu. Hắn có phần có thâm ý nhìn Mục Phong Tuấn, vui tươi hớn hở nói. Chàng trai, hung hăng đánh hắn, không cần cho ta mặt mũi. Đám người đứng ngoài xem đều lộ vẻ châm chọc, Mục Phong Tuấn sắc mặt tái nhợt, hừ mạnh một tiếng, định đi vào liền trực tiếp động sát chiêu lấy mạng Lý Vân Tiêu. Hung hăng tát vào mặt những người này. Mấy người trong phòng khách quý trong phòng nhìn vào màn nước, biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Ung Thiên Vận Thủy Trung bảo trì vẻ tươi cười, khẽ dựa vào trên mặt ghế êm, phẩm lấy trà thơm. Mà trên mặt Mục Hoàng lại tràn đầy mỉa mai, cười nhạo nói. Đám ếch ngồi đáy giếng này, chẳng lẽ võ giả trên đại lục ánh mắt đã trở nên thiển cận vậy rồi sao? Ung Thiên Vận lạnh nhạt cười nói. Đáng tiếc a. Đáng tiếc Hoàng trưởng lão chỉ đánh bạc với ta, nếu như đi ra ngoài mở sòng, đoán chừng lần này đi ra thu hoạch lớn nhất không phải là giao dịch với hóa thần hải chúng ta, cũng không phải đi địa lão thiên hoang, mà là đánh bạc thắng rồi. Mục Hoàng lạnh lùng nói. Ung Thiên Vận, ngươi không cần mỉa mai âm dương quái khí như thế. Đó là vì ngươi không biết thực lực Mục Phong Tuấn, đợi lát nữa ngươi dù muốn khóc cũng không được đâu. À, vậy ta xin rửa mắt nhìn xem. Ung Thiên Vận không nói thêm gì nữa, vẻ vui vẻ trên mặt lại không giảm, phối hợp uống trà lấy. Mục Phong Hoa một mực chưa từng mở miệng thì vẫn im im lặng lặng đứng ở đằng kia, ánh mắt dừng lại trên màn nước, cũng chưa hề động, giống như một tượng gỗ vậy.
Lý Vân Tiêu và Mục Phong Tuấn lần lượt đi vào trong trận pháp, quang mang chuyển đổi không gian sáng lên, hai người rất nhanh đã bị đưa vào trong không gian đen kịt, ở đây vô cùng to lớn, vô biên vô tận, rất thích hợp cho chiến đấu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ngửi lấy, tựa hồ có chút không thoải mái, mùi máy cực kỳ nồng đậm lan tỏa trên không, nơi đây giết chóc quá nặng, hiển nhiên không chỉ có hai gã nam tử lúc trước chém giết, có lẽ đã chết qua không ít người rồi. Ân oán tình cừu, giết người cướp của, thiên võ giới mỗi ngày đều có đại lượng võ giả chết đi. Lý Vân Tiêu, lừa đời lấy tiếng hôm nay phải kết thúc rồi. Mục Phong Tuấn sau khi bước vào không gian thi đấu khí thế cả người đã tản ra, tuy rằng bị mọi người mỉa mai cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng thần sắc trên mặt vẫn lạnh như băng, không có nửa điểm tình cảm. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta có lừa đời lấy tiếng hay không, tựa hồ không quan hệ gì tới ngươi a. Nếu muốn phạt gian trừ ác, trên đời nhiều chuyện bất bình bất công như vậy, sao không thấy ngươi rút đao tương trợ chứ? Hừ, nhiều lời vô ích, dù có khua môi múa mép như lò xo, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Mục Phong Tuấn hiện giờ tập trung tinh thần muốn dùng hắn để lập uy, đánh vào miệng đám người trào phúng hắn, năm ngón tay nắm chặt, cả người hóa thành một đạo quang mang vọt lên. Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo hàn quang, thiên thu bá đao hiển hiện trong tay trái kéo lấy chân long chi lệ chậm rãi kích hoạt bá đao, ở phía sau của hắn dần dần hiện ra hư ảnh đại thi biệt, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cổ đao khí này, Mục Phong Tuấn đầu tiên liền cảm thấy không tốt, trong lòng cả kinh. Đao mang kia lóe ra khiến cho động tác của hắn cũng có chút cứng ngắc. Mấy người trong phòng khách quý đồng tử đột nhiên hơi co lại, mở to hai mắt, không nháy mắt lấy một cái nhìn xem. Tuy rằng Ung Thiên Vận cực kỳ tự tin đối với Lý Vân Tiêu nhưng hắn cũng rất tò mò tiểu tử này đến cùng vì sao lợi hại như thế. Lực lượng thiên thu bá đao càng ngày càng mạnh, đại thi biệt chỉnh thể đều hiện lên ra, một thanh kiếm hình và bản thể thi biệt giao nhau thoáng hiện. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia cười lạnh, nói. Chỉ một cổ khôi lôi cũng làm càn trước mặt ta, làm trò cười cho người trong nghề. Cái gì? Mục Phong Tuấn trong lòng kinh hãi, không thể tưởng được thì ra đối phương đã sớm nhìn thấu khôi lỗi thuật của mình. Chỉ thấy thì biệt đao chém ra, toàn bộ không gian đều bị phong tỏa dưới một đao kia, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, trên mặt hắn vẫn lộ thần sắc lạnh như băng. Rốt cục cũng tan vã dưới đao mang rực rỡ, lập tức hóa thành hạt bụi. Hừ, trốn trong không gian trận pháp khôi lỗi sao? Lý Vân Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay khi Mục Phong Tuấn tan thành mây khói, không gian có chút chấn động, một gã thiếu niên ngân y mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ lộ ra chân dung. Lý Vân Tiêu vươn tay, đại thi biệt sau khi chém ra một kích lâm không xoay quanh, đao mang như biển, tiếp tục nghiền áp xuống. Thiếu niên kia chính là chân thân Mục Phong Tuấn chính thức, sắc mặt rốt cục không phải còn lạnh băng chết lặng nữa, mà trở nên kinh hãi, hắn phi tốc hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái khôi lỗi màu vàng cự đại liền xuất hiện trước người. Mục Phong Tuấn không ngừng pháp quyết, gào to nói. Bạo toàn tinh vân. Khôi lỗi vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt, một đạo nguyên lực bạo xoáy ra, phảng phất như một mảnh tinh thần vân hải, mãnh liệt đánh ra ngoài. Cái gì? Nhanh như vậy đã dùng tới chiêu bạo toàn tinh vân rồi sao? Không gian khách quý, sắc mặt Mục Hoàng có chút khó coi, trong mơ hồ tựa hồ cảm thấy có chút không ổn rồi. Chứng minh một đao kia của Lý Vân Tiêu đã mang đến cho Mục Phong Tuấn áp lực quá lớn, bởi vậy mới phải lập tức dùng ra tuyệt kỹ. Oanh! Lực tinh vân xoay tròn kia đụng vào với đao hải của đại thi biệt, lập tức hóa ra hai đạo không gian phân biệt rõ ràng, đè ép lấy nhau. Mà chỗ hai đạo lực lượng tương giao, linh áp cường đại đan vào thôn phệ lẫn nhau, tựa hồ có dấu hiệu đánh vỡ cân đối. Ồ, có chút ý tứ, vậy mà có thể tiếp được cú chém của thiên thu bá đao. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quyết biến đổi, quát khẽ. Thiên thu nhược tuyết, bán tịch như mộng, nhất đao chấn hồn. Trên đại thi biệt kia lập tức hiện ra ba ma ha cổ văn màu vàng, thân hình thi biệt lập tức trướng lớn, đao mang như hải, uy lực tăng gấp đôi. Trực tiếp ép vào trong không gian tinh vân kia. Sắc mặt Ung Thiên Vận trong phòng khách quý đột nhiên đại biến, vẻ vui vẻ một mực thong dong bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất, mà đổi thành một loại khiếp sợ và hoảng sợ cực độ, dừng ở ba ma ha cổ văn kia, trong mắt lóe ra tinh mang đến. Ba ma ha cổ văn này đúng là các công kích tinh thần ghi lại trên hạt châu long cốt, Lý Vân Tiêu vận dụng nó lên thiên thu bá đao, liền dễ dàng mô phỏng nhất kiếm tuế nguyệt chấn hồn ca của chữ Khả Nguyệt.
tuy rằng uy lực cả hai vẫn khác biệt ngày đêm, nhưng chung quy cũng có chút hàm xúc chấn hồn. Đùng đùng, đao mang kia như lôi điện bắt đầu không ngừng xâm nhập vào trong không gian tinh vân, đao khí trải ra như dây leo, chỉ một chút đã triệt để đánh tan không gian tinh vân. Ầm ầm, không gian tinh vân triệt để tán loạn, kiếm hình do đại thi biệt biến thành lập tức lướt qua, trực tiếp chém lên trên người khôi lỗi màu vàng khôi lỗi kia. Phanh, khôi lỗi màu vàng nổ bung, bị đao mang tạc cho phấn thân toái cốt. Mục Phong Tuấn triệt để ngốc trệ, trong đầu trống rỗng, một chiêu mạnh nhất của mình đã bị đối phương dễ dàng nghiền áp như thế, khiến hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tin, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, trơ mắt ếc ra nhìn đao mang kia rơi xuống, trong mắt một mảnh sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng yết hầu dưới cơn sợ hãi tử vong đã kinh hãi đến không phát ra thanh âm nổi nữa rồi. Sát ý trong mắt Lý Vân Tiêu không giảm, ngay lúc muốn giết Mục Phong Tuấn, đột nhiên một đạo thanh âm dồn dập truyền đến, nói. Dừng tay, đừng giết hắn. Lý Vân Tiêu ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt hiện ra một tia cười lạnh ra, nhìn qua nơi không biết bên ngoài hư không kia, mỉa mai nói. Ngươi là thứ gì, ngươi nói không giết thì không giết sao, ta liền giết cho ngươi xem. Đao mang thế chém không giảm, muốn triệt để chém Mục Phong Tuấn thành mảnh vỡ. Ta là Ung Thiên Vận của Hóa Thần Hải, thả hắn một mạng, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đạo thanh âm kia TANG lúc kinh hãi, lập tức ném ra ngoài thân phận của mình, vội vàng nói. Người này cũng là có lai lịch lớn, tất cả từ từ nói. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, rốt cục ngừng đao thế lại, chỉ quyết khẽ điểm, lập tức thu thiên thu bá đao vào. Giờ phút này Mục Phong Tuấn đã triệt để sợ tráng váng, cả người một mảnh thương trắng như tờ giấy. Không còn chút huyết sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi và sợ hãi. Đám đệ tử thế gia lánh đời bọn hắn nguyên một đám thực lực đều không tầm thường, nhưng thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu chân chính và giác ngộ đối với tử vong, so với đám võ giả cả ngày chém giết bên bờ sinh tử trên đại lục Thiên Vũ vẫn có chênh lệch cực lớn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói. Người có một hậu trường không tệ, tạm thời có thể lưu lại một mạng rồi. Hắn quay người muốn rời khỏi không gian thi đấu. Đột nhiên không trung có vô số quang mang màu vàng hội tụ đến, ở trước người Mục Phong Tuấn ngưng tụ thành một cái kim cầu, không ngừng tăng lớn, khôi lỗi màu vàng bị chém phấn thân toái cốt vậy mà phục hồi như cũ, chỉ là linh khí kém hơn trước rất nhiều. Ký ức nguyên kim. Trong khôi lỗi này thậm chí có cả ký ức nguyên kim có thể vô hạn chữa trị bản thân. Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, lập tức trong mắt sáng ngời, vung tay lên liền chụp khôi lỗi màu vàng kia qua, trực tiếp ném vào giới thần bi. Nhìn Mục Phong Tuấn muốn phản kháng, cười lạnh nói. Khôi lỗi kia không tệ, ta thích, ta muốn rồi. Ta thích, ta muốn. Ngắn ngủn mấy chữ, đem một câu nói của Mục Phong Tuấn ngăn ở yết hầu, muốn nói lại không biết nói như thế nào, trơ mắt nhìn đối phương thu lấy khôi lỗi của mình, đắc ý rời đi. Một cảm giác vô tận biệt khuất và nhục nhã lan tràn ở trong lòng, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hai mắt càng đầy tơ máu, một mảnh đỏ bừng. Ha ha, Hoàng trưởng lão, thật không có ý tứ, một cân hồn nha cầm đến đây đi. Ung Thiên Vận sung sướng cười ha hả, không chút khách khí vươn tay ra đòi. Mục Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ không ra Mục Phong Tuấn dĩ nhiên thua, nhưng lại thua triệt để như thế, nhanh như vậy, so với dự đoán hoàn toàn khác nhau. Hắn cắn răng cả giận nói. Lý Vân Tiêu cũng bất quá là dựa vào huyền khí kinh người mà thôi, thực sự là có tiếng không có miếng. Ha ha, có tiếng mà không có miếng hay không ta mặc kệ, cũng không phải chuyện ta suy tính. Trong mắt Ung Thiên Vận quang mang lóe lên một chút, không biết đang suy nghĩ điều gì, lúc này chỉ là cười nói. Ta bây giờ muốn suy tính là hồn nha nhiều như vậy, nên dùng như thế nào a? Ha ha, trên mặt vẻ đắc ý không cố kỵ chút nào hiển hiện ra. Hừm, Mục Hoàng tức tới sắc mặt tím đen, trực tiếp ném ra một cái túi chữ vật. Bắp thịt trên mặt rõ ràng co quắp vài cái, cực kỳ khó coi. Mục Phong Hoa cũng một mực trầm tư, tựa hồ còn đang yên lặng ở trong một trận chiến lúc trước, dần dần mới hồi phục tinh thần lại, hướng phía Ung Thiên Vận cúi đầu, nói. Đa tạ Thiên Vận đại nhân nói cứu giúp xá đệ. Ung Thiên Vận khẽ cười nói. Khôn có gì, ta cũng là muốn tốt cho mình, nếu là xá đệ đã chết, Hoàng trưởng lão sợ rằng lập tức xông ra giết người. Một cân hồn nha của ta cũng sẽ ngâm nước rồi. Mục Hoàng hừ lạnh nói. Giết người đó là khẳng định nhưng hồn nha của ngươi ta cũng sẽ không quyệt nợ.
coi thường Mục Hoàng ta nói không giữ lời sao? Ung Thiên Vận cười nói. Danh tín của Hoàng trưởng lão ta tự nhiên là tin được. Chỉ là ngươi xông ra giết người, sẽ phá hủy quy củ của Hồng Nguyệt Thành, sợ là đảo mắt liền trở thành tù nhân của Hồng Nguyệt Thành bị giam lại rồi, hồn nha của ta đây có thể tìm ai để đòi. Mục Hoàng hơi biến sắc mặt, hừ nói. Hồng Nguyệt Thành tuy rằng thế lớn, nhưng ta còn không e ngại. Ha ha! Ung Thiên Vận mỉm cười, không hề cùng hắn tiếp lời, mà là nhìn thoáng qua Mục Phong Hoa, khá có thâm ý hỏi nói. Phong Hoa công tử, một trận chiến vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào? Đổi thành ngươi mà nói, có thể chiến thắng hay không? Trong con ngươi bình tĩnh của Mục Phong Hoa đẩy ra một tia rung động, nhẹ giọng nói. Rất mạnh, Lý Vân Tiêu thực sự rất mạnh, rất chờ mong có thể cùng hắn đánh một trận đấy. Hắn nói tựa hồ cực kỳ dễ dàng, nhưng hai tay chắp ở sau lưng, lại là gân xanh bạo lộ, huyết dịch trong cơ thể dần dần nóng lên. Không gian Lý Vân Tiêu và Mục Phong Tuấn lần lượt đi ra tỷ đấu, rất nhiều người điên cuồng xông lên khen ngợi, cổ vũ hưng phấn, nhưng ở dưới ánh mắt băng lãnh của Lý Vân Tiêu đảo qua, tất cả đều hoảng sợ trở ra. Ngay sau đó chờ Mục Phong Tuấn đi ra, các loại thanh âm trào phúng và châm biếm nổi lên bốn phía. Mục Phong Tuấn kinh ngạc thất thần. Chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, một búng máu tức giận phun ra tại chỗ, té lăn trên đất ngất đi. Một trận chiến này đã chọc cho không ít người chú ý, Lý Vân Tiêu không muốn tạo ra phiền toái quá lớn, mau chóng rời khỏi lầu 2, muốn đi ra khỏi phòng khách giao dịch. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ngăn ở trước người hắn, là một gã nam tử trẻ tuổi toàn thân ở trong hắc bào, sắc mặt tuấn lãng, trước ngực treo một huy chương thuật luyện sư, bày biện ra đồ án phức tạp. Lý Vân Tiêu liếc mắt liền nhận ra là Lục Giai Huy Chương. Vân Tiêu đại nhân, gia sư cho mời nhất tự. Nam tử trẻ tuổi thập phần khiêm tốn lễ độ nói, trên mặt một mảnh dáng vóc tiểu tụy. Thân là thuật luyện sư, có thể ôn văn nhĩ nhã như vậy quả thật là hiếm thấy. Lý Vân Tiêu nói, sư phụ của ngươi có phải là Ung Thiên Vận? Nam tử trẻ tuổi sửng sốt, lập tức vội hỏi. Đúng vậy. Hắn hiếu kỳ nói. Lẽ nào đại nhân nhận thức sư tôn của ta? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Trước đây nhận thức, hiện tại không nhận ra. Nam tử trẻ tuổi suy nghĩ chốc lát, không rõ ý tứ của những lời này, chỉ có thể cười nói. Vân Tiêu đại nhân nói đùa rồi, vẫn xin mời đi theo ta. Lý Vân Tiêu đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền đi vào một trong một căn phòng khách quý, bên trong lại có thể thấy được hình ảnh của cả đại sảnh giao dịch, nam tử trẻ tuổi nói. Vân Tiêu đại nhân còn xin chờ chốc lát, gia sư lập tức sẽ đến. Lý Vân Tiêu chau mày một cái, nói. Hắn muốn gặp ta, còn muốn ta chờ hắn. Xin lỗi, thời giờ của ta rất quý báu. Nếu hắn không ở đây, vậy lần sau để tự hắn tới gặp ta đi. Lý Vân Tiêu không chút khách khí, xoay người liền muốn rời khỏi. Cái này, nam tử trẻ tuổi kia triệt để ngây ngốc, bao nhiêu nhất phương bá chủ, tông sư một phái. Muốn gặp sư tôn của mình một lần, cho dù chờ thêm một năm nửa năm đều là không hề có nửa câu oán hận, hơn nữa tự giác thập phần vinh hạnh. Lý Vân Tiêu để hắn chờ chỉ chốc lát lại vẫn không vui, còn muốn cho sư tôn tự mình tới cửa đi gặp hắn. Hắn cho rằng mình là ai a? Bảy đại tông chủ hay là thập đại vũ đế? Thao! Nam tử trẻ tuổi vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn cũng không nhịn được ở bên trong lòng nổi lên ý nghĩ thô tục, rất muốn xông tới từ phía sau lưng đáp cho hắn mấy viên gạch. Vân Tiêu đại nhân, Vân Tiêu đại nhân, chậm đã. Nhưng hàm dưỡng cực cao vẫn để cho hắn nhịn được, thập phần lễ phép chạy lên ngăn cản Lý Vân Tiêu, giải thích. Gia sư thoáng có việc trì hoãn, rất nhanh thì sẽ đến. Hắn có chút hoài nghi nói. Ngươi thực sự nhận thức gia sư. Gia sư là hóa thần hải trưởng lão, cửu giai đại thuật luyện sư Ung Thiên Vận. Nam tử trẻ tuổi cảm thấy thập phần bức thiết phải nói rõ thân phận và địa vị của sư tôn mình. Về phần Lý Vân Tiêu nhận thức Ung Thiên Vận kia nhất định là một người khác. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc thêm hắn một cái, lười nói thêm câu nào, trực tiếp liền đi ra ngoài. Ha ha, Vân Tiêu công tử lẽ nào không có tính nhẫn nại sao? Tiếng cười của Ung Thiên Vận truyền đến, phía sau còn đi cùng với một người trung niên nam tử, hai người vài bước đã đi lên phía trước, đứng ở trước mặt Lý Vân Tiêu, gương mặt tươi cười. Lý Vân Tiêu nhìn Ung Thiên Vận một cái. Nội tâm có loại cảm giác buồn bực vô cớ, kiếp trước tuy rằng cùng với Ung Thiên Vận cũng không phải quá quen biết, nhưng đều là hóa thần hải trưởng lão, coi như là đồng nghiệp, cảnh còn người mất,
nghĩ không ra lần thứ hai gặp mặt sẽ là quang cảnh như vậy. Lúc trước dưới đao Lưu Mục Phong tuấn một mạng, Ung Thiên Vận cho rằng là uy danh của mình trấn nhiếp được Lý Vân Tiêu, mà trên thực tế bất quá là Lý Vân Tiêu xem ở phần tình nghĩa ngày xưa cộng sự mới thủ hạ lưu tình. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, đây đều là Thiên Vận trưởng lão cái giá quá lớn, ta mới mất đi tính nhẫn nại. Ung Thiên Vận sửng sốt, âm thầm kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu nhiều thêm vài lần, vốn cho là mình xuất hiện, đối phương thế nào cũng sẽ thụ sủng nhược kinh, chỉ ít trên lời xã giao sẽ khách khí, nghĩ không ra dĩ nhiên chỉ trích chính mình tới chậm. Nhưng hắn dù sao cũng là cửu giai đại thuật luyện sư, tự nhiên sẽ không tính toán như thường, hơn nữa vừa thắng một cân hồn nha, tâm tình thật tốt, cười nói. Cũng không phải là ta cái giá quá lớn, mà là đích xác có việc trì hoãn. Vị này chính là Hồng Nguyệt Thành thuật luyện sư nghiệp đoàn hội trưởng, cũng là đại đệ của ta Tử Phủ Vũ. Hắn giới thiệu một chút tên trung niên nam tử sau lưng kia, Phủ Vũ gương mặt cung kính, vô luận là đối với Ung Thiên Vận, hay là với Lý Vân Tiêu, vội vàng tiến lên nói. Có thể quen biết được Vân Tiêu công tử, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Phủ Vũ đã từng chính mắt thấy Lý Vân Tiêu cùng Nhuận Tường đánh một trận, nội tâm là 100% vui lòng phục tùng. Thời khắc này cung kính cũng là phát ra từ nội tâm phế phủ. Tuổi của hắn nhìn qua tựa hồ so với Ung Thiên Vận còn lớn hơn, kỳ thực hai người tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, nhưng thuật đạo lấy người thành đạt làm đầu, Phủ Vũ bất quá là bát giai thuật luyện sư. Thuật luyện sư nghiệp đoàn ở Hồng Nguyệt Thành lực lượng thập phần bạc nhược, sách lược của Hồng Nguyệt Thành là phát triển thương nhân, mà chèn ép môn phái thế lực. Do đó ở Hồng Nguyệt Thành thương gia trăm hoa đua nở, mà thương minh bảy đại lâu dài ban trị sự thành viên đều thập phần suy nhược, thuật luyện sư công hội ảnh hưởng cũng cực nhỏ. Tên nam tử trẻ tuổi kia lại là gương mặt vẻ cổ quái, sư huynh của mình nói như thế nào cũng là bát giai đại thuật luyện sư, thế nào nhìn thấy người trẻ tuổi này cũng cung kính như vậy, khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Ung Thiên Vận nhìn hắn một cái, cười nói. Đây là người tử thứ hai đệ của ta là Tu Nhiên, lúc trước thật thất lễ, mong rằng Vân Tiêu công tử chớ trách. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hai người này một cái, nói. Đệ tử của ngươi cũng còn rất lễ phép, cũng không có chỗ thất lễ, thất để ý có khác người khác. Ung Thiên Vận cười ha hả, cười nói. Đã như vậy, chúng ta đây đi vào nhất tự đi. Hắn đâu biết rằng Lý Vân Tiêu nói thất ý chính là hắn, ngắn ngủi ở chung, hắn đã biết đại khái đối phương là một người thế nào, nói thêm gì đi nữa bản thân cũng thật mất mặt, vì vậy lập tức đổi chủ đề. Bốn người cộng đồng đi vào trong phòng quý khách, Ung Thiên Vận tiện tay đánh ra một đạo ấn quyết, đem bốn phía ngăn cách lại, để phòng ngừa có người nghe trộm. Ung Thiên Vận thấy Lý Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, nội tâm không khỏi cực kỳ tán thưởng, cười nói. Vân Tiêu công tử vừa rồi đánh một trận, thực lực hiển lộ mánh khóe, đã để ta mở rộng tầm mắt, thanh thi biệt chiến đao chắc này là đồ cổ đi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn thấu thiên thu bá đao bất phàm. Hiện nay trên đời sợ là không có mấy người luyện chế đi ra. Lý Vân Tiêu cười ha hả nói. Ha hả, bình thường thôi. Câu trả lời này không đến nơi đến chốn, để Ung Thiên Vận sửng sốt, chỉ cảm thấy một loại cảm giác không chỗ phát lực, chỉ đành khai môn kiến sơn đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên, nói. Ta vừa rồi xem Vân Tiêu công tử dưới một đao lại có ba văn tự tương tự với kim sắc khoa đầu hiện lên, không biết Vân Tiêu công tử có thể nhận biết ba chữ này hay không? Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, lo lắng nói. Nga, ngươi nói là ba ma ha cổ văn kia à. Ực, trong yết hầu của Ung Thiên Vận phảng phất như bị chặn lại một chút, cho rằng đối phương tất nhiên không nhìn được, không nghĩ tới so với chính mình nói còn muốn chuyên nghiệp hơn, ngượng ngùng nói. Đúng, chính là ma ha cổ kinh văn. Vân Tiêu công tử dĩ nhiên đối với loại văn tự này có hiểu biết. Không biết nắm giữ mấy tự, mấy chữ. Lý Vân Tiêu ngốc trệ một chút, cổ quái nói. Chữ này có cái gì kỳ quái sao? Ta từ nhỏ đã bắt đầu học A, đại khái nắm giữ mấy vạn chữ đi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, ba người đều là trợn muốn lồi tròng mắt ra, không có bất kỳ thanh âm gì. Nói đùa, Tu Nhiên rốt cục nhịn không được, mở miệng cả giận nói. Hiện nay phát hiện ma ha cổ văn cũng bất quá mới 400 lai chữ, ở đâu ra mấy vạn? Biểu tình cổ quái đờ đẫn của Lý Vân Tiêu hóa giải, lộ ra vẻ tươi cười lai, trong mắt hàm chứa nụ cười nhìn Tu Nhiên, nói. Nguyên lai hóa thần hải còn có ma ha cổ văn tự là 400 chữ, không biết có thể nắm giữ được bao nhiêu.
sắc mặt của ba người Ung Thiên Vận trong nháy mắt xám trắng, đặc biệt Tu Nhiên thoáng cái trở nên không có chút huyết sắc nào. Người trước mắt này quá giảo hoạt, vốn dĩ dự định tìm tòi gốc gác của đối phương, nhưng không nghĩ tùy tiện một câu đã bị đối phương đem gốc gác hóa thần hải đào đi ra. Ma Ha cổ kinh văn nghiên cứu vẫn luôn là một trong công việc tuyệt mật của hóa thần hải và thánh vực, năm đó Cổ Phi Dương thân là trưởng lão danh dự của hóa thần hải, cũng chưa từng biết được. Mà thầy trò ba người Ung Thiên Vận còn lại là nhân viên nghiên cứu hạng mục công việc này. Khụ, khụ khụ, Vân Tiêu công tử thật là giảo hoạt a. Ung Thiên Vận ho khan vài cái, che giấu sự xấu hổ của thầy trò ba người bọn họ, cười nói. Hóa thần hải đối với văn tự đã phát hiện, tự nhiên là nắm giữ đã không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói. Cũng thế, cũng thế. Ung Thiên Vận nội tâm buồn bực, nói. Vân Tiêu công tử hai chữ cũng thế này, không biết nên giải thích thế nào. Lý Vân Tiêu cười nói. Cùng với, không sai biệt lắm trong miệng ngươi là một ý tứ. Trong lòng Ung Thiên Vận có chút hốt hoảng, hắn ho khan vài cái, nghiêm mặt nói. Vân Tiêu công tử, ta hy vọng chúng ta có thể chân thành thoải mái nói chuyện một chút. Lý Vân Tiêu nói. Chân thành thoải mái này phải xem thành ý của Thiên Vận trưởng lão. Phủ Vũ có chút nhìn không được, vội hỏi. Vân Tiêu công tử, sư tôn ta coi như là nhân vật oai phong một cõi, tự mình đến cùng ngươi nói chuyện, đủ thấy thành ý. Lý Vân Tiêu nhíu đôi chân mày, nói. Được rồi, ta lại nhìn một chút xem các ngươi chân thành thoải mái như thế nào. Ung Thiên Vận gật đầu, nói. Thực không dám đấu giếm, Vân Tiêu công tử, tư liệu trong tay ta có một phần, từ ngươi ở Nam vực xuất thân, mãi cho đến đánh bại Bắc Hải Nhuận Tường, đều có ghi lại, thậm chí ngay cả tổ tiên mấy đời của ngươi đều tra xét đi ra, thế nhưng trong đó có vài chỗ tin tức thập phần hàm hồ. Trên mặt Lý Vân Tiêu liền trầm xuống giống như băng xương, lạnh giọng nói. Ý của ngươi là để ta bổ sung đủ những tài liệu này. Ung Thiên Vận cảm thụ được lửa giận của hắn, cười nhạt một tiếng, nói. Vân Tiêu công tử trước tiên đừng nóng giận, điều tra căn nguyên của ngươi, chuyện này tuy rằng đáng khinh thường, nhưng ta tin tưởng sau một trận đánh tại Hồng Nguyệt Thành, bất kỳ một thế lực nào đều đang tiến hành. Nghe vào khó có thể tiếp thu, nhưng lấy trí tuệ của công tử hẳn là có thể hiểu. Chỉ bất quá hóa thần hải đều không tra được chi tiết, bọn họ sẽ càng không thể nào tra ra. Ung Thiên Vận nói đích xác không sai, Lý Vân Tiêu thứ nhì cũng sớm đoán được, sau một trận đánh tại Hồng Nguyệt Thành, thậm chí ở sớm hơn, thân phận của hắn khẳng định không ít người điều tra, nhưng một người ở trước mặt của hắn nói ra, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút tức giận. Lý Vân Tiêu tức giận nói, điều tra xảy ra điều gì, lại có thiếu sót gì? Nhìn ta một chút có thể bổ sung đầy đủ cho các ngươi được hay không? Ung Thiên Vận lộ ra một nụ cười khổ, bắt đầu nói rằng. Ở trên Già Lam học viện, Vân Tiêu công tử là một hoàn khố đệ tử 10 phần, thiên phú tu luyện tuy rằng đều không phải phế vật, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, vẫn luôn không có gì xuất sắc. Duy nhất một thứ hơi có chút coi được đó là ngươi và Trần Chân, Hàn Bách có một lần bị đám người Lam Phi khi dễ, vốn là phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi không biết phát điên thế nào, dĩ nhiên liều mạng đánh nhau, cuối cùng trái lại thắng cuộc. Đây là một chuyện xuất sắc duy nhất của ngươi trước khi tiến vào Già Lam học viện. Lý Vân Tiêu. Ung Thiên Vận nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Ở trong đám hoàn khố quý tộc của Thiên Thủy Quốc, ngươi và đám người Lam Phi tổng cộng xảy ra 173 lần đấu võ, chỉ thắng nổi chừng 30 lần, mỗi lần đều bị đánh rất thảm. Ừ, bại mà không ngã lòng. Vậy cũng là một loại thiên phú. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu phun ra lửa giận, cứ như vậy, hắn còn có một chút điểm bí ẩn riêng tư nào sao? Ung Thiên Vận khẽ tựa vào trên ghế nằm, cười nói. Đây là chỗ đáng sợ của công tác tình báo, từ lúc ngươi quật khởi, mấy thứ này sớm muộn cũng bị người điều tra rõ ràng. Sau khi ngươi vào Già Lam học viện, ngay từ đầu còn không có gì, tiếp tục làm người sợ hãi, vẫn bị khi dễ, cho tới bây giờ không hề thay đổi. Ung Thiên Vận tiếp tục nói. Thẳng đến. Lời nói của hắn vừa chuyển, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói. Thẳng đến ngươi lần đầu tiên đi thuật luyện sư nghiệp đoàn, sau đó cho thấy thiên phú thuật luyện cực cao, lúc này hết thảy đều bắt đầu không bình thường. Ung Thiên Vận nói. Vào lúc ngươi bày ra thiên phú thuật đạo, hẳn là đã xảy ra biến hóa, như vậy biến hóa này hẳn là xuất hiện vào trước lần đầu tiên ngươi đến thuật luyện sư nghiệp đoàn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Điều này nói rõ liễu cái gì?
Ung Thiên Vận cười nói. Tại sao lại phát sinh loại thay đổi này, chúng ta cũng không biết, kỳ thực cũng không trọng yếu, đây là điểm bí ẩn thứ nhất, nhưng còn có vài chuyện chúng ta cũng không hiểu rõ, tỉ như trên bầu trời Viêm Vũ Thành, Thiên Cầm Vũ Đế và Thần Khống Vũ Đế xuất hiện, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ta cũng không tin bọn họ là muốn tranh đoạt Viêm Vũ Thành linh khí chi địa. Điểm bí ẩn thứ ba đó là ở trung tâm yêu nguyên, trong vương tọa bảy kết giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong truyền thuyết siêu phẩm huyền khí Nặc Á chi thuyền có xuất thế hay không? Bí ẩn thứ tư, trên Tống Nguyệt Dương Thành, cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Hướng đi của người của yêu tộc và tứ cực môn, người của thương minh có phải đều đã chết hết? Bí ẩn thứ năm, Vân Thiếu một thân huyền khí, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Ung Thiên Vận nói một hơi, lúc này mới phát giác được trong ngực thoải mái hơn rất nhiều. Những thứ này đều là sự tình hóa thần hải sau khi đại lượng điều tra, mà vô pháp đạt được kết quả, làm cho cả hóa thần hải cao tầng đều khúc mắc thật lâu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Thiên Vận trưởng lão đây là đang tra khảo ta chăng? Ung Thiên Vận cười nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là những bí ẩn này thật là làm cho người ta khúc mắc, Vân Tiêu công tử có quyền lợi không trả lời. Sau một trận đánh tại Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu đã tiến nhập phạm vi quan sát trọng điểm của các thế lực lớn, đặc biệt một câu phán đoán kia của Khương Sở Nhiên, để tất cả mọi người nóng lòng lý giải lai lịch của hắn. Lý Vân Tiêu trầm tư sau một lúc, nói. Lẽ nào các ngươi sẽ không có một chút suy đoán của mình? Ung Thiên Vận cười nói. Vân Tiêu công tử quả nhiên cẩn thận, nhưng chuyện này quan hệ bí mật riêng tư của bản thân, cũng là bình thường. Suy đoán tự nhiên có, nói thí dụ như bí ẩn thứ nhất cùng bí ẩn thứ năm, chắc là cùng một việc dẫn đến, chúng ta phỏng chừng ngươi là chiếm được truyền thừa của một vị đại năng chi sĩ. Mà ngươi mới vừa rồi ở trong tỷ đấu không gian cùng với Mục Phong Tuấn đánh một trận sử dụng thanh chiến đao kia, càng thêm xác nhận điều phỏng đoán này. Thanh chiến đao này ta mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng dám khẳng định tuyệt đối là thượng phẩm cấp bậc cửu giai huyền khí, trong đương đại người có thể luyện chế ra được lác đác không có mấy. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Suy đoán này cùng với sự thật không kém lắm, còn lại ba bí ẩn, thứ cho ta cũng vô pháp trả lời. Trong mắt lóe lên Ung Thiên Vận lóe lên vẻ thất vọng, nhưng kết quả này cũng hợp tình hợp lý, nhân tiện nói. Tuy rằng nhìn như không có thu hoạch, nhưng ít ra là xác bí ẩn thứ nhất và thứ năm, coi như là hiểu được không ít điểm mà chúng ta nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói. Trong đó việc tại Tống Nguyệt Dương Thành ta ngược lại có thể giải thích một phen, lúc đó Đao Kiếm Tông Trần Phong rời đi, sau đó ta cũng hộ tống người của Thiên Nguyên Thương Hội sử dụng pháp bảo phá không đi. Kết quả cuối cùng, ta cũng rất muốn biết đấy. Nga, nói như vậy, ngoại trừ tứ cực môn và yêu tộc ra, sẽ không còn người nào biết được. Trên mặt Ung Thiên Vận hiện lên một tia ngưng trọng. Lý Vân Tiêu nói. Còn có Bắc Hải Nhuận Tường cũng là đồng bọn, nhưng tìm hắn tựa hồ so với tìm người của tứ cực môn và yêu tộc càng khó hơn đi. Ung Thiên Vận nói. Thánh vực đã phái hơn người qua tổng bộ tứ cực môn, kết quả là người đi nhà trống. Toàn bộ tài nguyên đều đã bị rời đi rồi. Bây giờ tứ cực môn đã thành một cái thùng rỗng, tuy rằng vẫn là vô cùng to lớn, nhưng hoàn toàn mất đi người tâm phúc. Hiện tại thương minh đang ở khua chiêng gõ trống chia cắt sản nghiệp của tứ cực môn, ngược lại đối với tìm kiếm hung thủ cũng không phải nóng lòng như vậy. Nga, thương minh cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, lại nói tiếp còn ở trên thánh vực và hóa thần hải, nếu là bọn họ muốn điều tra hung thủ, tuyệt đối không thể nào không có đầu mối. Lý Vân Tiêu hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm tư nói. Chẳng lẽ trong thương minh lần thứ hai có biến? Ung Thiên Vận cũng là suy ngẫm nói. Ngươi vừa nói như vậy, đích xác có vẻ như có vấn đề. Chuyện tại Tống Nguyệt Dương Thành cũng xảy ra một khoảng thời gian, đối với thương minh trùng kích cực lớn, không hẳn không có động tác mới đúng. Nhưng việc này chắc là thánh vực phụ trách, hóa thần hải chúng ta cũng không nhiều tâm tư như thế. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng, nói. Không nhiều tâm tư như vậy, còn cùng với ta bày ra ra năm bí ẩn lớn. Ung Thiên Vận cười to nói. Ha ha, Vân Tiêu công tử không cần đối với ta có mang kiêng kỵ, dù sao ta là không có ác ý. Hơn nữa Vân Tiêu công tử cũng là lĩnh huy chương thuật luyện sư của hóa thần hải ta, theo quan sát của ta, công tử hiện tại đã là bát giai tồn tại đi. Cái gì? Sau lưng hai gã đệ tử đều là thất kinh. Hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, đệ nhất nhân võ đạo nhân tài mới xuất hiện, lại còn là bát giai đại thuật luyện sư. Ung Thiên Vận cười khổ nói.
nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thực sự là không thể tin được. Không biết Vân Tiêu công tử lấy được là truyền thừa gì. Dĩ nhiên thuật võ song đạo đều kinh khủng như vậy, sợ là thuật đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng phải bị ngươi đoạt được. Hắn tựa hồ hiển lộ trong hồi ức, than thở. Ở trong trí nhớ của ta, mấy trăm năm qua duy nhất có thể ở trên song đạo đạt được thành tựu kinh người, chỉ có Phá Quân Vũ Đế cổ Phi Dương, mà nay ban ngày ta quan sát, Vân Tiêu công tử tương lai thành tựu tất nhiên còn ở trên cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói. Thiên vận trưởng lão đây là đang châm chọc ta đi. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết đan điền ta bị hao tổn, võ đạo căn cơ bị phá hủy, sau này khó lại tiến bộ thêm. Ung Thiên Vận cười nhạt một tiếng, nói. Đích xác có nghe đồn như vậy, ta bắt đầu cũng có chút tin tưởng, nhưng sau khi gặp công tử, cũng không tin. Ta không tin một gã thiên tài tuyệt thế sau khi bị hủy võ đạo căn cơ, còn có thể bình tĩnh đi dạo phường thị, tỷ đấu, cùng với ta nói chuyện phiếm như vậy. Ha ha, công tử lừa dối, rất cao minh a. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hừ nói. Có tin hay không là tùy ngươi, lẽ nào bị hủy võ đạo căn cơ, sẽ phải mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm. Ung Thiên Vận cười nói. Vân Tiêu công tử có dám để ta tìm tòi. Nếu là thật bị hủy võ đạo căn cơ, như vậy trong thiên hạ có hy vọng chữa cho tốt công tử, e rằng cũng chỉ có hóa thần hải ta rồi. Lý Vân Tiêu kiên quyết từ chối nói. Không cần, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lẽ nào thiên vận trưởng lão gọi ta đến chân thành thẳng thắn, chính là muốn ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho ngươi. Ung Thiên Vận nói. Đây chẳng qua là chuyện thứ nhất, thứ hai đó là ta lấy thân phận hóa thần hải trưởng lão, hiện tại chính thức mời Vân Tiêu công tử gia nhập hóa thần hải. Gia nhập hóa thần hải. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư, như thế ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt Ung Thiên Vận khẽ ngưng lại. Nhìn chăm chú vào biểu hiện biến hóa trên mặt Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói rằng. Theo ta được biết, Vân Tiêu công tử hiện nay vẫn chưa gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, lại nắm giữ Linh Sơn Bảo Địa như Viêm Vũ Thành, còn có đông đảo cửu giai huyền khí, cùng với danh hào chí cực bắt mắt. Hắn đạm nhiên cười nói. Ha ha, toàn bộ những điểm này, đều rất chọc người đỏ mắt a. Vân Tiêu công tử hiện tại giống như một tiểu hài tử ôm kim nguyên bảo, đi lại ở trong chợ bán đồ ăn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngươi xem đấy. Lý Vân Tiêu trầm tư không nói, điểm ấy hắn cũng đã ý thức được. Mặc dù mình cũng không phải là trái hồng mềm, nhưng đây không phải tất cả mọi người biết, hơn nữa chút thực lực ấy của mình, đặt ở trước mặt đại phái chân chính đích xác vẫn không đủ nhìn. Ung Thiên Vận rượt dây nói. Gia nhập hóa thần hải thật là chỗ tốt không cần nói cũng biết, có thể đạt được đại lượng tài nguyên chi trì, hơn nữa trong thiên hạ tuyệt không người dám trêu chọc. Lý Vân Tiêu nói, nghĩa vụ thì sao đây? Ha ha, nghĩa vụ tự nhiên cũng là có. Ung Thiên Vận nghiêm mặt nói, nếu gia nhập hóa thần hải, như vậy thì phải đem lợi ích của hóa thần hải cao hơn tất cả, bởi vì đây là mọi người chúng ta cộng đồng vinh quang. Lý Vân Tiêu nói, hiểu, chính là vì hóa thần hải, mạng cũng có thể không cần. Ung Thiên Vận bật cười khanh khách, nào có thảm như vậy, đợi được khi hóa thần hải cần ngươi bỏ mạng đi liều. Sợ rằng cũng sắp xong đời rồi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu là ta không gia nhập thì sao? Ung Thiên Vận đưa ánh mắt đến, thản nhiên nói. Vân Tiêu công tử là một người thông minh. Được rồi, ta lần này tới Hồng Nguyệt Thành tiện thể còn muốn kiêm xử lý một cái cọc án mạng. Hóa thần hải bát giai đại thuật luyện sư Ti Đức Viễn đại sư bị người hãm hại đến chết, không biết Vân Tiêu công tử có biết hung phạm hay không? Ung Thiên Vận cố ý đem hai chữ hung phạm cắn rất nặng. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Trong lòng Lý Vân Tiêu ầm thầm mắng vài câu, quả quyết nói. Ti Đức Viễn đại sư là bị Lôi Phong Thương hội hại chết, toàn bộ người của Hải Thiên Trấn đều chính mắt thấy, có hơn mấy chục vạn người chứng kiến, hung phạm đã bị Hải Thiên Trấn thành chủ Liêu Dương Băng đại nhân chấp pháp ngay tại chỗ, hẳn là không thể nghi ngờ. Nga, vậy cũng dễ dàng điều tra hơn một chút, rất lâu mắt thấy vị tất đã là thật. Tỷ như về chuyện Vân Tiêu công tử võ đạo căn cơ tổn hại, ta đã cảm thấy rất mơ hồ. Ung Thiên Vận vui vẻ cười nói. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Việc này có thể để cho ta suy nghĩ thêm được sao? Hắn kiếp trước coi như là người của hóa thần hải, đối với hóa thần hải vẫn có tình nghĩa nhất định, chỉ bất quá bây giờ thực lực quá yếu, một ngày vào hóa thần hải sẽ cơ bản tùy ý làm thịt. Hai người hợp tác đối tượng,
nhất định phải có thực lực không sai biệt lắm, mới có thể bảo đảm công bình, bằng không một bên thực lực quá yếu, sẽ chịu thiệt càng lớn hơn. Đương nhiên có thể. Thấy Lý Vân Tiêu không có làm ra cự tuyệt, Ung Thiên Vận còn là tương đối hài lòng, trên tay hắn quang mang hơi chớp động, lập tức hiện ra một tấm huy chương tinh xảo, lộ ra lực lượng cực mạnh, nói. Tấm huy chương này là bát giai thuật luyện sư, xin Vân Thiếu hãy nhận lấy. Phía sau hai gã đệ tử đều giật mình, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bình thường thuật luyện sư tấn cấp đều phải cần khảo hạch, đặc biệt bát giai thuật luyện sư giai vị cao như vậy, càng không thể qua loa, mà sư phó của mình dĩ nhiên trực tiếp đem huy chương tặng người. Huy chương thuật luyện sư ở dưới lục giai đều chỉ là một tượng trưng mà thôi, nhưng từ lục giai bắt đầu đều là lựa chọn nhân tài cực kỳ chân quý, đối với thời gian luyện chế có tác dụng phụ trợ nhất định, bản thân nó cũng là một kiện huyền khí loại nhỏ. Ung Thiên Vận giới thiệu, nói. Vân Thiếu chỉ cần đem một đạo thần thức ghi ấn trong đó, ở Hóa Thần Hải cũng có thể có ghi chép tương ứng, nếu không may mắn xảy ra chuyện, Hóa Thần Hải cũng sẽ ở trước tiên biết được, điều tra rõ chân tướng. Lý Vân Tiêu đem huy chương nắm lên, cũng không thấy đem thần thức ghi ấn đi vào, liền trực tiếp thu vào, nói. Chờ ta gia nhập Hóa Thần Hải sau đó rồi hãy nói. Một ngày thần thức lạc ấn đi vào, trừ phi mình có lực lượng như kiếp trước, có thể ngăn cách truy tung, bằng không vô luận người ở phương nào đều có thể bị Hóa Thần Hải giám sát được. Ung Thiên Vận cũng không vội, cười nói. Như thế rất tốt, ta cũng sẽ ở lại Hồng Nguyệt Thành, tìm tòi địa lão thiên hoang. Nếu là có bất kỳ yêu cầu nào đều có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ. Lý Vân Tiêu gật đầu, lúc này có thể dựa vào Hóa Thần Hải cái chỗ dựa vững chắc này, đối với mình trợ lực cũng là cực lớn, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, hỏi dò. Thiên Vận trưởng lão, Hóa Thần Hải gần nhất có thể có biến hóa. Ung Thiên Vận sửng sốt, lập tức sắc mặt đại biến, trong đôi mắt bắn ra một đạo lệ mang, nhìn thẳng Lý Vân Tiêu. Từ khi hai người nói chuyện với nhau đến bây giờ, chưa bao giờ thấy hắn khẩn trương như vậy, cũng không gặp hắn có thần sắc ngưng trọng như thế. Hồn lực khổng lồ từ trên người của Ung Thiên Vận cuồn cuộn mà đến, ánh mắt sắc bén tựa hồ yếu bổ ra tất cả phòng ngự của Lý Vân Tiêu, đem nội tâm của hắn đọc hiểu rõ ràng hết thảy. Lý Vân Tiêu sắc mặt chợt biến, vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết, tại nơi tinh thần lực đập vào mặt ngăn trở. Nhưng bất quá trong nháy mắt lại đột nhiên tan rã. Đối phương đó là cửu giai thuật luyện sư thứ thiệt A, trừ phi vận dụng đồng thuật mới có thể chính diện đối kháng, chỉ dựa vào tinh thần lực so đấu, đó là phải thua không thể nghi ngờ. Chanh! Hai tay Lý Vân Tiêu nắm chặt ở trước người, một đạo lãnh mang ngưng ra, thiên thu bá đao phát sinh một tiếng thanh thúy, khí uẩn chấn động đứng lên, ba ma ha cổ văn từ trên thân đao mọc lên, cùng hồn lực của hắn đồng thời đối kháng Ung Thiên Vận tinh thần công kích. Tu Nhiên và Phủ Vũ vừa thấy bảo đao, lập tức kinh hãi, vạn phần đề phòng. Thiên Vận trưởng lão, ngươi lại nhìn chằm chằm nhân gia như thế, nhân gia sẽ ngượng ngùng, đao trong tay có khả năng sẽ giữ không được nữa rồi. Lý Vân Tiêu âm thầm kinh hãi, tinh thần lực của Ung Thiên Vận so với hơn 10 năm trước cường đại hơn rất nhiều, dự tính thời gian đều xa xa không có chống đỡ được. Ha ha, Ung Thiên Vận đột nhiên cười, tinh thần lực trên người nhất thời rút về, nội tâm khiếp sợ so với Lý Vân Tiêu càng sâu hơn. Nguyên bản hắn hoàn lo lắng đối phương có thật sự có thực lực bát giai thuật luyện sư hay không, từ mới vừa rồi giao thủ, hồn lực hùng hậu, hầu như đạt tới trình độ bát giai đỉnh phong. Tiểu tử này mới không đến 20 tuổi, sẽ không sắp sửa tấn cấp cửu giai đi. Cái ý nghĩ này để hắn thất kinh, một trái tim đập bang bang phanh lợi hại một cửu giai thuật luyện sư không đến 20 tuổi, điều này ý vị như thế nào? Chí ít ý nghĩa tương lai mấy trăm năm bên trong thuật đạo sẽ lấy người này làm chủ. Sắc mặt của hai người đều trở nên có chút khó coi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thiên Vận trưởng lão đây là ý gì? Ngươi một hỏi liên tiếp ta nhiều vấn đề như vậy, ta bất quá là thoáng hỏi một câu, ngươi đã làm khó dễ. Ung Thiên Vận kềm chế nội tâm khiếp sợ, thoáng trầm tư một chút, mới thở dài nói. Vân Thiếu cũng là lúc trước Mai Cốt Chi Địa trải qua người, ngươi cho rằng Hóa Thần Hải sẽ phải có biến hóa như thế nào đây? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đây là chuyện của quý phái, ta làm sao biết được, nếu Thiên Vận trưởng lão không chịu nói, vậy thì thôi, ta cũng không bát quái hiếu kỳ như thế. Ung Thiên Vận sâu đậm nhìn hắn một cái, nói. Người biết Thắng Phong là người phương nào không? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tên này tuy rằng qua mấy trăm năm,
nhưng ở mấy trăm năm trước đó là một trong hai đại danh đầu danh chấn đại lục, người đứng đầu hóa thần hải đời trước, tổng hội trưởng thuật luyện sư nghiệp đoàn, sự phụ của hiện giữ hội trưởng Lỗ Thông Tử A. Ung Thiên Vận sắc mặt ngưng trọng dị thường, đủ ngây người thời gian uống cạn chén trà, mới thần sắc nghiêm nghị nói. Người cũng đã biết, ta đây cũng không giấu giếm. Bây giờ hóa thần hải thế cục hết sức phức tạp, rất có dấu hiệu gió thổi mưa dông trước cơn bão. Thắng Phong đại nhân trở về, là họa không phải là phúc a. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, nói. Nghe những lời này của ngươi, bao hàm lượng tin tức thật ghê gớm. Ban đầu ở Mai Cốt Chi Địa, Thánh Vực Hứa Diễm cũng đã biết thân phận của Thắng Phong. Chỉ bất quá hắn đã mất đi thân thể, trở lại hóa thần hải lại vẫn có thể cùng Lỗ Thông Tử chống lại. Quả nhiên là khiến người ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Lỗ Thông Tử vẫn còn nhớ tình cảm cũ? Hắn cũng không phải hạng người nhân từ nương tay đó. Ba người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, tiểu tử này gọi thẳng đại danh của Lỗ Thông Tử thì cũng thôi, lại vẫn nói ra mấy lời kinh người như vậy, để bọn họ đều là nghĩ mà từng đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ung Thiên Vận nhìn hắn chằm chằm một cái, nghiêm nghị nói. Vân Thiếu trong lời này đạt được lượng tin tức, so với ta còn lớn hơn, những thứ này đều là đại sự đủ để quấy động Phong Vân Đại Lục, cũng không phải ta ngươi có thể nghị luận, việc này dừng lại ở đây thôi. Lý Vân Tiêu nội tâm hừ lạnh không ngớt, xem ra giữa hai sư đồ Lỗ Thông Tử quả nhiên có chút vấn đề. Thắng Phong tu luyện là ma công, lại đạt được tàn khu của đế quân, hơn nữa hắn năm đó uy vọng, khẳng định cũng không thiếu đại thuật luyện sư đức cao vọng trọng ủng hộ hắn. Trọng yếu hơn là ban đầu ở Nam Vực trên Quỳnh Hoa đảo lịch lãm, này từ hóa thần hải chảy ra thủy tinh cũng đều là ma khí A. Chứng minh hóa thần hải còn có giữ tại ma tu thuật luyện sư, những người này tồn tại, cùng với Thắng Phong năm đó là người đứng đầu hóa thần hải khẳng định có liên quan cực lớn. Trong mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, lo lắng nói. Trên đại lục thế cục càng ngày càng rối loạn, Thương Minh hiện tại thế cục bất minh, hóa thần hải lại là gió mưa sắp đến. May mà Thánh Vực và bảy đại siêu cấp thế lực cũng còn bình ổn, bằng không sẽ thật là tai nạn. Bình ổn sao, chỉ mong như vậy đi. Ánh mắt của Ung Thiên Vận lộ ra vẻ lo lắng buồn bực sâu đậm, hỏi nói. Vân Thiếu thật sự không chịu tiết lộ tin tức về Nặc Á Chi Thuyền. Nếu là thiên vũ giới phát sinh dung chuyển, nhất định phải có tuyệt thế cường giả đứng ra mới có thể trấn áp xuống. Nếu là Nặc Á Chi Thuyền có thể vì chính nghĩa lực sử dụng. Đối với tương lai dung chuyển sẽ có tác dụng chính diện cực lớn. Như thế nào là chính nghĩa? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Bảo vật có linh, Nặc Á Chi Thuyền tự có sứ mệnh của nó, thiên đạo xa vời, nhìn như hỗn loạn, lại hết thảy đều ở trong quỹ tích số mệnh. Thiên vận trưởng lão thân là cửu giai đại thuật luyện sư, ở trên đại lục cũng có tác dụng hết sức quan trọng, làm tốt việc của chính mình, đó là đối với ổn định thế cục của thiên vũ giới đem đến tác dụng chính diện rồi. Ung Thiên Vận sửng sốt, nghĩ không ra Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nói ra có triết lý như thế, nhất thời rơi vào trong trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy như vậy rất có đạo lý. Hôm nay nói chuyện, đối với ta cũng coi như rất có ích lợi. Lý Vân Tiêu đứng lên nói. Nếu lại không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Ung Thiên Vận ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu một cái, chỉ cảm thấy có một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt đang đứng cũng không phải là hậu bối, mà là một vị bằng hữu nhiều năm. Cảm giác này để Ung Thiên Vận nghĩ cổ quái, tựa hồ trước mắt phía dưới thân thể non trẻ này, cất giấu một linh hồn cực kỳ cường đại. Bị người phụ thân loại sự tình này hắn cũng đã đoán qua, nhưng một khi bị phụ thân, đối với bản thể mà nói thương tổn là cực lớn, có thể duy trì tu vi không lùi cũng đã là việc khó rồi, chớ đừng nói tiến bộ thần tốc như vậy. Hơn nữa lấy tu vi của hắn, có bị cường giả chiếm đoạt hay không liếc mắt là có thể xem thấu, tuyệt không có khả năng lừa gạt. Lý Vân Tiêu hai tròng mắt như sao, một mảnh trong suốt như thế, tuyệt không thể nào là bị cường giả chiếm được. Ung Thiên Vận nói, Vân Thiếu suy nghĩ thật kỹ về kiến nghị gia nhập hóa thần hải ta nhé. Được rồi, vừa nãy cùng người đối chiến với ngươi, chính là người của thế gia lánh đời Mục gia, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm địa lão thiên hoang, thực lực không tầm thường. Ở Hồng Nguyệt Thành coi như an toàn, nếu là tiến nhập địa lão thiên hoang mà nói, tất cả tự mình cẩn thận rồi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nghĩ không ra địa lão thiên hoang mở ra đem cả người của thế gia lánh đời cũng dẫn dụ ra, hắn gật đầu nói. Ta sẽ, sau này gặp lại. Nói xong, cũng không dừng lại, Lý Vân Tiêu đi thẳng ra khỏi phòng quý khách, sau đó rất nhanh liền rời khỏi đại sảnh giao dịch,
tìm kiếm chỗ hẻo lánh đi. Tu Nhiên rốt cục không nhịn được, mở miệng nói. Sư phụ, Lý Vân Tiêu này ngạo mạn như vậy, vì sao sư phụ phải hạ mình mời chào hắn? Ung Thiên Vận gương mặt trầm tư, ở bên trong phòng chắp tay đi qua đi lại, than thở. Người này cũng không vật trong ao a, so với ta dự đoán còn phải yêu nghiệt hơn, ngày khác quấy động thiên hạ phong vân đại thế, nhất định là người này. Tu Nhiên và Phủ Vũ đều là thất kinh, bọn họ chưa từng nghe qua Ung Thiên Vận khen ngợi một người nào như vậy. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra giao dịch phòng khách, theo bản năng cảm thụ được rất nhiều ánh mắt tụ tập ở trên người mình, trong đó có đủ ánh mắt của cường giả cùng với ác ý. Vừa ra khỏi đại sảnh giao dịch, hắn liền trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang tiêu thất ở trên khoảng không, để đám người âm thầm theo dõi đều là không có cách, bọn họ cũng không dám ở trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành tùy ý phi hành. Lý Vân Tiêu độn thuật cực nhanh, sau mấy cái lắc mình đã rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, hướng ngoài thành đi. Mọi người chỉ thấy một đạo lôi điện ngang trời, trong sát na đã ở ngoài ngàn dặm. Một lát sau, hắn liền đi tới chỗ lúc trước đạt được nghê thạch, nơi đây đã bị phá hủy một mảnh, hóa thành hồ nước sông, nhưng thích hợp ẩn thân tu luyện. Sở dĩ không có ở lại đào hoa ổ của Ninh Khả Nguyệt, là bởi vì không muốn cùng Khương Nhược Mai nhắc lên quan hệ thế nào, càng sợ trong lúc tiếp xúc sẽ bại lộ ra Nguyệt Đồng. Hắn xuất thủ giải trừ chú ấn, mặc dù có Ninh Khả Nguyệt hỗ trợ cắt đứt điều tra, nhưng cao tầng Hồng Nguyệt Thành ít nhiều đều sẽ sinh lòng hoài nghi, tiếp xúc càng nhiều sẽ càng không ổn. Lý Vân Tiêu nhìn hồ nước, nơi mi tâm bắn ra giới thần bi, trực tiếp lao xuống phía dưới sông, chui vào đáy sông, bản thân cũng hóa thành một đạo quang mang bay vào. Ở trong giới thần bi có thể tùy tâm sở dục, Ninh Khả Nguyệt cho 3 vạn nguyên đan đều lấy ra ngoài, bắt đầu đả tỏa hấp thu. Thời gian từng chút một trôi qua, Lý Vân Tiêu thủy chung vần quanh ở trong một mảnh linh khí. Ngay cả thân hình đều thấy không rõ lắm, mấy ngày sau, phiến linh khí mông lung dần dần rất thưa thớt, trong đó thấu đi ra ngoài cái bóng mấy ngày lai rốt cục giật mình, mơ hồ trong có thể thấy được hai tay bấm tay niệm thần chú không ngừng. Bốn phía nguyên bản linh khí dần dần giảm thiểu, trong lúc bất chợt thoáng cái hướng phía trung gian co rút lại đi, đều bị Lý Vân Tiêu hút một cái mà trống rỗng. Thần sắc hắn ngưng trọng lấy ra bạo nguyên quả, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Lập tức một cổ lực lượng cuồng bạo hình thành ở trong người, nguyên bản dùng nhất khí tạo hóa quyết nuốt trôi sau đó thân thể chính là tràn đầy nguyên khí, bị bạo nguyên quả dẫn dắt, càng giống như bạo tạc tăng trưởng lên, thân thể Lý Vân Tiêu trong nháy mắt bị biến lớn lên, tựa như khí cầu. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chơ xong bấm tay niệm thần chú, thân thể bỗng nhiên hóa thành một mảnh kim sắc, sáng sủa như liệt dương, dưới kim thân hiển hóa ra 3 đầu 6 tay, mặt khác 2 cái mặt đều là 2 mắt nhắm chặt. Phân biệt làm ra quyết ấn bất đồng. Mặc dù là kim thân pháp tướng 3 đầu 6 tay hiện ra, vẫn như cũ vô pháp ức chế nguyên lực trong cơ thể lấy cấp số nhân bạo tăng, tựa như sóng biển đánh thẳng vào kinh mạch và cốt cách trong cơ thể, phảng phất bên trong mỗi một tế bào đều rót vào năng lượng, đem cả người chen lấn chật ních, kinh khí quanh thân ngưng tụ thành từng đạo phong mang, kích bắn ra, 3 khuôn mặt đều xuất hiện vẻ dữ tợn thống khổ. Ầm ầm, trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ Việt Nam trầm muộn. Bát tinh vũ tôn bình cảnh trực tiếp đột phá, vẫn như cũ vô pháp tiêu hóa xong lực lượng trong cơ thể, khí thế còn đang không ngừng trùng kích bay lên. Hình dạng 3 đầu 6 tay của Lý Vân Tiêu đều bị vặn vẹo trở nên biến hình, trong tròng mắt một mảnh huyết sắc, lực lượng của Nguyệt Đồng cũng khuếch tán ra, tạo ra huyễn thuật cho bản thân, tê dại thần kinh trong đầu, nhằm giảm bớt đau khổ. Toàn bộ quá trình đủ rằng có 1 ngày 1 đêm, đợi đến lực lượng kia trong cơ thể hao hết. Lý Vân Tiêu ngay cả một ý niệm trong đầu cũng không để được, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Lại qua mấy ngày, dưới đáy sông trực tiếp một đạo quang mang vọt lên, chính là Lý Vân Tiêu đã đạt được cửu tinh trung cấp vũ tôn, hóa thành một đạo quang mang hướng phía Hồng Nguyệt Thành bay đi. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, bay mấy ngàn dặm bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra một tầng sát khí, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói. Tất cả đi ra đi. Không gian 4 phía hơi ba động, vài đạo khí tức cực mạnh tản ra, đem vị trí không gian của Lý Vân Tiêu phong tỏa. Sau đó, 4 người phân biệt từ 4 phương hướng đi ra, đúng là 4 gã vũ đế cường giả, thoáng cái đem Lý Vân Tiêu vây quanh. Người phía đông khẽ nâng lên mi mắt, khẽ cười nói. Có thể khiến cho chúng ta đợi lâu à, còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa. Người ở phía bắc thở phào nhẹ nhõm, nói. Đợi thêm nửa ngày nữa mà vẫn không thấy bóng dáng, chúng ta đều dự định bỏ qua,
còn một lát sẽ là dị tượng hồng nguyệt treo cao trên Tử Vân Phong, sau đó là địa lão thiên hoang mở ra. Nếu vẫn không đợi được ngươi mà nói, chúng ta sẽ phải rời khỏi rồi. Chư vị, không nên nhiều lời. Tiểu tử này có chút bản lãnh, giết có thể có chút vướng tay chân, mau chóng đánh chết, đừng chậm trễ đến tiên cảnh. Trong mắt người ở phía nam tuôn ra sát khí. Người ở phía tây cười nói. Tuy rằng vướng tay chân, nhưng ở dưới bốn người chúng ta liên thủ, không nên cần bao lâu đâu, bốn người chúng ta cũng đều là tứ tinh vũ đế cường giả. Bốn người đồng thời phóng xuất ra khí tức trên người, trong sát na bầu trời biến sắc, đại địa run rẩy, các loại khí tức ở xung quanh Lý Vân Tiêu kích động, tựa hồ muốn đem hắn ép thành thịt nát. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Muốn giết ta, ngay cả lý do cũng không nói một chút. Người phía bắc cười to nói. Ha ha, lý do đó là trên người ngươi có quá nhiều bảo vật. Bốn người này chính là vì đoạt bảo mà từ Hồng Nguyệt Thành truy tung đi ra ngoài, thế nhưng Lý Vân Tiêu độn thuật quá nhanh, bọn họ không thể đuổi kịp, vì vậy liền ở trên con đường lúc về tất phải đi qua ôm cây đợi thỏ. Người ở phía bắc sau khi nói xong, lộ ra vẻ châm chọc, trực tiếp đánh tới một quyền, toàn bộ không gian trực tiếp bị đánh nổ, ầm ầm sụp xuống. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. So với ta suy đoán không sai biệt lắm. Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng chớp động, trên không trung nhanh chóng lệch khỏi vị trí, đem quyền kình hóa giải, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhã, lạnh giọng nói. Đã như vậy, bên kia tốc chiến tốc thắng, ta cũng vội đến tiên cảnh đấy. Tay phải hắn giương lên, giới thần bi lập tức ném trên không trung, nhất thời mấy đạo nhân ảnh từ trong bia phi bắn ra, chính là Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiểu Hoàng, còn có Câu Gia ba huynh đệ. Năm người đều là gương mặt châm chọc, phân biệt nhìn chằm chằm bốn người kia đang tìm kiếm đối tượng xuất thủ của mình. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Bốn người thất kinh, khí thế ngất trời và vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng lại, gương mặt ngây dại ra và kinh khủng. Thế nào đột nhiên nhiều hơn năm người? Hơn nữa còn đều là Cửu Thiên Vũ Đế. Bốn người lập tức tỉnh ngộ lại, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra hiểu được lần này phục kích muốn rơi vào khoảng không. Người ở phía đông sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nói. Tình huống có biến, không thể ở lâu, chúng ta đi. Hắn thật ra quyết định rất nhanh, cũng không tham công mạo hiểm. Còn muốn chạy, các ngươi cũng là vũ đế thực lực không tầm thường, vì sao cả đám đều rất ngu rất ngây thơ. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên lộ ra một tia châm chọc, trong nháy mắt chớp động, liền đem người mặt đông nọ ngăn cản, một kiếm chém ngang tới. Phanh! Người ở phía đông nọ vội vàng lấy ra bảo kiếm nghênh đón lên, vừa đỡ tới, lưỡng kiếm giao phong, lại bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Hắn hoảng sợ thất sắc, lập tức đoán được thực lực của đối phương quyết không thua kém chi mình. Ba người khác kinh hãi, đang muốn phân biệt bỏ chạy, mấy người bọn họ cũng không phải là bạn tốt, chỉ là bởi vì mục đích giống nhau, hơn nữa thực lực tương đương, lúc này mới cùng đi tới. Lại nói tiếp bọn họ còn giúp Lý Vân Tiêu không ít việc. Mặt khác rất nhiều đám lâu la muốn đánh chủ ý lên người Lý Vân Tiêu cũng bị bốn người này đuổi đi. Nhìn qua ngươi lợi hại hơn một chút, ta sẽ giết ngươi đi. Câu Nguyệt Quang sắc mặt băng hàn, trực tiếp xuất hiện ở trước người kẻ ở mặt Bắc, một kiếm Nguyệt Quang như thủy, bắt chuyện cũng không thèm đánh xuống, đem người ở phía Bắc kia vây khốn. Câu Tinh Quang và Câu Nhật Quang thực lực hơi kém chút, nhưng hai người cũng đồng thời liên thủ, vây quanh người ở mặt Nam. Hắc Liên Thiểu Hoàng nhướng mày, nói. Tại sao lại để lại một tên kém cỏi nhất cho ta? Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Bởi vì ở bên cạnh ta, ngươi là hàng cùi nhất. Hắc Liên Thiểu Hoàng gương mặt chảy mồ hôi, ngượng ngùng nói. Được rồi. Hắn vội vã bay đi, quyền đầu triển khai, giống như một cái đầu tiểu thú, bỗng nhiên mở ra răng nanh, ở dưới thế giới quyền ý xé cắn. Cuối cùng người phía Tây nguyên bản nội tâm mừng thầm, ngăn cản hắn chỉ là một nhị tinh vũ đế, cũng không phải là mấy giây liền đánh bay. Nhưng quyền ý thế giới vừa ra, nhất thời sắc mặt trở nên đại biến. Toàn bộ chiến trường khó phân nhìn lại, ngược lại chính là Hắc Liên Thiểu Hoàng động tĩnh lớn nhất, bất hủ quyền ý triển khai, tự thành thế giới. Đây là võ đạo lĩnh ngộ gì? Dĩ nhiên biến thái như vậy. Người ở phía Tây thất kinh, thu hồi tất cả lòng khinh thị. Toàn lực quán chú trên bảo kiếm trong tay, thoáng cái bổ ra ba kiếm, muốn đem một phương thế giới này bổ ra chém rách. Đột nhiên vài đạo lực lượng kỳ dị ở trên thế giới quyền ý hình thành, bắt đầu chỉ là lẻ tẻ một tiểu đoàn,
sau đó càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dĩ nhiên diễn hóa ra bốn màu, hỗn độn cùng một chỗ, đem kiếm khí kia áp chế lại. Hừm, đây cũng là trong thế giới quyền ý của đại nhân ta địa, thủy, hỏa, phong nguyên tố chi lực, đại nhân ta đem nó thay đổi tiến kim cương quyền, tên gọi là khai thiên tích địa. Hắc Liên Thiểu Hoàng hai tròng mắt ngưng lại, địa thủy hỏa phong chi lực xoay tròn, diễn biến thành một mảnh hỗn độn, toàn bộ lực lượng trên thế giới quyền ý đều trong nháy mắt bị một mảnh hỗn độn hút vào. Sụp xuống thành một cực điểm. Lý Vân Tiêu há to miệng, hoảng sợ nhìn một quyền này, lúc trước khi luyện chế thủ khôi kia, chỉ là vừa vặn nổi lên ý niệm, đem bộ phận địa, thủy, hỏa, phong nguyên tố chi lực dung nhập vào trong thủ khôi, nghĩ không ra Hắc Liên Thiểu Hoàng dĩ nhiên tu luyện ra một quyền kinh thế hãi tục như thế, áp xúc toàn bộ quyền ý thế giới tới cực điểm, ngay cả hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Khai thiên địa. Trong mắt Hắc Liên Thiểu Hoàng một mảnh yên tĩnh vẻ, lạnh lùng phun ra bốn chữ này, phiến thiên địa này tựa hồ nhỏ nhẹ run rẩy, ở trong cảm nhận của tất cả mọi người, lộ vẻ hoảng sợ xoay người lại. Âm ầm, cực điểm đột nhiên nổ lên, một lực lượng hủy thiên diệt địa hình thành, trong nháy mắt đem tên tứ tinh vũ đế kia nuốt vào, toàn bộ bầu trời đều nghiền nát. Tất cả mọi người đều cả kinh hoảng sợ một mảnh, đặc biệt Lý Vân Tiêu, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có vô số nghi hoặc và không giải thích được. Vừa rồi cực điểm nổ lên, mang theo hết thảy sức mạnh to lớn, dĩ nhiên tương tự với thế giới chi lực trên giới thần bi của hắn. Lẽ nào nắm giữ địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố, liền có thể khai thiên tích địa, tự thành thế giới? Một ý niệm cổ quái ở trong lòng của Lý Vân Tiêu sinh ra, không thể ức chế lan tràn. Trên bầu trời nghiền nát, bị một quyền của Hắc Liên Thiểu Hoàng cuốn vào tứ tinh vũ đế, một lát sau từ trong một chỗ khe vọt ra, một thân chật vật. Trong mắt hắn một mảnh kinh hãi, cũng không có lòng ham chiến, trong nháy mắt muốn bỏ chạy đi. Cái gì? Dĩ nhiên không có việc gì. Hắc Liên Thiểu Hoàng lộ ra vẻ cổ quái, tuy rằng một quyền không đủ để đánh chết đối phương, nhưng đối phương bình yên vô sự vẫn để cho hắn một trận ngạc nhiên, tự lẩm bẩm. Nhị tinh chênh lệch chính là lớn như vậy sao? Một tinh một thiên địa, người có thể khiến cho hắn chật vật mà chạy, đã làm được không tệ. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nói rằng, sau đó trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, lại hóa thành một đạo lôi điện, lôi vân trên không trung mau chóng di động, thoáng cái liền đem tên kia thôn phệ đi vào. Phanh! Lôi vân bị một cổ lực lượng chống đỡ nổ lên, quanh thân tên vũ đế kia có một tầng tia sáng màu vàng nhàn nhạt hộ thân, lôi điện ở trên đó đùng vang lên, tuy rằng huyễn lệ, nhưng không cách nào tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với hắn, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, lẽ nào ngươi nghĩ hợp lại một cá chết lưới rách? Thả ta rời khỏi, ta sau này không bao giờ dám đánh chủ ý lên người ngươi nữa. Lôi điện nổ tung ở trước người hắn tụ lại, dần dần ngưng ra thân thể của Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Lúc đắc thế rất cường hoành rất bạo lực, khi thất thế lại là ngu ngốc, ngây ngơ như vậy. Hắn một tay bấm tay niệm thần chú, hiển lộ ra kim thân pháp tướng, trên sau cánh tay hoặc nắm vũ khí, hoặc bấm tay niệm thần chú ấn, pháp tướng trang nghiêm. Phong hỏa chi lực ở dưới chân xoay tròn, chậm rãi ngưng tụ thành cá sấu chi tướng, dẫm nát dưới chân, uy phong lẫm lẫm. Tên tứ tinh vũ đế kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Lý Vân Tiêu tuy rằng thủy chung là tu vi cửu tinh vũ tôn, nhưng triển lộ ra tuyệt học đã khiến nội tâm hắn run rẩy, hắn điên cuồng sợ hãi giống nói. Lý Vân Tiêu, làm người không nên làm quá tuyệt, cho người lưu lại một đường dư địa, cũng chính là lưu cho mình một đường dư địa. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh ý, châm chọc nói. Nguyên lai đạo lý này ngươi cũng minh bạch, vừa rồi nếu muốn giết ta có từng nghĩ tới câu nói này. Tay phải hắn chỉ một cái, chín thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ứng với thân ra, ở trên trời lượn vòng, hóa thành một kiếm thật lớn trận, đầu đuôi tương liên, cho nhau phun ra nuốt vào, dần dần ngưng ra một thanh kiếm thật lớn hình, một chém xuống. Một chiêu cửu thiên lãm nguyệt đánh rơi, tên kia tứ tinh vũ đế hoảng sợ xuất thủ. Từng đạo kiếm quang ở quanh thân chém ra, hoàn toàn là phòng ngự tính công kích, kết xuất một giường như kén tằm vậy kết giới, ngạnh kháng đi tới. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, một cánh tay thượng giới thần bi cũng theo đó bay lên, không hạn chế lớn lên, giống như một tọa bất hủ tấm bia to, trực tiếp phá không đi, thế giới lực không ngừng cắn nuốt đối phương cửu thiên đế khí, quét ngang tất cả. Ầm ầm, ở dưới hai chiêu mạnh nhất của Lý Vân Tiêu, to lớn năng lực ầm ầm nổ lên. So với lúc trước Hắc Liên Thiểu Hoàng khai thiên tích địa còn muốn kinh khủng. Hừm,
Lý Vân Tiêu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phía sau một cánh tay vung lên, một đạo kính quang bắn đi ra ngoài, trực tiếp phá vỡ không gian, đem trong hư không một đạo chui ảnh định trụ. Sau đó dưới chân cá sấu phát sinh kinh thiên tiếng gầm gừ, thân thể cũng từ từ thay đổi lớn, hóa ra một bát trượng rất cao cá sấu người, nhìn như ngốc, lại dĩ tốc độ cực nhanh xông vào kính quang bên trong, vãng tên kia vũ đế trên người đánh tới. A! À, tên vũ đế kia phát sinh tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, thoáng chút đã bị cá sấu há to mồm nuốt vào. Cái bụng cá sấu bắt đầu trở nên biến hình, không ngừng đế khí phá thể chui ra, nhưng là càng ngày càng yếu, cuối cùng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, khí tức của tên vũ đế kia triệt để biến mất không thấy. Bởi Lý Vân Tiêu bên này chiến đấu quá mức huyễn lệ, do đó thỉnh thoảng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau khi thấy tràng cảnh tên vũ đế kia bị người cá sấu ăn tươi, tất cả mọi người đều hoảng sợ đào hút một ngụm lãnh khí, không khỏi run rẩy. Khí thế thoáng cái thử tiêu bị trường, nguyên bản tự chiếm hết ưu thế phương này càng sĩ khí tăng vọt, đều ra sức xuất thủ. Lý Vân Tiêu kiến bên này giải quyết rồi, tiện tay đem giới thần bi đập tới, phóng đi mấy người khác chiến trường, cá sấu ở ăn một gã vũ đế hậu, đánh mấy người đại bão cách, cũng từng bước một đã đi tới. Ba người còn dư lại kia sợ đến hồn phi phách tán, nguyên bản đã ở vào hạ phong, lúc này càng không hề có tâm ham chiến, lo lắng cầu thối. Ầm ầm. Người ở phía đông nọ ở dưới hoảng loạn, bị một kiếm của Mạc Tiểu Xuyên chính diện bắn trúng, cũng hoàn toàn ngã rớt xuống. Đang cùng Câu Nguyệt Quang chiến đấu, người nọ thấy nguyên bản chậm rãi cá sấu người trong lúc bất chợt ra tốc, mạnh mẽ hướng phía hắn vọt tới, sợ đến cả người run lên một cái, liều mạng một chiêu đánh văng ra Câu Nguyệt Quang, đã muốn chạy trốn. Người cá sấu bỗng nhiên vọt tới, hóa thành phong hỏa luân, oanh kích đi tới. Ầm ầm. Phong hỏa chém một kích đánh văng ra, hội mà không tán, lần thứ hai ngưng tụ lên, đem người nọ khốn nhập trong đó. Câu Nguyệt Quang sắc mặt phát lạnh, ánh đao như nước phá vỡ hư không, chém ngang mà đến. Tha cho hắn một mạng. Lý Vân Tiêu đột nhiên hô lên. Nhưng đã quá muộn, đao mang xé rách trời cao, đem người nọ đau khổ chống đỡ ở dưới phong hỏa luân phiên công kích triệt để chém thành bụi phấn. Lý Vân Tiêu thần sắc hơi động. Trên pháp tướng Hoàng Chiêu Trung lập tức ném đi, một đạo âm cổ nhộn nhạo lên, đánh rơi xuống ở trong ba người chiến đấu cuối cùng, thoáng cái liền đem tên còn dư lại kia nhốt đi vào. Vân Thiếu, không giết hắn. Mạc Tiểu Xuyên xông tới, lộ ra vẻ không hiểu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Lưu lại một mạng, ta có chuyện cần dùng. Hắn tiện tay chỉ một cái, Hoàng Chiêu Trung liền thu vào, còn dư lại tên vũ đế kia cũng trực tiếp chui vào trong giới thần bi. Hắc Liên Thiểu Hoàng cười hì hì tiến lên phía trước nói. Vân Thiếu, một quyền kia của ta thế nào? Ngươi không muốn dạy ta chiêu vũ kỹ thứ hai, ta liền chính mình tự nghĩ ra một chiêu. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tán thưởng, nói. Rất mạnh, thực sự rất mạnh, hơn nữa cho ta dẫn dắt cực lớn. Ở trong đông đảo đệ tử của ta, ngươi có lẽ sẽ là một người đi xa nhất. Hắc Liên Thiểu Hoàng đại hỉ, hướng phía Mạc Tiểu Xuyên trợn mắt nhếch mày. Trên mặt cười vui vẻ tới mức muốn nở hoa. Mạc Tiểu Xuyên lạnh nhạt nói. Đem chỉ số thông minh có hạn của ngươi dùng ở trên võ đạo vô hạn, thực sự là khó khăn cho ngươi. Thèm ăn đòn a ca. Hắc Liên Thiểu Hoàng quát to một tiếng, liền luân khởi quyền đầu xông tới. Hai người lập tức đánh thành một khối, ở trên trời không ngừng chợt đến chợt đi. Câu gia tam huynh đệ vẻ mặt kính sợ đi lên trước, Câu Tinh Quang cẩn thận hỏi. Vân Thiếu. Chúng ta đã nghe theo phân phó của ngài rồi, có thể thả cho chúng ta tự do không? Lý Vân Tiêu và Hắc Liên Thiểu Hoàng đối thoại, để ba người bọn họ đều là trong lòng cả kinh, Lý Vân Tiêu dĩ nhiên lại là sư phụ của bọn họ. Nhưng từ sau khi vào giới thần bi, trên cơ bản chuyện quái dị hơn cũng có thể tiếp nhận rồi, hiện tại thầm nghĩ đổi lấy thân thể được tự do. Mới nghe một lần mà thôi. Lý Vân Tiêu cố lấy tròng mắt, hừ nói. Lúc trước ba người các ngươi chính là muốn lấy tính mạng của ta, các ngươi nghĩ sẽ có đơn giản như vậy sao? Bốn người này cũng là muốn lấy tính mạng của ta, kết cục các ngươi hãy nhìn xem. Câu Tinh Quang khổ sở nói. Lẽ nào Vân Thiếu muốn nhốt chúng ta cả đời? Cả đời thì không đến mức, phỏng chừng còn cần mấy năm nữa đi. Trong giới thần bi linh khí tuy rằng so với Hồng Nguyệt Thành kém xa, nhưng ta sẽ đúng hạn cung cấp cho các ngươi một ít cửu giai đan dược, làm bồi thường linh khí chưa đủ. Mà mấy năm đối với các ngươi mà nói, có khó khăn như thế sao? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói rằng,
trong giọng nói không có bất cứ cảm tình gì, nhưng trên thân ba người bị hắn hạ phong ấn, thân bị chế trụ nào dám nói một chữ không. Sau một hồi khúm núm, ba người thành thành thật thật trở về trong giới thần bi, Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiểu Hoàng náo loạn một lúc, rồi cũng đều đi vào. Lý Vân Tiêu thu hồi giới thần bi, hóa thành một đạo quang mang, bay nhanh hướng phía Hồng Nguyệt Thành đi. Lúc này sắc trời dần dần ảm đạm xuống, trên bầu trời bắt đầu trở nên dường như máu nhuộm vẻ, trăng rằm dường như con ngươi to lớn, ngưng mắt nhìn đại địa. Ở bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, một ngọn núi thật to quanh năm quanh quẩn ở dưới vân vụ linh khí, trong đó yêu thú hoành hành, linh thảo vô số, là thiên đường của rất nhiều người thích mạo hiểm. Chỉ là trong đó vân vụ bao phủ, tọa độ kim đồng hồ cũng vô pháp chỉ đường tinh chuẩn, do đó hệ số nguy hiểm lớn nhất. Chỉ có vào lúc trời cao treo Hồng Nguyệt, vân vụ mới có thể tản ra, ở dưới ánh sáng Hồng Nguyệt, khắp núi linh khí chiếu rọi sắc tà dương như máu, mà đám mây trên đỉnh núi lại là hóa thành một mảnh tử sắc, phảng phất như tử khí đông lai. Cảnh tượng như vậy sẽ kéo dài khoảng hơn một tháng. Sau khi địa lão thiên hoang mở ra thời gian không có quy luật, căn cứ nhiều lần công tác thống kê, dài nhất cũng sẽ không vượt quá 2 tháng, mà ngắn nhất liền có khả năng chỉ có chừng 10 ngày, hoàn toàn phải xem vận khí. Lúc này trên Tử Vân Phong từ lâu đã là cường giả nhiều như mây, quần anh tụ tập, còn có số lớn đoàn người bắt đầu từ 4 phương 8 hướng chạy tới đây. Trên bầu trời sớm bị Hồng Nguyệt Thành bày cấm chế, bình thường không được phi hành, bởi vì quá nhiều người lâm không mà bay nói, rất khó quản lý. Hiện tại tất cả mọi người phải từ chân núi một đường cuống cuồng chạy lên, mà Hồng Nguyệt Thành lại ở trên tất cả những con đường nhất định phải đi qua thiết trí một đạo trạm kiểm soát thu lệ phí. Cái gì, 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch làm phí qua đường sao? Giờ khắc này ở trên trạm kiểm soát, một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, giận dữ hét. Địa lão thiên hoang này là đông vực tiên cảnh, thuộc về toàn bộ đông vực, Hồng Nguyệt Thành các ngươi dựa vào cái gì thu lệ phí? Lại còn mắc như vậy? Bởi nhân số quá nhiều. Chỗ thu lệ phí thiết trí 10 nữ tử trẻ tuổi đều có chút không giúp được. Một người trung niên nam tử sau khi nghe được mức phí qua đường, tức giận cả người run rẩy, rất có tư thái muốn lật bàn. 10 tên Mỹ tỷ tuy rằng đều chỉ có tu vi vũ quân vũ tông, nhưng ai cũng không dám vô lễ gây rối. Đám võ giả đã giao nộp nguyên thạch nhíu chân mày lại, xoay người nhanh chóng hướng lên núi chạy đi. Mà những người chưa giao đều dừng lại, lặng lặng quan vọng trước. Dù sao 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ. Mọi người ở đây cho rằng Mỹ tỷ sẽ phát hỏa, nàng lại chỉ là nhàn nhạt ngắm nhìn trung niên nam tử trước mặt này một cái, nói. Biệt Ly đại nhân cũng đã nói, địa lão thiên hoang là tài phú mà người của thiên vũ giới cùng sở hữu, cũng không phải là toàn bộ thuộc về ông Nguyệt Thành chúng ta.